Trong cuộc sống này, ai cũng mong cuộc đời lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Dù có gặp khó khăn, cũng sẽ may mắn có quý nhân phù trợ, nhẹ nhàng vượt qua. Tuy nhiên, phúc khí và may mắn không phải do bẩm sinh mà có, mà nó có liên quan rất nhiều đến đặc điểm, tính cách và hành vi cá nhân của mọi người. Người xưa có câu, 3 phần số mệnh, 7 phần nỗ lực. 7 phần nỗ lực trong đó chính là thói quen, tính cách và phẩm chất được hình thành và nuôi dưỡng trong quá trình sống. Đó cũng là những nhân tố quan trọng góp phần quyết định vận mệnh của cả cuộc đời. Đúng là trong xã hội ngày nay, mỗi khi gặp thất bại hay cuộc sống không được như ý, chúng ta đều cảm thấy mọi thứ thật là bất công. Lòng thắc mắc tại sao người khác có sự nghiệp thành công và gia đình hạnh phúc, còn bạn thì chẳng nhận được gì. Đôi khi lại tự hỏi, phúc lành của người khác đến từ đâu? Theo Phật giáo thì hạnh phúc của con người không phải do cướp đoạt hay là than thở, hoặc là cứ cầu là có, mà là do gieo nhân lành thì gặt quả lành. Nói cách khác là phúc của một người thực ra hoàn toàn do chính người đó quyết định. Phật giáo chỉ ra 4 đức tính của người có phúc vậy. Đức tính thứ nhất đó là có lòng hiếu thảo và biết giúp người. Người xưa có câu, bách thiện hiếu vi tiên, có nghĩa là trong 100 điều thiện thì hiếu thuận đứng đầu. Công cha trời biển, nghĩa mẹ bao la là điều mà mỗi phận làm con không thể báo đáp được. Cha mẹ chính là phúc đức lớn nhất trên đời của mỗi người, và làm tròn hiếu đạo là công đức lớn nhất trên đời. Đức Phật dạy rằng, đời người là vô thường, ai rồi cũng có một ngày già đi. Khi già yếu, bệnh tật mà con cháu bên cạnh chăm sóc và nâng đỡ thì đó là một điều may mắn. Thời gian trôi qua vô tình, tuổi xuân của cha mẹ cũng đi qua cùng với tuổi thơ của con. Con ngày càng trưởng thành thì cha mẹ ngày càng già đi. Hiếu thuận không chỉ là hồi báo công ơn cha mẹ sinh thành dưỡng dục, mà còn là dâng theo tâm nguyện của cha mẹ để đấng sinh thành vui lòng. Trong trời đất, đối với con cái, cha mẹ là quan trọng nhất. Hiếu kính với cha mẹ làm việc tích đức đơn giản nhưng tốt đẹp còn hơn cả cầu thần bái Phật. Ông trời luôn bảo hộ, ban phúc cho những người sống hiếu thảo, hết lòng với cha mẹ. Thế nên, đây là những điều kiện mà phận làm con nhất định phải làm cho cha mẹ. Người tử tế sẽ không bao giờ đối xử tệ bạc với cha mẹ của mình. Họ có thể đối xử tệ bạc với bản thân, nhưng vì họ lương thiện nên sẽ luôn biết làm sao để tích âm đức và tạo phúc cho con cháu. Người sống hiếu thảo có thể làm gương cho con cái. Họ có thể cho con cái cảm nhận được sự hòa thuận, đầm ấm của gia đình. Để rồi, khi tới lượt bản thân già yếu, họ cũng nhận được sự hiếu kính từ con cái của mình. Hiếu thuận là nề nếp gia phong tốt, được truyền từ đời này sang đời khác. Không chỉ có lòng hiếu thảo, lòng nhân hậu và biết giúp đỡ người khác cũng là đức tính của người phúc vậy. Ở đời, người thích làm điều thiện mà không mưu cầu hồi báo sẽ nhận được càng nhiều phước báo. Ông cha ta có câu, ở hiền gặp lành cũng là vì thế. Một người có tấm lòng nhân hậu sẽ tích được công đức lớn và họ đương nhiên sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Trên thực tế, giúp đỡ người khác cũng chính là giúp đỡ chính mình. Khi bạn sẵn lòng giúp đỡ người khác mà không yêu cầu được đền đáp, thì cũng sẽ có người giúp đỡ bạn y như thế. Quý nhân hay may mắn mà bạn gặp được sau này hoàn toàn có thể là do bạn tạo ra từ những việc tốt mà bạn đã làm trước đó. Khi đã nhận được sự giúp đỡ, đừng quên thể hiện lòng biết ơn với người đã giúp mình. Dù là bằng hành động thực tế hay đơn giản là một câu cảm ơn.
Cuộc sống này muôn màu muôn dạng, sẽ có những việc bất ngờ xảy ra mà chúng ta không thể lúc nào cũng có ngay cho mình một hướng giải quyết. Nếu bạn được người khác giúp đỡ cho bất cứ vấn đề gì, thì hãy luôn có một trái tim biết ơn đối với người đã giúp đỡ bạn. Đừng bao giờ cho rằng người khác giúp bạn là điều hiển nhiên, bởi trong cuộc sống này, không ai có nghĩa vụ phải giúp đỡ chúng ta ngoại trừ cha mẹ hay người thân của mình. Chỉ khi bạn trân trọng những điều người khác làm cho mình, thì người khác mới sẵn sàng tin tưởng và giúp đỡ bạn vô điều kiện. Mối quan hệ giữa người với người là sự tương tác hai chiều, có đi có lại mới toại lòng nhau. Ở đó, lòng biết ơn chính là cơ sở để đảm bảo mọi việc đều cho đi, đều có thể được nhận lại xứng đáng. Thứ hai là sống rộng lượng bao dung. Bồ Tát Di Lặc trong Phật giáo được coi là hiện thân của lòng bao dung và độ lượng. Người xưa có câu, bụng to có thể dung thứ, những việc đời khó dung. Nụ cười luôn rộng mở để cười nhạo những kẻ lố bịch trên đời này. Cuộc sống không bảo đảm sẽ luôn thuận buồm xuôi gió. Những vấp ngã là điều không thể tránh khỏi. Nếu bạn cứ luôn lo lắng về mọi việc, đặc biệt là để bụng những điều chướng tai gai mắt trong cuộc sống xung quanh, bạn sẽ không thể sống riêng cho chính mình, càng không thể tận hưởng phước lành dù nó có nhiều đến đâu. Trong các mối quan hệ xã hội, chúng ta không thể nào tránh được những bất đồng hay xích mích xảy ra. Lúc cảm xúc không thể kiểm soát, không phải ai cũng có đủ bình tĩnh để giải quyết vấn đề. Có người luôn tranh cãi với đối phương để giành phần thắng. Ngược lại cũng có người chọn cách bao dung, nhượng bộ để chuyện lớn quá nhỏ. Trở thành người khoan dung với một trái tim rộng lớn sẽ giúp cho mối quan hệ giữa người với người trở nên gần gũi hơn, tình cảm hơn và trở nên sâu sắc hơn. Sống bao dung độ lượng với người khác không chỉ giúp làm đẹp cho bản thân mà còn giúp chúng ta có luôn nhiều mối quan hệ tốt đẹp. Chỉ khi trở nên cao quý, bạn mới dễ dàng được hưởng phúc lành. Ở đây, cao quý không phải là bạn có bao nhiêu tiền bạc và địa vị cao đến đâu. Điều quan trọng là tính cách và phẩm chất cao quý mà bạn đang sở hữu ra sao. Người sống có lòng khoan dung thì lúc nào cũng tự do tự tại. Đi đâu làm gì đều có thể hài hòa, viên mãn. Khoan dung chính là biểu hiện của tâm đại thiện, tâm từ bi, có sức mạnh cảm hóa đất trời. Nhân chi sơ tính bản thiện. Con người sinh ra vốn có bản tính lương thiện. Người khéo nuôi dưỡng bản tính thiện thì sẽ biết nhẫn nhịn. Người khéo nhẫn nhịn tức là khoan dung. Khoan dung độ lượng với người chính là tạo phúc báo cho mình. Đó là lý do giáo lý nhà Phật nhận định rằng sống bao dung và độ lượng là một trong những đức tính của người có phúc dậy. Người biết bao dung sẽ luôn mang tấm lòng rộng lượng với mọi vật, mọi sự, mọi người. Lòng như biển cả nhận nước từ trăm sông, lòng như đất trời mùa xuân tốt tươi cho vạn vật, thì đó chính là từ bi. Bao dung là một đức tính vô cùng đẹp mà những người có trái tim từ bi mới có được. Người có lòng bao dung thì khi sự tình trở nên căng thẳng bế tắc thì họ sẽ biết quay đầu chuyển hướng, cũng khiến cho mối quan hệ căng thẳng trở nên gần gũi hơn. Con người sống ở trên đời đều chỉ biết tìm kiếm hạnh phúc ở nơi xa vời mà không hề hiểu hạnh phúc do chính mình tạo ra. Mỗi ngày bạn hãy tự dặn lòng mình rằng hãy bao dung hơn hôm qua, sống đơn giản và thanh khiết hơn hôm qua. Chắc chắn nhờ đó cuộc sống của bạn sẽ hạnh phúc muôn phần. Thứ ba là giữ tâm trong sạch, không ghen tị. Nhiều người thắc mắc phúc là gì? Phật dạy, điều đầu tiên để tạo nên phúc là phải có tâm hồn trong sạch, biết chấp nhận và cảm nhận hạnh phúc từ những điều nhỏ nhoi nhất trong cuộc sống này.
Chính những người như vậy mới thực sự là người có phúc. Cuộc đời này là của bạn. Sướng khổ ra sao là do bạn tự quyết định thôi. Do đó, bạn không thể ghen tị với phúc lành của người khác. Bởi sự ghen tị cuối cùng sẽ chỉ thiêu đốt chính bạn mà thôi. Vì vậy, trong đạo Phật, nếu chúng ta biết chuyển hóa ở thế gian này, đó là khi nhìn thấy sức mạnh tài năng của người khác thì phải biết tán dương. Chỉ có công đức này, chúng ta mới có thể bù đắp được những khuyết điểm của mình. Đây chính là mấu chốt để có được hạnh phúc. Không ai trên đời này sinh ra đã hoàn hảo. Nhưng nếu bạn cứ để sự ghen tị mãi trong lòng, có thể khiến cho bản thân bạn luôn mệt mỏi, bất bình, không một phút nào an yên. Ghen tị với người khác không bao giờ có thể giúp cho bạn tốt lên, mà chỉ làm tổn hại tới chính bạn mà thôi. Lòng ghen tị chỉ khiến cho bạn càng ngày càng sân si. Một khi bộc phát, lòng ghen tị sẽ biến thành khẩu nghiệp, nói điều sai quấy với người khác, nặng hơn là biến thành quán khí, sân hận, hành động gây tổn hại tới người khác. Con người chúng ta hay mắc phải sai lầm này, và có thể cảm thấy khó chịu với người khác trên nhiều phương diện khác nhau, như tài năng, sắc đẹp, danh vọng, địa vị, tiền bạc, tình cảm, thậm chí là ghen tị nhau cả về con cái nữa. Lời Phật dạy, đáng thương nhất của đời người là tự ti, bi ai lớn nhất của đời người đó là ghen tị. Phật dạy quả không sai, đáng thương nhất là những kẻ tự ti, những người không đủ niềm tin về cuộc sống, vào chính mình. Những kẻ cứ hay ngờ vực khi được đối xử tốt, ghen tị khi thấy người khác sống tốt hơn mình. Bản thân họ cảm thấy mình không xứng đáng được đối xử tốt, hay chính vì mình không dám sống thật lòng với ai nên họ không dám sống trong cảm giác an toàn. Người ta có thể tìm được hạnh phúc từ những điều giản dị xung quanh mình, hoặc tự hài lòng với những gì mình đang có. Tại sao không cố gắng hết mình, thay vì ghen tị với cái thành công mà người khác đổ biết bao nhiêu mồ hôi và công sức để có được? Đức Phật cũng khẳng định rằng, muốn tìm được hạnh phúc, muốn tìm được sự an lạc là ngay trong cuộc sống giữa đời thường này, thì phải cần đến năng lực của sự tùy hỷ. Bởi cuộc đời là vô thường, chúng ta phải cùng yêu thương, đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau còn không hết, huống hồ là đố kỵ nhau để tạo ra thù hận, thành oan gia trái chủ, để phải luân hồi sinh tử mãi mà đọa đày trả ân oán với nhau. Phật dạy rằng, khổ tâm lớn nhất của đời người là sự ganh ghét đố kỵ. Người có tâm ganh ghét, tật đố kỵ sẽ khổ sở dây dẳng trong lòng. Do đó, người tháo chuông không ai khác chính là người buộc chuông. Trong trường hợp này, chỉ có bạn mới giúp được bạn mà thôi, mới khiến bản thân hạnh phúc hơn, an yên hơn, thanh tịnh hơn và thấy cuộc đời đẹp hơn. Thứ tư là sống biết đủ, không xa qua lãng phí. Cuối cùng, sống biết đủ và không xa qua lãng phí cũng là một đức tính cần có của những người có phúc dày. Phước lành của con người đều đã được định đoạt. Nếu một người không biết tích đức, không biết tu phước mà lại phung phí phước thì như nước trong bát, sớm muộn gì cũng sẽ cạn kiệt. Ngược lại, nếu ai biết trân quý phước lành thì sẽ được phước. Cuộc đời này vô thường, hạnh phúc đôi khi có giá trị ít hay nhiều là do bản thân tự cảm nhận nó. Bản thân phải hiểu rằng không phải ngẫu nhiên mà mình lại được sinh ra là con của bố mẹ mình. Mình lại mang tên này là được sống ở đây, được yêu thương và cho đi yêu thương. Tất cả đều là duyên phận, đều có căn cơ hết. Nhưng có một thực tế là con người vốn dĩ không bao giờ biết tự hài lòng với những gì mình đang có. Luôn có tư tưởng đứng núi này trong núi nọ, chẳng thể cảm nhận được hết hạnh phúc mình đang hưởng thụ. Dễ dàng để những điều đáng quý, đáng trân trọng bị vùi lấp với lớp màng mang tên ganh tị. Chỉ vì không buông bỏ được lòng tham cố hữu ấy
nên tai họa cứ ập đến là điều khó tránh khỏi, khổ đau là lẽ đương nhiên. Đức Phật chỉ dạy rằng, biết đủ là đủ. Người biết đủ là người giàu có nhất. Người biết đủ luôn cảm thấy an yên và hạnh phúc. Họ luôn mỉm cười đối mặt với mọi khó khăn của cuộc sống. Họ sẽ tìm ra hướng đi phù hợp và hoàn hảo nhất cho mình. Người biết đủ sẽ phân biệt được rõ điều gì nên làm thì làm, điều gì không nên làm. Trong suy nghĩ của người biết đủ, không có chỗ cho sự tranh giành và đòi hỏi quá mức. Họ luôn cảm thấy hài lòng và thỏa mãn với cuộc sống hiện tại. Nếu biết hài lòng với những gì mình đang có, chúng ta mới có thể sống hạnh phúc được, giữ tâm thanh tịnh, định tĩnh và giản đơn. Cuộc sống này của chúng ta sẽ dần dần chuyển hóa từ đấu tranh thành sẻ chia, từ sân hận thành tha thứ, từ nỗi khổ niềm đau sẽ tan loãng. Hạnh phúc sẽ đơm hoa ở hiện tại, an bình sẽ kết trái ở mai sau. Hài lòng với những gì mình đang có không chỉ giúp cho bạn giảm bớt đi ganh tị, đố kỵ, mà còn mang đến cho bạn cái nhìn tổng quan hơn về cuộc đời, về kiếp người, để từ đó sống tốt hơn, cái tâm trong sáng hơn, nuôi dưỡng nhiều hơn những hạt giống tích cực, để mỗi giây phút trong cuộc đời này luôn tuyệt vời và đầy ý nghĩa. Phúc lành do chính mình tạo ra, vận mệnh do chính mình tìm kiếm. Không cần phải ghen tị với phúc lành của người khác, cũng không cần thăm dò phúc lành của người khác đến từ đâu. Hãy nhớ rằng, phước do chính mình kiếm được, nỗi đau do mình tạo ra, mọi thứ đều do mình tự tạo và tự nhận. Tiếp theo chương trình, kính mời quý Phật tử và các bạn cùng nghe câu chuyện quả báo khiến cho hoàng hậu bị mù một mắt chỉ vì một lời thề. Vâng, thưa các bạn, câu chuyện quả báo thất hứa sau đây rất đáng sợ, cho dù bạn nghĩ rằng lời nói gió bay, không ai còn hay biết tới những gì họ từng hứa nữa. Hoàng Thái Hậu mù một mắt vì một lời thề. Câu chuyện kể lại rằng, vào thời vị hoàng đế cuối cùng của triều Bắc Tống, Tống Khâm Tông, ông cùng cha mẹ mình đã bị giặc Kim bắt lên phương Bắc vì thua trận. Sau đó, hai nước đã thỏa thuận ký kết hòa ước, Khâm Tông bị giữ lại. Khi biết tin Hoàng Thái Hậu hiển nhân sắp về phía Nam, vua Khâm Tông đã cầm tay mẹ mình và khóc than: "Nếu con được về Nam, chỉ mong được phong làm chủ cung Thái Ất là đủ rồi, chẳng dám mong muốn nhiều hơn." Ý của hoàng đế là không muốn giành lại ngôi vua, muốn mẹ gửi thông điệp này đến người em, mong sẽ cứu mình trở về. Khi ấy, Hoàng Thái Hậu hiển nhân liền thề với vua: "Nếu ta về rồi mà sau này không đón con về, thì mắt ta sẽ bị mù." Đến khi Hoàng Thái Hậu được về cung, mới biết em trai của nhà vua là Tống Cao Tông không hề có ý định đón anh mình trở về. Hiểu được ý này của con trai, trong lòng bà vô cùng buồn phiền, nhưng lại lặng thinh, không dám mạnh dạn nói ra, vì sợ làm trái ý của cậu, thì có khi mạng sống của mình cũng không giữ nổi. Không lâu sau đó, Hoàng Thái Hậu bị mù mắt. Mọi thầy thuốc giỏi nhất ở khắp nơi được mời đến, thế nhưng không ai đủ khả năng chữa khỏi cho bà. Về sau có một đạo sĩ giỏi vào cung, ông dùng kim vàng khêu vào mắt trái của bà, mắt liền sáng tỏ. Hoàng Thái Hậu vui mừng khôn xiết, bà cầu xin đạo sĩ chữa luôn mắt bên phải. Thế nhưng đạo sĩ từ tốn đáp lời: "Dạ thưa, hoàng hậu nhìn một mắt thôi, còn một mắt phải giữ cho đúng lời thề." Bà nghe xong người như chết lặng, cảm thấy kinh sợ vì đạo sĩ biết được lời hứa của bà trước đây, liền đứng dậy cảm tạ, thì đạo sĩ đã đi mất rồi. Bài học trong câu chuyện này là hoàng hậu hiển nhân, cho dù hoàn cảnh không cho phép nên đành phụ lời hứa của con trai. Thế nhưng điều đó không thể tránh được việc bà phải gánh chịu hậu quả
cố việc không giữ trọn lời thề. Câu chuyện trên cho thấy, xem nhẹ lời thề, đừng tưởng không ai biết. Trời biết, đất biết, quỷ thần biết. Thế nên, bản thân sẽ phải gánh chịu đúng những gì mình đã nói ra. Bài học thứ hai là, điều mình không làm được thì đừng hứa. Trên đây là câu chuyện quả báo thất hứa, có cái kết rất đáng sợ khiến cho chúng ta không thể ngó lơ. Thế nên nếu có thể thì tốt hơn hết, nên cần tránh hứa suông. Trong cuộc sống này có rất nhiều việc cho dù mình cảm thấy vô cùng chắc chắn, nhưng vẫn có ít nhất 1% không trở thành hiện thực, không diễn ra theo những gì mình muốn. Thế nên với mọi điều chớ nên vội hứa. Cứ nói rõ một số nguy cơ có thể xảy ra, nhưng không như mong muốn. Tuy nhiên bản thân sẽ cố gắng nhất có thể, không dùng lời hứa hay lời thề nào cho bất cứ việc gì. Một trong thập thiện nghiệp của Đạo Phật có nhắc nhở chúng ta chớ nói dối, vì những gì chúng ta nói ra rồi thì không bao giờ rút lại được, lại gây hậu quả nặng nề. Có một câu chuyện cách đây hơn 30 năm ở Đài Loan, nói về một khu chợ giải rằng do thời ấy nghèo nên nhiều người chở hàng đi bán rong. Có một lần nọ, có một anh bán giải chở hàng vào thôn, các phụ nữ liền bu đến xem. Họ cầm giải truyền tay nhau cùng xem rồi luân phiên bình phẩm, nhưng không ai mua. Người bán thấy vậy bèn thu giải về. Thế nhưng khi kiểm hàng, người bán phát hiện bị mất một sấp giải. Lúc này ai cũng nói mình không có lấy. Trong đám phụ nữ có một chị không những hung hăng xác định mình không lấy mà còn thề độc như sau: tôi mà có lấy giải thì sau này sẽ bị xe tông chết. Sau đó chị ta chuyển đến Kim Môn sống. Một ngày nọ chị đang ngồi trong nhà thì một chiếc xe tải bị đứt thắng đâm thẳng vào nhà và tông chết chị. Sau đây là những tác dụng của việc tôn trọng sự thật. Khi bạn giữ cam kết với lời hứa của mình, bạn đã gieo nhân tốt cho những quả sau đây. Được mọi người tin tưởng. Những người tôn trọng sự thật ắt sẽ được người trọng nể, tin cậy. Không ai quán hận thù hiềm, đi đâu cũng được người chung quanh dành cho một điều gì thân tín, niềm nở tiếp đón. Nhất là trong công việc, họ thường là người chân thực, đáng tin, nên được cấp trên giao phó cho nhiều trọng trách quan trọng. Cuộc sống của họ vì thế mà được no đủ an vui. Bảo tồn sự trung tín trong xã hội. Trong một gia đình, một đoàn thể, một xã hội mà không ai tin ai thì mọi công cuộc từ nhỏ đến lớn đều thất bại. Theo lời dạy của Khổng Tử, một trong năm đức tính căn bản là lòng tin, nhân vô tính bất lập. Hạnh phúc gia đình và xã hội không thể có được trong sự dối trá. Những cá nhân biết nói lời thành thật thì gia đình và xã hội được đoàn kết trong sự tin cậy. Mọi công cuộc chung được xúc tiến có kết quả tốt, tạo ra kết quả tốt đẹp với sự chung sức đồng lòng. Nuôi dưỡng lòng từ bi. Nguyên nhân của dối trá là ích kỷ mưu mô, sẵn sàng hại người để thỏa lòng tham u tối của mình. Họ không bao giờ nghĩ cho hoàn cảnh của người khác khi bị lừa dối. Họ đau khổ, có khi phải mắc thù dương oán, có khi phải tán gia bại sản. Ngược lại, người thật thà, chân thành trong từng câu từng từ sẽ mang tới cảm giác an ủi cho người đối diện. Một khi lòng từ bi được trải rộng thì ai ai cũng cảm thấy bình an. Tránh nghiệp báo khổ đau nghèo đói. Thực tế là thất hứa không chỉ làm giảm uy tín mà còn là nguyên nhân của cả việc làm ăn thất bát, nguy cơ cao rơi vào tình trạng nghèo khó. Nếu bạn không có sự cam kết, nhân quả báo ứng khiến cho bạn hàng đối tác cũng không giữ cam kết với bạn. Thế nên mới thường xuyên xảy ra những trường hợp người ta đặt hàng không lấy, hứa hẹn mua hàng xong không nhận, hẹn ngày trả tiền nhưng liên tục trì hoãn. Chúng sẽ khiến bạn lao đao trong kinh doanh, làm ăn thất bát, rơi vào nợ nần nghèo khó.
Lời Phật dạy về làm giàu đã chỉ ra rằng người không giữ lời hứa sẽ nhận quả nghèo đói. Có một câu chuyện kể lại rằng một gia chủ cư sĩ với một sa môn bà la môn hứa sẽ cúng dường tôn giả thế này thế kia, nhưng sau đó không thực hiện như đã hứa. Khi đi ra làm ăn buôn bán, người ấy luôn bị thất bại vì hứa mà không thực hiện, làm người khác thất vọng. Như vậy, quả báo của việc thất hứa là chúng ta sẽ thất bại, không đạt được điều gì cả. Hơn nữa, lời nói tuy không phải là dao, nhưng phải cẩn trọng, vì nó có tới hai mũi nhọn. Một mũi đâm vào người khác, còn một mũi đâm vào chính người sử dụng nó. Do đó, Phật dạy, phàm kẻ ở đời, lưỡi búa bén nằm sẵn trong miệng, sở dĩ chém mình là do lời nói ác. Đã đành nói ly gián, nói xuyên tạc là để hại người. Nhưng khi đã làm hại người thì thế nào người cũng hại lại mình. Để tránh sự thù hằn, tránh nghiệp dữ, chúng ta không nên dối trá điều hòa. Tuy nhiên, có một số lời nói dối để cứu người hay vật vẫn là lời nên nói. Nói chung, nếu do lòng từ bi thúc đẩy mà phải nói dối thì không phạm tội. Thưa các bạn, nếu chúng ta biết yêu thương bằng tâm từ thì có tác động và hiệu ứng chuyển hóa kỳ diệu lên sự sống. Là người đệ tử của Phật chân chính, phải luôn thực hành nuôi lớn tâm từ của mình, ban rải tâm từ rộng ra đến với mọi người và cả với muôn loài. Trước mắt, người nào nuôi dưỡng được tâm từ sung mãn thì tự thân họ có lợi ích rất nhiều. Đó là nội dung lời Phật dạy, muốn an yên hãy yêu thương tất cả. Mời quý Phật tử và các bạn cùng nghe. Thưa các bạn, ai cũng biết yêu thương là một chất liệu quan trọng của cuộc sống này. Nếu thiếu đi yêu thương thì đời sống trở nên nhạt nhẽo, vô vị làm sao? Nhưng yêu thương như thế nào để mình và mọi người cùng muôn loài được lợi ích và an vui là điều nên bàn. Đạo Phật là đạo của tình thương. Hẳn nhiên, người con Phật có một bí quyết yêu thương riêng rất đặc thù, đó là tâm từ. Tâm từ là lòng yêu thương cao thượng, thương mình và tất cả chúng sanh, mong ước cho mình cùng tất cả chúng sanh luôn được lợi ích an vui. Tâm từ luôn ban rải đến khắp tất cả chúng sanh, không có giới hạn, không ngoại trừ một chúng sanh nào, luôn cầu mong tất cả đều được hạnh phúc, đều được an lạc. Như tình mẹ thương con, muốn cho con được an lành và hạnh phúc, mà không hề nghĩ đến thân mình, cũng như không có bất cứ ràng buộc hay điều kiện nào. Tâm từ là hiến dâng yêu thương chân thật rộng khắp, biến pháp giới vô cùng tận. Yêu thương bằng tâm từ có tác động và hiệu ứng chuyển hóa kỳ diệu lên sự sống. Nên người đệ tử Phật chân chính phải luôn thực hành nuôi lớn tâm từ, ban rải tâm từ rộng ra đến với mọi người và cả muôn loài. Trước mắt, người nào nuôi dưỡng được tâm từ sung mãn thì tự thân họ có lợi ích. Chúng ta hãy lắng nghe lời của Thế Tôn dạy về 11 lợi ích phước báo của tâm từ sau đây. Một thời, Phật ở tại nước Xá Vệ, rừng Kỳ Đà, giường cấp cô độc. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo, nếu có chúng sanh tu hành tâm từ giải thoát, lưu truyền rộng nghĩa ấy, thì người diễn nói sẽ được 11 quả báo. Thế nào là 11? Ngủ an ổn, thức an ổn, không chim bao dữ, trời ủng hộ, người thương mến, không có độc hại, không bị binh đao nước lửa đạo tặc không xâm tổn, khi chết sanh lên trời phạm thiên. Đó gọi là tỳ kheo hay thực hành tâm từ được 11 phước này. Thế Tôn liền nói kệ này: nếu người hành lòng từ, không có hành phóng dật, các kết dần dần mỏng, dần thấy dấu vết đạo, do hay hành lòng từ sẽ sanh lên phạm thiên, được diệt độ mau chóng, hằng đến chỗ vô vi, không sát, không tâm hại,
cũng không ý hơn thua, lòng từ trùm tất cả, trọn không tâm quán hận. Thế nên, tỳ kheo nên tìm phương tiện thực hành lòng từ, lưu truyền rộng nghĩa ấy. Như thế, này các tỳ kheo, nên học điều này. Bây giờ các tỳ kheo nghe Phật dạy xong vui vẻ dâng làm, đi sâu vào sự thực tập và nuôi dưỡng tâm thương yêu. Chúng ta giống dĩ ai cũng muốn bình an. Sự thật là chúng ta đã nhiều lần chí thành chí kính cầu an, nhưng không hẳn sẽ được an vui như ước nguyện. Rõ ràng là muốn được ngủ an ổn, thức an ổn, không chiêm bao dữ, trời ủng hộ, người thương mến, không có độc hại, không bị binh đao nước lửa đào tặc, không xâm tổn, khi chết sanh lên trời phạm thiên, thì phải có tâm từ. Chính tâm từ mới có công năng làm nên những điều kỳ diệu ấy. Mới hay thiền quán từ bi rải tâm từ đến vô lượng vô biên chúng sanh. Nếu được tu tập hàng ngày chính là giải pháp hóa giải tất cả mọi bất an, mâu thuẫn và xung đột trong cuộc sống ngắn ngủi này. Thực hành tâm từ phải được thể hiện ra bằng thân hành thiện, bằng miệng nói điều thiện, bằng ý nghĩ điều thiện với mọi người, mọi chúng sinh, cả khi có mặt lẫn lúc vắng mặt. Một khi yêu thương với tâm từ đã đông đầy, thì ngoài hiệu quả an vui cho mình và cho người, bản thân người thực hành tâm từ sẽ có thêm những trải nghiệm tâm linh thú vị. Đó là các phiền não, tập khí, tham sân, cố hữu nhờ tâm từ tưới tẩm nên ngày càng có lại, dễ dàng thành tựu các thiền chứng từ sơ thiền cho đến tứ thiền, mở ra con đường thênh thang hướng đến giải thoát. Thế nên nguyện sống với tâm từ, không giết và làm tổn hại, cũng không hề có ý niệm hơn thua hay oán hận, đem lòng yêu thương bao trùm khắp tất cả mọi người cùng hết thảy chúng sanh, chính là cách sống và cách hành xử cao cả của những người con Phật. Phật dạy với người lười biếng có 6 tai họa. Biếng nhác là tật xấu cố hữu của rất nhiều người, không siêng năng, chịu khó làm lụng mà mong dư giả giàu có và đủ đầy là điều không thể được. Một thời Đức Phật du hóa tại thành Dương Xá trong rừng Nhiên Hà Mô, tức là rừng trúc chỗ nuôi sóc. Bây giờ trong thành Dương Xá có con của một vị cư sĩ tên là Thiền Sanh. Khi người cha sắp lâm chung, nhân 6 phương mà trối trăng, khéo dạy khéo quở rằng: "Này Thiền Sanh, sau khi cha mất, con phải chắp tay mà lại 6 phương rằng: ở phương đông, phương nam, phương tây, phương bắc, phương trên, phương dưới, nếu có chúng sanh nào vì tôi hết lòng cung kính cúng dường, lễ bái, thờ phụng chúng sanh đó, thì khi tôi đã hết lòng cung kính cúng dường, lễ bái, thờ phụng chúng sanh đó rồi, chúng sanh đó cũng hết lòng cung kính cúng dường, lễ bái, thờ phụng lại tôi." Đức Phật dạy rằng: "Này con trai cư sĩ, kẻ mong cầu của cải nên biết 6 điều phi đạo. 6 điều đó là gì? 6 là quen lười biếng mà mong cầu tài vật là phi pháp. Này con nhà cư sĩ, với người lười biếng nên biết có 6 tai họa. 6 món đó là gì? Một là quá sớm không làm việc, hai là quá trễ không làm việc, ba là quá lạnh không làm việc, bốn là quá nóng không làm việc, năm là quá no không làm việc, 6 là quá đói không làm việc. Này con nhà cư sĩ, người lười biếng không phải lúc thì việc làm không kinh doanh được, việc làm không kinh doanh được thì công nghiệp không thành. Tài vật chưa có thì không thể có, tài vật đã có sẵn thì càng lúc càng bị tiêu hao. Phi đạo là những việc dẫn đến sự hao tài. Điều phi đạo thứ 6 là quen lười biếng. Biếng nhác là tật xấu cố hữu của rất nhiều người, không siêng năng, chịu khó làm lụng mà mong dư giả, giàu có và đủ đầy là điều không thể được. Người lười biếng thường có đủ mọi lý do để biện hộ cho sự biếng nhác của mình: sớm quá, trễ quá, lạnh quá, nóng quá, no quá, đói quá, vân vân, là những lý do để không làm việc. Họ đâu biết rằng hoàn cảnh khách quan không phải là nguyên nhân chính của chướng ngại, mà là chính tâm biếng nhác, chây lười mới thực sự làm cho con người mệt mỏi, chán nản, không thiết tha với công việc.
Rõ ràng, lười biếng tư duy và biếng nhác lao động thì không thể thành công trong cuộc sống. Chẳng những sự nghiệp không thành tựu mà còn tiềm ẩn nguy cơ phá nát những gì đang có. Trong đạo cũng vậy, người tu mà không lập hạnh tinh tấn thì sẽ tiêu tan đạo nghiệp. Đối mặt với nhiều sự gian nan, nhất là nghiệp chướng tham sân si nhiều đời, nếu không dũng mãnh phát nguyện đi tới thì khó mà vượt qua trở ngại của chính mình, trôi lăn trong luân hồi nhiều đời nhiều kiếp cũng vì không tinh tấn. Suy nghiệm về cuộc sống để thấy rằng không hề có sự dễ dàng. Không làm mà muốn có ăn thì hãy nhớ rằng đằng sau miếng mồi ngon là chiếc bẫy. Muốn tu ít dễ dàng mà chứng đắc giải thoát cao vời thì liền rơi vào tà đạo. Mọi thứ trên đời đều có cái giá của nó. Thế nên mỗi người cần lập hạnh siêng năng, tinh tấn, tìm cách khắc phục sự lười biếng giải đãi. Việc dù khó khăn mấy mà ta kiên tâm bền chí, quyết không lùi bước thì sẽ có ngày thành công. Còn chưa gì đã thấy khó khăn, mệt mỏi, chán chường thì sẽ nhanh chóng bỏ cuộc. Phật dạy có ba hạng con trai xuất hiện, có mặt ở đời ngày nay. Sanh con trai hay là con gái không là vấn đề, vì nếu có đầy đủ phước duyên thì sanh con nào cũng tốt đẹp cả. Bởi ngay cả khi sanh được con trai thì chưa hẳn người con trai ấy đem đến hạnh phúc, an vui cho gia đình, vì con trai có đến ba hạng. Mời các bạn cùng tham khảo. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, có ba hạng con trai này xuất hiện, có mặt ở đời. Thế nào là ba? Ưu sanh, tùy sanh và liệt sanh. Này các tỳ kheo, thế nào là người con trai ưu sanh? Ở đây, cha mẹ của người con không quy y Phật, không quy y Pháp, không quy y Tăng, không từ bỏ sát sanh, không từ bỏ lấy của không cho, không từ bỏ tà hạnh trong các dục, không từ bỏ nói láo, không từ bỏ đắm say men rượu nấu, ác giới theo ác pháp. Này các tỳ kheo, thế nào là người con trai tùy sanh? Ở đây, cha mẹ của người con quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ đắm say rượu, men rượu nấu, giữ giới theo thiện pháp. Người con trai của họ cũng quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ đắm say rượu, men rượu nấu, giữ giới theo thiện pháp. Này các tỳ kheo, thế nào là người con trai liệt sanh? Ở đây, cha mẹ của người con quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ đắm say rượu, men rượu nấu, giữ giới theo thiện pháp. Và người con trai của họ không quy y Phật, không quy y Pháp, không quy y Tăng, không từ bỏ sát sanh, không từ bỏ lấy của không cho, không từ bỏ tà hạnh trong các dục, không từ bỏ nói láo, không từ bỏ đắm say rượu, men rượu nấu, ác giới theo ác pháp. Khi con cái có những ngộ nghịch, các bậc cha mẹ thường tự an ủi với quan niệm cha mẹ sanh con nhưng trời sanh tánh. Thực ra trời không sanh tánh, mà chính là biệt nghiệp của cậu trai và cộng nghiệp của gia đình. Duyên nghiệp quá khứ ràng buộc, đưa đẩy, để hiện đời làm quyến thuộc của nhau, cùng nhau chia bùi xẻ ngọt nghiệp báo của cả gia đình. May mắn và phước đức cho những gia đình nào có con hơn cha, con trai thuộc hạng ưu sanh. Hạnh phúc và bình an cho những gia đình có con bằng cha, con trai của họ thuộc hạng thùy sanh. Bất hạnh và tủi nhục cho những gia đình có con thua cha, có con trai thuộc dạng liệt sanh. Những ai mong muốn sanh con trai thuộc hạng ưu sanh và tùy sanh thì phải nỗ lực chuyển hóa nghiệp lực của chính mình, tu tập để tạo ra cộng nghiệp tốt đẹp cho cả gia đình, nhằm tránh quả báo con trai rơi vào hạng liệt sanh là điều cần làm đối với tất cả những người con Phật. Phật dạy có bốn kiểu người không được làm hại.
bởi gieo nhân nào thì gặt quả nấy. Nếu hãm hại người khác thì cuối cùng cái ác đó sẽ quay lại với chính mình, bao nhiêu phúc báo cũng bị tổn hại. Vậy bốn kiểu người đó là ai? Kính mời quý Phật tử và các bạn cùng tìm hiểu trong nội dung chương trình hôm nay. Một trong những nguyên lý cơ bản của giáo lý Phật giáo đó là nhân quả báo ứng, tức là có luân hồi sẽ có nhân quả, hai việc này liên tục xảy ra. Theo lời Phật dạy, phụ tác bất thiện, tử bất đại thọ, tử tác bất thiện, phụ bất đại thọ, thiện tự hoạch phước, ác tự thọ ương. Tức là cha làm điều chẳng lành, con không chịu thấy được. Con làm điều chẳng lành, cha không chịu thấy được. Làm lành tự được phước, làm dữ tự mang quả. Cũng có câu, điều lành dữ cuối cùng đều có trả. Khác nhau chỉ đến chống hay chạy, nhanh hay chậm mà thôi. Theo luật nhân quả, cái quả hay nghiệp vốn là kết quả cái nhân hay duyên của con người tạo ra trong kiếp trước hoặc kiếp này. Rồi cái quả ấy lại làm nhân cho cái quả khác sẽ báo ứng về sau. Nhân và quả cứ tiếp tục tương ứng như vậy, mãi mãi như bóng với hình, mãi mãi là cuộc trả dây, dây trả của cõi luân hồi. Con người không thể đổ lỗi cho hoàn cảnh khó khăn khiến cho bản thân mình sa đọa. Làm thiện hay là làm ác, tạo ác nghiệp hay thiện nghiệp đều là do tự thân mình chọn lấy. Quả báo thế nào là do chính mình làm ra, chứ không phải là do thần Phật nào quyết định. Vậy muốn biết nhân quả kiếp trước của ai, cứ xem cái địa vị sang hèn của người ấy ở kiếp hiện tại. Muốn biết nhân quả đời sau của họ thế nào, cứ xem tâm tánh và hành động của họ ở ngay kiếp này vậy. Sống ở trần gian, trong quá trình ứng xử với con người và vạn vật, cuộc sống đua chen không ít lần đẩy chúng ta phải rơi vào bước đường lầm lỡ và cứ thế va chạm làm tổn thương hết người này đến người kia. Tuy nhiên, xét về mặt nhân quả báo ứng trong nhà Phật, cố tình hãm hại người khác đã là việc sai, và nếu không may hãm hại nhầm bốn người dưới đây thì cái sai ấy còn dâng lên gấp trăm vạn lần, kéo theo phước báo tiêu tan, cuộc đời mãi mãi không như ý. Hãy cùng xem Phật dạy có bốn kiểu người không được làm hại đó gồm những ai. Loại người thứ nhất là người ác. Kinh Phật có ghi rằng, khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, người em họ của Ngài là Đề Bà Đạt Na hoàn toàn là một người ác. Trước khi xuất gia, ông ta có tâm ganh ghét với Đức Phật từ hồi nhỏ, tức là với Thái tử Tất Đạt Đa. Khi thấy Thái tử Tất Đạt Đa đầy đủ tướng hảo, trang nghiêm, tài năng xuất chúng, đức hạnh siêu quần như thế, thì Đề Bà Đạt Đa rất không bằng lòng, dùng nhiều thủ đoạn khác nhau để tranh giành ngai vàng với Thái tử Tất Đạt Đa. Sau này gia nhập tăng đoàn để chiếm đoạt quyền lãnh đạo, ông ta nhiều lần chống lại Đức Phật, thậm chí còn muốn lấy tính mạng của Đức Phật và phá vỡ sự hòa hợp của tăng đoàn. Nhưng Đức Phật đã đối xử với ông như thế nào? Trong Kinh Pháp Hoa có nói rằng, Đức Phật đã tiên đoán rằng Đề Bà Đạt Đa sẽ thành Phật trong tương lai, bởi vì Đề Bà Đạt Đa là người đã giúp Đức Phật nhanh chóng đắc được 6 pháp Ba La Mật, 10 lực, 4 vô úy, 18 pháp độc nhất và các công đức khác, và đạt được giác ngộ vô thượng. Như vậy, người ác với ta không phải lúc nào cũng xấu. Đôi khi người ác cũng sẽ giúp chúng ta hoàn thiện và trở nên mạnh mẽ hơn trong cuộc đời xô bồ này. Người ác giống như nước trong, giúp chúng ta gội rửa tâm hồn và bộc lộ sự sáng chói của Phật tánh. Nếu bạn có mong muốn trả thù những kẻ làm ác, hoặc nếu bạn luôn ôm mối hận chỉ để thỏa mãn cái tâm trả thù của mình, thì bạn đã rơi vào hành vi của một kẻ ác và nhiều nghiệp chướng sẽ theo sau. Nhân phía trước, hoặc giả là ngay trong đời quá khứ, ta đã từng dùng thái độ này đối với họ. Ngày nay, nhân duyên hội đủ, họ hồi báo đối với ta. Ta hiểu rõ phải nên thừa nhận, không nên so đo, ân oán của chúng ta liền được hóa giải ở ngay tại đây. Cho nên người học Phật
Nếu muốn học Bồ Tát, quyết định không nên kết oán thù với bất cứ chúng sanh nào. Chúng ta chỉ có hóa giải, quyết định không nên tạo thêm oán kế tiếp. Bất cứ tai nạn gì, bất cứ khổ báo gì đều chấp nhận. Không những không có ý niệm báo thù, một ý niệm oán giận cũng không có. Cho nên Phật nói, đó là hiện tượng nhẫn nhục Bà La Mật viên mãn. Do đó, người khác vô duyên vô cớ đến hãm hại chúng ta, đó chẳng phải là thành tựu nhẫn nhục Bà La Mật cho chúng ta hay sao? Nếu bạn hiểu rõ được đạo lý này, không những không có tâm oán hận mà còn cảm tạ, cảm ơn họ đã tạo cho cơ hội cho ta tu nhẫn nhục. Nếu như không có những người ác và nghịch cảnh dày dò, thì nhẫn nhục Bà La Mật của ta không có chỗ để tu. Hiểu rõ cái đạo lý này, thấu đáo chân tướng sự thật này, thì những người này là đại thiện tri thức của chúng ta, là đại ân nhân của chúng ta. Làm sao chúng ta có thể dùng tâm ác để đối đãi với ân nhân chứ? Vì vậy, mỗi người phải sống thực sự tốt đẹp, không làm những việc xấu ác, kể cả với những kẻ ác hại mình. Bởi với người không tin nhân quả mà làm ác, thì họ sẽ tự chịu nhân quả với việc làm xấu ác đó. Loại người thứ hai là người tốt. Người tốt hay còn gọi là nghiệp tốt, là những người có tư cách đạo đức ngay thẳng, có phúc đức lớn, có thể dạy chúng ta làm những điều tốt đời đẹp đạo, thậm chí có thể giúp đỡ chúng ta ở những thời điểm mấu chốt trong cuộc sống này. Chắc hẳn ai cũng từng gặp ít nhiều những người tốt như vậy trong cuộc sống, chẳng hạn như người cố vấn, người lãnh đạo, luôn hỗ trợ, những người bạn giúp đỡ lẫn nhau, vân vân. Theo quan điểm của Phật giáo, những người tốt xung quanh bạn được truyền cảm hứng từ gốc rễ tốt đẹp của chính bạn và có thể gặp được nhưng không thể tìm kiếm. Làm tổn hại người tốt tức là làm hại nghiệp tốt, tương đương với việc làm tổn hại đến thiện căn trí tuệ và mạng sống của chính người đó. Kinh Tứ Thập Nhị Chương có viết: người ác hại hiền nhân như người ngước lên trời phun nước miếng, nước miếng không tới trời mà trở lại rơi vào mình, hoặc như người ngược gió tung bụi, bụi chẳng đến nơi khác mà trở lại làm dơ chính mình. Người hiền không hại được, kẻo quả tức diệt mình. Người tốt luôn rất được lòng mọi người xung quanh và được sự chứng giám của đất trời. Nhân tâm và thiên ý đều bảo vệ họ. Cho nên nếu vô tình hãm hại người tốt, chúng ta sẽ gặp phải hai hậu quả. Một là những người xung quanh yêu mến họ sẽ phẫn nộ với chúng ta, thậm chí còn tìm cách trả thù thay. Hai là khiến đất trời tức giận, phúc khí của bản thân từ đó mà nhanh chóng tiêu tan, kéo theo hàng loạt quả báo khổ đau triền miên. Nếu bạn cố tình hãm hại những người lương thiện, chân thành, thì bạn sẽ chiêu mời sự tức giận, phẫn nộ về mình. Sớm muộn, bạn cũng bị quả báo. Thế nên, làm người, hãy biết trước, biết sau, biết tôn trọng người khác. Phật dạy, hãy đối xử với người khác theo cách mà bạn muốn bản thân mình được đối xử. Bạn muốn được tôn trọng thì hãy tôn trọng mọi người trước tiên. Bạn muốn được quý mến thì hãy thật chân thành và đừng giả tạo. Bạn muốn được tự do thì đừng dành cho người khác cái nhìn khắt khe. Hãy gửi trao những thứ bạn muốn nhận được, rồi sẽ có ngày bạn nhận lại được những điều tốt đẹp hơn thế. Loại người thứ ba đó là người thân. Người xưa thường nói, máu đặc hơn nước. Tình cảm gia đình có vai trò vô cùng quan trọng với mỗi người. Dù là giữa cha mẹ và con cái, hay giữa anh chị em, tình cảm cho đi gần như là vô điều kiện và không cần khen thưởng. Theo đạo Phật, vợ chồng con cái là do duyên số, có mang nghiệp mang nợ với nhau, chứ không hề tự nhiên mà lấy nhau được. Một gia đình có hạnh phúc bền vững hay không phụ thuộc rất nhiều vào cách giữa vợ chồng con cái, cha mẹ, anh em ứng xử với nhau trong gia đình. Việc làm tổn thương người thân là trái với nhân quả theo nguyên tắc Phật giáo và không thể dung thứ được trong cả luật thế gian và nguyên tắc Phật giáo. Vậy nên, nếu ngay cả người thân ruột thịt mà cũng có tâm muốn làm hại thì nghiệp báo chất đống, phước báo cạn kiệt, mãi chìm đắm trong biển khổ.
Trong kinh Điềm Lành Lớn, Đức Phật dạy rằng hiếu dưỡng cha và mẹ, nuôi dưỡng vợ chồng và con, làm nghề không rắc rối là điềm lành tối thượng. Ở đây, Đức Phật cho biết việc nuôi dưỡng, thương yêu, chăm sóc cho những người thân trong gia đình, xây dựng tốt các mối quan hệ trong gia đình, có nghề nghiệp lương thiện ổn định, cuộc sống gia đình là một hạnh phúc lớn lao, là điềm lành tối thượng. Cha mẹ, người có công sinh thành và giáo dưỡng, chính là người bạn phải mang ơn nhiều nhất. Hãy nhớ rằng, cha mẹ chính là Phật sống ở trong nhà. Đừng bao giờ làm tổn hại hay xúc phạm cha mẹ mình. Đối xử tốt với cha mẹ cũng chính là một cách tu dưỡng đạo đức, tích phúc báo. Bất cứ việc gì, bất cứ người nào trong gia đình, ngay cả ngoài gia đình, bề trên, cấp dưới vân vân, phàm làm khiến cho ta tổn hại đều phải gánh chịu thọ báo. Gia quyến lục thân đều do tứ nhân tương tụ. Tứ nhân là trả nợ, đòi nợ, trả ơn và báo oán. Đức Phật dạy rõ chân tướng sự thật. Người một nhà là do bốn loại quan hệ ấy mà tụ họp. Gia đình là như thế, mà người trong một họ cũng là như thế. Ân oán nợ nần nhiều, bèn biến thành cha con, anh em một nhà, hay ân oán nợ nần ít hơn, cũng có thể biến thành thân thích bầu bạn. Do đó, giữa người và người với nhau đều có duyên phận. Bất luận chúng ta thọ báo bao nhiêu oan ức, không những không được sân hận mà ngược lại phải sám hối cho nghiệp chướng của chính ta, tội nghiệp của quá khứ hay đời trước nay phải trả. Nếu đem lòng sân hận thì làm sao không tạo thêm nghiệp mới? Chúng sanh quan quan tương báo đến bao giờ mới hết? Nếu biết lấy ân báo quán thì quán liền tiêu trừ. Loại người thứ tư đó là người tu hành. Người tu hành là người có tâm trong sạch, trì giới và chuyên tâm tu tập. Kinh Phật có nói, người tu hành mang di sản của Như Lai, có trách nhiệm giáo hóa chúng sanh và quảng bá Phật giáo. Nếu làm hại họ, thường sẽ gặp báo ứng ở đời này. Trong kinh Phạm Thiên có đoạn nói rằng, có bốn nhóm người đã vượt giới luật. Bốn nhóm người này đồng thời cũng là đệ tử của Đức Phật, bao gồm tu sĩ Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tát và Ưu Bà Di. Khi thấy những lời nói hay hành động không phù hợp của người tu hành, hãy coi đó là lời cảnh báo và chỉ im lặng bỏ qua, không bao giờ nói xấu hay có hành động làm tổn hại tới họ. Tuy phần lớn người tu hành đều là người phàm, nhưng việc phỉ báng họ tức là chán ghét pháp và hủy hoại trí tuệ và mạng sống của con người, nhân quả không hề nhỏ. Tất nhiên, người tu hành được đề cập ở đây là những người tu hành chân chính ở bất kỳ tôn giáo nào đi chăng nữa. Chỉ cần họ sống lương thiện, tốt bụng hay giúp đỡ mọi người xung quanh, những người này thường luôn có các đấng thần linh bảo hộ và binh giám. Do đó, một khi vô tình hãm hại hay xúc phạm họ, quả báo đáng thương sẽ luôn chờ chúng ta trước mắt. Cho dù trước đây họ là người kiểu như thế nào, nhưng khi đã đặt chân vào con đường tu luyện chân chính trong Phật giáo, thì họ chính thức cho pháp thân và được Phật bảo hộ. Đừng hãm hại hay xúc phạm kiểu người này, sẽ nhanh bị báo ứng. Phật Pháp luôn nhấn mạnh việc đối xử tốt với người khác. Thực ra đối xử tốt với người khác là một loại trí tuệ vĩ đại. Cần phải biết khi đối tốt với người khác, đồng thời cũng là đang đối tốt với chính bản thân mình. Có một câu nói rằng, hạnh phúc không nằm ở tài sản, quyền lực và nhan sắc. Bạn có được là nằm ở lối sống của bạn với những người xung quanh. Vì vậy, khi bạn sống với mọi người nhất định phải ghi nhớ, phải đối tốt với họ. Trong cuộc đời ta sẽ gặp rất nhiều người. Nếu có duyên có phận, sẽ đi cùng nhau một đoạn, thậm chí may mắn là cả đoạn đường. Nhưng nếu không may, chúng ta chỉ đi cùng nhau một đoạn thôi, rồi người rẽ trước, người rẽ sau. Có những người khi đi lướt qua nhau sẽ thành người xa lạ. Nhưng mỗi cuộc gặp, mỗi đoạn đường, mỗi người đi cùng ta một đoạn đường đều có ý nghĩa đối với ta. Gieo nhân nào thì gặt quả ấy. Như trồng dưa thì được dưa, trồng đậu thì được đậu. Làm ác cũng là như thế. Phật dạy,
dù chúng ta có lên núi cao hay là trốn xuống vực thẳm, cũng không thể nào tránh được nghiệp quả khi đủ nhân duyên. Do chúng ta đã tin sâu về nhân quả, nên người học Phật luôn phải cẩn thận, có sự quán sát trong suy nghĩ, lời nói và hành động của mình. Kinh dạy rằng, vì lòng từ bi trang nghiêm nên không làm hại tất cả chúng sinh, có thể bảo vệ thân khẩu ý của mình và không có ý định làm hại tất cả chúng sinh là đang tích lũy công đức. Ngược lại, nếu bạn sân hận với chúng sinh và làm hại họ, thì công đức và phước lành của bạn sẽ bị tổn hại. Nếu thực sự tin vào đạo Phật, thì đừng làm hại bốn hạng người vừa nêu trên, kẻo nhân quả báo ứng lập tức hiện hữu. Quý Phật tử và các bạn thân mến, Phật dạy người phúc dày đức lớn đều có bốn đức tính này, phú quý theo suốt đời. Mời quý Phật tử và các bạn cùng nghe để xem liệu chúng ta có hay không nhé. Theo lời Phật dạy, hạnh phúc của con người không phải do cướp đoạt than thở hay cứ cầu sẽ có, mà là do gieo nhân lành gặt quả lành. Nói cách khác là phúc của một người hoàn toàn do chính người đó quyết định. Đức Phật chỉ ra có bốn đức tính của người có phúc dày như sau. Trong cuộc sống này, ai cũng mong cuộc đời lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Dù có gặp khó khăn, cũng sẽ may mắn có quý nhân phù trợ, nhẹ nhàng vượt qua. Tuy nhiên, phúc khí và may mắn không phải bẩm sinh mà có, mà có liên quan rất nhiều đến đặc điểm tính cách và hành vi cá nhân của mỗi người. Người xưa có câu, 3 phần số mệnh, 7 phần nỗ lực. 7 phần nỗ lực trong đó chính là thói quen, tính cách và phẩm chất được hình thành và nuôi dưỡng trong quá trình sống. Đó cũng là những nhân tố quan trọng góp phần quyết định vận mệnh của cả cuộc đời. Đúng là trong xã hội ngày nay, mỗi khi gặp thất bại trong cuộc sống, không được như ý, chúng ta đều cảm thấy mọi thứ thật bất công, lòng thắc mắc tại sao người khác có sự nghiệp thành công và gia đình hạnh phúc, còn mình thì chẳng nhận được gì. Đôi khi cũng tự hỏi, phúc lành của người khác đến từ đâu? Theo Phật giáo, hạnh phúc của con người không phải do cướp đoạt, than thở hay là cứ cầu mà có, mà là do gieo nhân lành gặt quả lành. Nói cách khác là phúc của một người thực ra hoàn toàn do chính người đó quyết định. Bốn đức tính của người có phúc dày đó là: thứ nhất, có lòng hiếu thảo và biết giúp người. Người xưa có câu, bách thiện hiếu vi tiên, có nghĩa là trong 100 điều thiện thì hiếu thuận đứng đầu. Cổng cha như trời biển, nghĩa mẹ bao la là điều mà mỗi phận làm con không thể báo đáp được. Cha mẹ chính là phúc lớn nhất trên đời của mỗi người. Và làm tròn hiếu đạo là công đức lớn nhất trên đời. Đức Phật dạy rằng, đời người là vô thường, ai cũng có một ngày già đi. Khi già yếu bệnh tật mà có con cháu bên cạnh chăm sóc và nâng đỡ thì đó là một điều may mắn. Thời gian trôi qua vô tình, tuổi xuân của cha mẹ cũng đi qua cùng với tuổi thơ của con. Con ngày càng trưởng thành thì cha mẹ càng già đi. Hiếu thuận không chỉ là hồi báo công ơn cha mẹ sinh thành dưỡng dục, mà còn là dâng theo tâm nguyện của cha mẹ để đấng sinh thành vui lòng. Trong trời đất, đối với con cái, cha mẹ là quan trọng nhất. Hiếu kính với cha mẹ là việc tích đức đơn giản, nhưng tốt đẹp còn hơn cả cầu thần bái Phật. Ông trời luôn bảo hộ, ban phúc cho những người sống hiếu thảo hết lòng với cha mẹ. Thế nên, đây là những điều mà phận làm con nhất định phải làm cho cha mẹ. Người tử tế sẽ không bao giờ đối xử tệ bạc với cha mẹ của mình. Họ có thể đối xử tệ bạc với bản thân, nhưng vì họ lương thiện nên sẽ luôn biết làm sao để tích âm đức và tạo phúc cho con cháu. Người sống hiếu thảo có thể làm gương cho con cái. Họ có thể cho con cái cảm nhận được sự hòa thuận đầm ấm của gia đình, để rồi khi tới lượt bản thân già yếu, họ cũng nhận được sự hiếu kính từ con cái của mình. Hiếu thuận là nề nếp gia phong tốt được truyền từ đời này sang đời khác. Không chỉ có lòng hiếu thảo, mà lòng nhân hậu và biết giúp đỡ người khác cũng là đức tính của người phúc dày. Ở đời,
Người thích làm điều thiện và không mưu cầu hồi báo sẽ nhận được càng nhiều phước báo. Ông cha ta có câu ở hiền gặp lành cũng là vì thế. Một người có tấm lòng nhân hậu sẽ tích được công đức lớn và họ đương nhiên sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống này. Trên thực tế, giúp đỡ người khác cũng chính là giúp đỡ chính mình. Khi bạn sẵn lòng giúp đỡ người khác mà không yêu cầu được đền đáp, thì cũng sẽ có người giúp đỡ lại bạn y như thế. Quỷ nhân hay may mắn mà bạn gặp được sau này hoàn toàn có thể là do bạn tạo ra từ những việc tốt mà bạn đã làm trước đó. Khi bạn đã nhận được sự giúp đỡ, đừng quên thể hiện lòng biết ơn với người đã giúp mình, dù là bằng hành động thực tế hay đơn giản là một câu cảm ơn. Cuộc sống này muôn màu muôn dạng, sẽ có những việc bất ngờ xảy ra mà chúng ta không thể lúc nào cũng có ngay cho mình một hướng giải quyết. Nếu bạn được người khác giúp đỡ cho bất cứ vấn đề gì, thì hãy luôn có một trái tim biết ơn đối với những người đã giúp đỡ bạn. Đừng bao giờ cho rằng người khác giúp bạn là điều hiển nhiên, bởi trong cuộc sống này không ai có nghĩa vụ phải giúp đỡ chúng ta ngoại trừ cha mẹ hay là người thân. Chỉ khi bạn trân trọng những điều người khác làm cho mình thì người khác mới sẵn sàng tin tưởng và giúp đỡ bạn vô điều kiện. Mối quan hệ giữa người với người là sự tương tác hai chiều, có đi có lại mới toại lòng nhau. Ở đó, lòng biết ơn chính là cơ sở để đảm bảo mọi điều cho đi đều có thể được nhận lại xứng đáng. Thứ hai là sống rộng lượng bao dung. Bồ Tát Di Lặc trong Phật giáo được coi là hiện thân của lòng bao dung và độ lượng. Người xưa có câu, bụng to có thể dung thứ những việc đời khó dung. Nụ cười luôn rộng mở để cười nhạo những kẻ lố bịch trên đời này. Cuộc sống không đảm bảo sẽ luôn thuận buồm xuôi gió. Những vấp ngã là điều không thể tránh khỏi. Nếu bạn cứ luôn luôn lo lắng về mọi việc, đặc biệt là để bụng những điều chướng tai gai mắt trong cuộc sống xung quanh, bạn sẽ không thể sống cho riêng mình, càng không thể tận hưởng phước lành cho dù có nhiều đến đâu. Trong các mối quan hệ xã hội, chúng ta cũng không thể nào tránh được những bất đồng hay là xích mích xảy ra. Lúc cảm xúc không thể kiểm soát, không phải ai cũng có đủ bình tĩnh để giải quyết vấn đề. Có người sẽ luôn tranh cãi với đối phương để giành phần thắng về mình. Ngược lại, cũng có người chọn cách bao dung, nhượng bộ để chuyện lớn hóa thành nhỏ. Trở thành người khoan dung với một trái tim rộng lớn sẽ giúp cho mối quan hệ giữa người với người trở nên gần gũi hơn, tình cảm trở nên sâu sắc hơn. Sống bao dung độ lượng cho người khác không chỉ giúp làm đẹp cho bản thân mà còn giúp chúng ta luôn có nhiều mối quan hệ tốt đẹp. Chỉ khi trở nên cao quý, bạn mới dễ dàng được hưởng phúc lành. Ở đây cao quý không phải là bạn có bao nhiêu tiền bạc và địa vị cao đến đâu. Điều quan trọng là tính cách và phẩm chất cao quý mà bạn đang sở hữu ra sao. Người sống có lòng khoan dung thì lúc nào cũng tự do tự đại, đi đâu làm gì cũng đều có thể hài hòa viên mãn. Khoan dung chính là biểu hiện của tâm đại thiện, tâm từ bi có sức mạnh cảm hóa đất trời. Dân chi sơ tính bản thiện, con người sinh ra vốn đã có tính lương thiện. Người khéo nuôi dưỡng bản tính thiện thì sẽ biết nhẫn nhịn. Người khéo nhẫn nhịn tức là khoan dung. Khoan dung độ lượng với người chính là tạo phúc báo cho mình. Đó là lý do giáo lý nhà Phật nhận định rằng sống bao dung và độ lượng là một trong những đức tính của người có phúc dày. Người biết bao dung sẽ luôn mang đến tấm lòng rộng lượng với mọi vật, mọi sự, mọi người. Lòng như biển cả nhận được nước từ trăm sông, lòng như đất trời xuân tốt tươi cho vạn vật thì đó chính là từ bi. Bao dung là một đức tính vô cùng đẹp mà những người có trái tim từ bi có được. Người có lòng bao dung thì khi sự tình trở nên căng thẳng, bế tắc thì họ sẽ biết quay đầu chuyển hướng, cũng khiến cho mối quan hệ căng thẳng trở nên gần gũi hơn. Con người sống trên đời đều chỉ biết tìm kiếm hạnh phúc ở nơi xa vời mà không hề hiểu hạnh phúc do chính mình tạo ra. Mỗi ngày bạn hãy tự dặn lòng mình rằng hãy bao dung hơn hôm qua, sống đơn giản và thánh khiết hơn hôm qua. Chắc chắn
nhờ đó cuộc sống của bạn sẽ hạnh phúc muôn phần. Thứ ba là giữ tâm trong sạch, không ghen tị. Nhiều người thắc mắc, phúc là gì? Phật dạy, điều đầu tiên để tạo nên phúc là phải có tâm hồn trong sạch, biết chấp nhận và cảm nhận hạnh phúc từ những điều nhỏ nhoi trong cuộc sống này. Chính những người như vậy mới thực sự có phúc. Cuộc đời này là của bạn, sướng khổ ra sao là do bạn tự quyết định. Do đó, bạn không thể ghen tị với phúc lành của người khác, bởi sự ghen tị cuối cùng sẽ chỉ thiêu đốt chính bạn mà thôi. Vì vậy, đạo Phật nếu chuyển hóa con người ở thế gian, khi nhìn thấy sức mạnh tài năng của người khác thì phải biết tán dương. Chỉ có công đức này, chúng ta mới có thể bù đắp được những khuyết điểm của mình. Đây chính là mấu chốt để có được phúc đức. Không ai sinh ra đã hoàn hảo. Nhưng nếu bạn cứ để sự ghen tị mãi trong lòng, có thể khiến cho bản thân bạn luôn mệt mỏi, bất bình, không một phút nào an yên. Ghen tị với người khác không bao giờ có thể giúp bạn tốt lên, mà chỉ làm tổn hại tới chính bạn mà thôi. Lòng ghen tị khiến cho bạn ngày càng sân si hơn. Một khi bộc phát, lòng ghen tị sẽ biến thành khổ nghiệp, nói điều sai quấy về người khác, nặng hơn là biến thành quán khí, sân hận hành động gây tổn hại tới người khác. Con người chúng ta hay mắc phải sai lầm này và có thể cảm thấy khó chịu với người khác trên nhiều phương diện khác nhau, như là tài năng, sắc đẹp, danh vọng, địa vị, tiền bạc, tình cảm, thậm chí là ghen tị nhau cả về con cái nữa. Lời Phật dạy rằng, đáng thương nhất của đời người là sự tự ti, bi ai lớn nhất của đời người đó là sự ghen tị. Phật dạy không sai, đáng thương nhất là những kẻ tự ti, những người không đủ niềm tin vào cuộc sống và vào chính mình. Những kẻ cứ hay ngờ vực khi được đối xử tốt, ghen tị khi thấy người khác sống tốt hơn mình. Bản thân họ cảm thấy mình không xứng đáng được đối xử tốt, hay chính vì không dám sống thật lòng với ai nên họ không dám sống trong cảm giác an toàn. Người ta có thể tìm được hạnh phúc từ những điều giản dị xung quanh mình, hoặc tự hài lòng với những gì mình có. Tại sao không cố gắng hết mình, thay vì cứ ghen tị với cái thành công mà người khác đổ biết bao mồ hôi và công sức mới có được? Đức Phật cũng khẳng định rằng, muốn tìm được hạnh phúc, muốn tìm được sự an lạc ngay trong cuộc sống giữa đời thường này, thì phải cần đến năng lực của sự tùy hỷ. Bởi cuộc đời là vô thường, chúng ta phải cùng yêu thương đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau còn không hết, huống hồ là đố kỵ nhau để tạo ra thù hận thành quản gia trái chủ, để phải luân hồi sinh tử mãi mà đọa đày trả ân oán với nhau. Phật dạy, khổ tâm lớn nhất của đời người là sự ganh ghét đố kỵ. Người có tâm ganh ghét đố kỵ sẽ khổ sở dây dẳng trong lòng. Do đó, người tháo chuông không ai khác chính là người buộc chuông. Trong trường hợp này, chỉ có bạn mới giúp được bạn, mới khiến cho bản thân hạnh phúc hơn, an yên hơn, thanh tịnh hơn và thấy đời đẹp hơn. Thứ tư là sống biết đủ, không xa qua, lãng phí. Cuối cùng, sống biết đủ và không xa hoa, lãng phí cũng là một đức tính cần có của những người phúc dậy. Phước lành của con người đều đã được định đoạt. Nếu một người không biết tích đức, không biết tu phước mà lại phung phí thì phước như nước trong bát, sớm muộn gì cũng cạn kiệt. Ngược lại, nếu ai biết trân quý phước lành thì sẽ được phước. Trong cuộc đời vô thường này, hạnh phúc đôi khi có giá trị ít hay nhiều là do bản thân tự cảm nhận. Bạn phải hiểu rằng, không phải ngẫu nhiên mà mình lại được sinh ra là con của bố mẹ mình. Mình lại mang tên này, được sống ở đây, được yêu thương và cho đi yêu thương. Tất cả đều là duyên phận, đều có căn cơ của nó. Nhưng có một thực tế là, con người vốn dĩ không bao giờ biết tự hài lòng với những gì mình có. Luôn có tư tưởng đứng núi này trong núi nọ, chẳng thể cảm nhận được hết hạnh phúc mình đang hưởng thụ, dễ dàng để những điều đáng quý, đáng trân trọng bị vùi lấp với màu mang tên ghen tị. Chỉ vì
không buông bỏ được lòng tham cố hữu ấy, nên tai họa ập đến là điều khó tránh, khổ đau là điều đương nhiên. Đức Phật chỉ dạy rằng, biết đủ là đủ. Người biết đủ là người giàu có nhất. Người biết đủ luôn cảm thấy an yên, hạnh phúc. Họ luôn mỉm cười đối mặt với mọi khó khăn của cuộc sống. Họ sẽ tìm ra hướng đi phù hợp và hoàn hảo nhất. Người biết đủ sẽ phân biệt được rõ điều gì nên làm thì làm, điều gì không nên làm. Trong suy nghĩ của người biết đủ, không có chỗ cho sự tranh giành và đòi hỏi quá mức. Họ luôn cảm thấy hài lòng và thỏa mãn với cuộc sống hiện tại. Nếu biết hài lòng với những gì mình đang có, chúng ta mới có thể có cuộc sống hạnh phúc. Giữ tâm thanh tịnh, định tĩnh và giản đơn, cuộc sống này của chúng ta sẽ dần dần chuyển hóa từ tranh đấu thành sẻ chia, sân hận thành tha thứ. Nỗi khổ niềm đau sẽ tan loãng, hạnh phúc sẽ đơm hoa ngay tại hiện tại, an bình sẽ kết trái ở mai sau. Hài lòng với những gì mình đang có không chỉ giúp bạn giảm bớt ganh tị đố kỵ, mà còn mang đến cho bạn cái nhìn tổng quan hơn về cuộc đời, về kiếp người, để từ đó sống tốt hơn, cải tâm trong sáng hơn, nuôi dưỡng nhiều hơn những hạt giống tích cực, để mỗi giây phút trong cuộc đời luôn tuyệt vời và đầy ý nghĩa. Phúc lành do chính mình tạo ra, vận mệnh do chính mình tìm kiếm, không cần ghen tị với phúc lành của người khác, cũng không cần thăm dò phúc lành của người khác đến từ đâu. Hãy nhớ rằng, phước do chính mình kiếm được, nỗi đau do mình tạo ra, mọi thứ đều do mình tự tạo và tự nhận mà thôi. Trong cuộc sống này, ai cũng mong cuộc đời lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Dù có gặp khó khăn, cũng sẽ may mắn có quý nhân phù trợ, nhẹ nhàng vượt qua. Tuy nhiên, phúc khí và may mắn không phải do bẩm sinh mà có, mà nó có liên quan rất nhiều đến đặc điểm, tính cách và hành vi cá nhân của mọi người. Người xưa có câu, 3 phần số mệnh, 7 phần nỗ lực. 7 phần nỗ lực trong đó chính là thói quen, tính cách và phẩm chất được hình thành và nuôi dưỡng trong quá trình sống. Đó cũng là những nhân tố quan trọng góp phần quyết định vận mệnh của cả cuộc đời. Đúng là trong xã hội ngày nay, mỗi khi gặp thất bại hay cuộc sống không được như ý, chúng ta đều cảm thấy mọi thứ thật là bất công. Lòng thắc mắc tại sao người khác có sự nghiệp thành công và gia đình hạnh phúc, còn bạn thì chẳng nhận được gì. Đôi khi lại tự hỏi, phúc lành của người khác đến từ đâu? Theo Phật giáo thì hạnh phúc của con người không phải do cướp đoạt hay là than thở, hoặc là cứ cầu là có, mà là do gieo nhân lành thì gặt quả lành. Nói cách khác là phúc của một người thực ra hoàn toàn do chính người đó quyết định. Phật giáo chỉ ra 4 đức tính của người có phúc vậy. Đức tính thứ nhất đó là có lòng hiếu thảo và biết giúp người. Người xưa có câu, bách thiện hiếu vi tiên, có nghĩa là trong trăm điều thiện thì hiếu thuận đứng đầu. Công cha trời biển, nghĩa mẹ bao la là điều mà mỗi phận làm con không thể báo đáp được. Cha mẹ chính là phúc đức lớn nhất trên đời của mỗi người, và làm tròn hiếu đạo là công đức lớn nhất trên đời. Đức Phật dạy rằng, đời người là vô thường, ai rồi cũng có một ngày già đi. Khi già yếu, bệnh tật mà con cháu bên cạnh chăm sóc và nâng đỡ thì đó là một điều may mắn. Thời gian trôi qua vô tình, tuổi xuân của cha mẹ cũng đi qua cùng với tuổi thơ của con. Con ngày càng trưởng thành thì cha mẹ ngày càng già đi. Hiếu thuận không chỉ là hồi báo công ơn cha mẹ sinh thành dưỡng dục, mà còn là dâng theo tâm nguyện của cha mẹ để đấng sinh thành vui lòng. Trong trời đất, đối với con cái, cha mẹ là quan trọng nhất. Hiếu kính với cha mẹ làm việc tích đức đơn giản nhưng tốt đẹp còn hơn cả cầu thần bái Phật. Ông trời luôn bảo hộ, ban phúc cho những người sống hiếu thảo,
hết lòng với cha mẹ. Thế nên, đây là những điều kiện mà phận làm con nhất định phải làm cho cha mẹ. Người tử tế sẽ không bao giờ đối xử tệ bạc với cha mẹ của mình. Họ có thể đối xử tệ bạc với bản thân, nhưng vì họ lương thiện nên sẽ luôn biết làm sao để tích âm đức và tạo phúc cho con cháu. Người sống hiếu thảo có thể làm gương cho con cái. Họ có thể cho con cái cảm nhận được sự hòa thuận, đầm ấm của gia đình. Để rồi, khi tới lượt bản thân già yếu, họ cũng nhận được sự hiếu kính từ con cái của mình. Hiếu thuận là nề nếp gia phong tốt, được truyền từ đời này sang đời khác. Không chỉ có lòng hiếu thảo, lòng nhân hậu và biết giúp đỡ người khác cũng là đức tính của người phúc vậy. Ở đời, người thích làm điều thiện mà không mưu cầu hồi báo sẽ nhận được càng nhiều phước báo. Ông cha ta có câu, ở hiền gặp lành cũng là vì thế. Một người có tấm lòng nhân hậu sẽ tích được công đức lớn và họ đương nhiên sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Trên thực tế, giúp đỡ người khác cũng chính là giúp đỡ chính mình. Khi bạn sẵn lòng giúp đỡ người khác mà không yêu cầu được đền đáp, thì cũng sẽ có người giúp đỡ bạn y như thế. Quý nhân hay may mắn mà bạn gặp được sau này hoàn toàn có thể là do bạn tạo ra từ những việc tốt mà bạn đã làm trước đó. Khi đã nhận được sự giúp đỡ, đừng quên thể hiện lòng biết ơn với người đã giúp mình, dù là bằng hành động thực tế hay đơn giản là một câu cảm ơn. Cuộc sống này muôn màu muôn dạng, sẽ có những việc bất ngờ xảy ra mà chúng ta không thể lúc nào cũng có ngay cho mình một hướng giải quyết. Nếu bạn được người khác giúp đỡ cho bất cứ vấn đề gì, thì hãy luôn có một trái tim biết ơn đối với người đã giúp đỡ bạn. Đừng bao giờ cho rằng người khác giúp bạn là điều hiển nhiên, bởi trong cuộc sống này, không ai có nghĩa vụ phải giúp đỡ chúng ta ngoại trừ cha mẹ hay người thân của mình. Chỉ khi bạn trân trọng những điều người khác làm cho mình, thì người khác mới sẵn sàng tin tưởng và giúp đỡ bạn vô điều kiện. Mối quan hệ giữa người với người là sự tương tác hai chiều, có đi có lại mới toại lòng nhau. Ở đó, lòng biết ơn chính là cơ sở để đảm bảo mọi việc đều cho đi đều có thể được nhận lại xứng đáng. Thứ hai là sống rộng lượng bao dung. Bồ Tát Di Lặc trong Phật giáo được coi là hiện thân của lòng bao dung và độ lượng. Người xưa có câu, bụng to có thể dung thứ, những việc đời khó dung. Nụ cười luôn rộng mở để cười nhạo những kẻ lố bịch trên đời này. Cuộc sống không bảo đảm sẽ luôn thuận buồm xuôi gió. Những vấp ngã là điều không thể tránh khỏi. Nếu bạn cứ luôn lo lắng về mọi việc, đặc biệt là để bụng những điều chướng tai gai mắt trong cuộc sống xung quanh, bạn sẽ không thể sống riêng cho chính mình, càng không thể tận hưởng phước lành dù nó có nhiều đến đâu. Trong các mối quan hệ xã hội, chúng ta không thể nào tránh được những bất đồng hay xích mích xảy ra. Lúc cảm xúc không thể kiểm soát, không phải ai cũng có đủ bình tĩnh để giải quyết vấn đề. Có người luôn tranh cãi với đối phương để giành phần thắng. Ngược lại cũng có người chọn cách bao dung, nhượng bộ để chuyện lớn quá nhỏ. Trở thành người khoan dung với một trái tim rộng lớn sẽ giúp cho mối quan hệ giữa người với người trở nên gần gũi hơn, tình cảm hơn và trở nên sâu sắc hơn. Sống bao dung độ lượng với người khác không chỉ giúp làm đẹp cho bản thân mà còn giúp chúng ta có luôn nhiều mối quan hệ tốt đẹp. Chỉ khi trở nên cao quý, bạn mới dễ dàng được hưởng phúc lành. Ở đây, cao quý không phải là bạn có bao nhiêu tiền bạc và địa vị cao đến đâu. Điều quan trọng là tính cách và phẩm chất cao quý mà bạn đang sở hữu ra sao. Người sống có lòng khoan dung thì lúc nào cũng tự do tự tại, đi đâu làm gì đều có thể hài hòa viên mãn.
Khoan dung chính là biểu hiện của tâm đại thiện, tâm từ bi, có sức mạnh cảm hóa đất trời. Nhân chi sơ tính bản thiện, con người sinh ra vốn có bản tính lương thiện. Người khéo nuôi dưỡng bản tính thiện thì sẽ biết nhẫn nhịn. Người khéo nhẫn nhịn tức là khoan dung. Khoan dung độ lượng với người chính là tạo phúc báo cho mình. Đó là lý do giáo lý nhà Phật nhận định rằng sống bao dung và độ lượng là một trong những đức tính của người có phúc vậy. Người biết bao dung sẽ luôn mang tấm lòng rộng lượng với mọi vật, mọi sự, mọi người. Lòng như biển cả nhận nước từ trăm sông, lòng như đất trời mùa xuân tốt tươi cho vạn vật, thì đó chính là từ bi. Bao dung là một đức tính vô cùng đẹp mà những người có trái tim từ bi mới có được. Người có lòng bao dung thì khi sự tình trở nên căng thẳng bế tắc thì họ sẽ biết quay đầu chuyển hướng, cũng khiến cho mối quan hệ căng thẳng trở nên gần gũi hơn. Con người sống ở trên đời đều chỉ biết tìm kiếm hạnh phúc ở nơi xa vời mà không hề hiểu hạnh phúc do chính mình tạo ra. Mỗi ngày bạn hãy tự dặn lòng mình rằng hãy bao dung hơn hôm qua, sống đơn giản và thanh khiết hơn hôm qua. Chắc chắn nhờ đó cuộc sống của bạn sẽ hạnh phúc muôn phần. Thứ ba là giữ tâm trong sạch, không ghen tị. Nhiều người thắc mắc phúc là gì? Phật dạy, điều đầu tiên để tạo nên phúc là phải có tâm hồn trong sạch, biết chấp nhận và cảm nhận hạnh phúc từ những điều nhỏ nhoi nhất trong cuộc sống này. Chính những người như vậy mới thực sự là người có phúc. Cuộc đời này là của bạn, sướng khổ ra sao là do bạn tự quyết định thôi. Do đó, bạn không thể ghen tị với phúc lành của người khác, bởi sự ghen tị cuối cùng sẽ chỉ thiêu đốt chính bạn mà thôi. Vì vậy, trong đạo Phật, nếu chúng ta biết chuyển hóa ở thế gian này, đó là khi nhìn thấy sức mạnh tài năng của người khác thì phải biết tán dương. Chỉ có công đức này, chúng ta mới có thể bù đắp được những khuyết điểm của mình. Đây chính là mấu chốt để có được hạnh phúc. Không ai trên đời này sinh ra đã hoàn hảo. Nhưng nếu bạn cứ để sự ghen tị mãi trong lòng, có thể khiến cho bản thân bạn luôn mệt mỏi, bất bình, không một phút nào an yên. Ghen tị với người khác không bao giờ có thể giúp cho bạn tốt lên, mà chỉ làm tổn hại tới chính bạn mà thôi. Lòng ghen tị chỉ khiến cho bạn càng ngày càng sân si. Một khi bộc phát, lòng ghen tị sẽ biến thành khẩu nghiệp, nói điều sai quấy với người khác. Nặng hơn là biến thành quán khí, sân hận, hành động gây tổn hại tới người khác. Con người chúng ta hay mắc phải sai lầm này và có thể cảm thấy khó chịu với người khác trên nhiều phương diện khác nhau, như tài năng, sắc đẹp, danh vọng, địa vị, tiền bạc, tình cảm, thậm chí là ghen tị nhau cả về con cái nữa. Lời Phật dạy, đáng thương nhất của đời người là tự ti, bi ai lớn nhất của đời người đó là ghen tị. Phật dạy quả không sai. Đáng thương nhất là những kẻ tự ti, những người không đủ niềm tin về cuộc sống, vào chính mình. Những kẻ cứ hay ngợp giật khi được đối xử tốt, ghen tị khi thấy người khác sống tốt hơn mình. Bản thân họ cảm thấy mình không xứng đáng được đối xử tốt, hay chính vì mình không dám sống thật lòng với ai nên họ không dám sống trong cảm giác an toàn. Người ta có thể tìm được hạnh phúc từ những điều giản dị xung quanh mình, hoặc tự hài lòng với những gì mình đang có. Tại sao không cố gắng hết mình, thay vì ghen tị với cái thành công mà người khác đổ biết bao nhiêu mồ hôi và công sức để có được? Đức Phật cũng khẳng định rằng, muốn tìm được hạnh phúc, muốn tìm được sự an lạc là ngay trong cuộc sống giữa đời thường này, thì phải cần đến năng lực của sự tùy hỷ. Bởi cuộc đời là vô thường, chúng ta phải cùng yêu thương, đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau còn không hết, huống hồ là đố kỵ nhau để tạo ra thù hận. Thành oan gia trái chủ,
để phải luân hồi sinh tử mãi mà đọa đày trả ân oán với nhau. Phật dạy rằng, khổ tâm lớn nhất của đời người là sự ganh ghét đố kỵ. Người có tâm ganh ghét, tật đố kỵ sẽ khổ sở dây dẳng trong lòng. Do đó, người tháo chuông không ai khác chính là người buộc chuông. Trong trường hợp này, chỉ có bạn mới giúp được bạn mà thôi, mới khiến bản thân hạnh phúc hơn, an yên hơn, thanh tịnh hơn và thấy cuộc đời đẹp hơn. Thứ tư là sống biết đủ, không xa qua lãng phí. Cuối cùng, sống biết đủ và không xa qua lãng phí cũng là một đức tính cần có của những người có phúc dày. Phước lành của con người đều đã được định đoạt. Nếu một người không biết tích đức, không biết tu phước mà lại phung phí phước thì như nước trong bát, sớm muộn gì cũng sẽ cạn kiệt. Ngược lại, nếu ai biết trân quý phước lành thì sẽ được phước. Cuộc đời này vô thường, hạnh phúc đôi khi có giá trị ít hay nhiều là do bản thân tự cảm nhận nó. Bản thân phải hiểu rằng không phải ngẫu nhiên mà mình lại được sinh ra là con của bố mẹ mình. Mình lại mang tên này là được sống ở đây, được yêu thương và cho đi yêu thương. Tất cả đều là duyên phận, đều có căn cơ hết. Nhưng có một thực tế là con người vốn dĩ không bao giờ biết tự hài lòng với những gì mình đang có. Luôn có tư tưởng đứng núi này trong núi nọ, chẳng thể cảm nhận được hết hạnh phúc mình đang hưởng thụ. Dễ dàng để những điều đáng quý, đáng trân trọng bị vùi lấp với lớp màn mang tên ganh tị. Chỉ vì không buông bỏ được lòng tham cố hữu ấy nên tai họa cứ ập đến là điều khó tránh khỏi, khổ đau là lẽ đương nhiên. Đức Phật chỉ dạy rằng biết đủ là đủ. Người biết đủ là người giàu có nhất. Người biết đủ luôn cảm thấy an yên và hạnh phúc. Họ luôn mỉm cười đối mặt với mọi khó khăn của cuộc sống. Họ sẽ tìm ra hướng đi phù hợp và hoàn hảo nhất cho mình. Người biết đủ sẽ phân biệt được rõ điều gì nên làm thì làm, điều gì không nên làm. Trong suy nghĩ của người biết đủ, không có chỗ cho sự tranh giành và đòi hỏi quá mức. Họ luôn cảm thấy hài lòng và thỏa mãn với cuộc sống hiện tại. Nếu biết hài lòng với những gì mình đang có, chúng ta mới có thể sống hạnh phúc được, giữ tâm thanh tịnh, định tĩnh và giản đơn. Cuộc sống này của chúng ta sẽ dần dần chuyển hóa từ đấu tranh thành sẻ chia, từ sân hận thành tha thứ, từ nỗi khổ niềm đau sẽ tan loãng. Hạnh phúc sẽ đơm hoa ở hiện tại, an bình sẽ kết trái ở mai sau. Hài lòng với những gì mình đang có không chỉ giúp cho bạn giảm bớt đi ganh tị, đố kỵ mà còn mang đến cho bạn cái nhìn tổng quan hơn về cuộc đời, về kiếp người, để từ đó sống tốt hơn, cái tâm trong sáng hơn, nuôi dưỡng nhiều hơn những hạt giống tích cực để mỗi giây phút trong cuộc đời này luôn tuyệt vời và đầy ý nghĩa. Phúc lành do chính mình tạo ra, vận mệnh do chính mình tìm kiếm. Không cần phải ghen tị với phúc lành của người khác, cũng không cần thăm dò phúc lành của người khác đến từ đâu. Hãy nhớ rằng phước do chính mình kiếm được, nỗi đau do mình tạo ra, mọi thứ đều do mình tự tạo và tự nhận. Tiếp theo chương trình, kính mời quý Phật tử và các bạn cùng nghe câu chuyện quả báo khiến cho hoàng hậu bị mù một mắt chỉ vì một lời thề. Vâng, thưa các bạn, câu chuyện quả báo thất hứa sau đây rất đáng sợ, cho dù bạn nghĩ rằng lời nói gió bay, không ai còn hay biết tới những gì họ từng hứa nữa. Hoàng Thái Hậu mù một mắt vì một lời thề. Câu chuyện kể lại rằng, vào thời vị hoàng đế cuối cùng của triều Bắc Tống, Tống Khâm Tông, ông cùng cha mẹ mình đã bị giặc Kim bắt lên phương Bắc vì thua trận. Sau đó, hai nước đã thỏa thuận ký kết hòa ước, Khâm Tông bị giữ lại. Khi biết tin Hoàng Thái Hậu hiển nhân sắp về phía Nam, vua Khâm Tông đã cầm tay mẹ mình và khóc than.
nếu con được về Nam, chỉ mong được phong làm chủ cung Thái Ất là đủ rồi, chẳng dám mong muốn nhiều hơn. Ý của hoàng đế là không muốn giành lại ngôi vua, muốn mẹ gửi thông điệp này đến người em, mong sẽ cứu mình trở về. Khi ấy, hoàng thái hậu hiển nhân liền thề với vua: nếu ta về rồi mà sau này không đón con về, thì mắt ta sẽ bị mù. Đến khi hoàng thái hậu được về cung, mới biết em trai của nhà vua là Tống Cao Tông không hề có ý định đón anh mình trở về. Hiểu được ý này của con trai, trong lòng bà vô cùng buồn phiền, nhưng lại lặng thinh, không dám mạnh dạn nói ra, vì sợ làm trái ý của cậu thì có khi mạng sống của mình cũng không giữ nổi. Không lâu sau đó, hoàng thái hậu bị mù mắt. Mọi thầy thuốc giỏi nhất ở khắp nơi được mời đến, thế nhưng không ai đủ khả năng chữa khỏi cho bà. Về sau có một đạo sĩ giỏi vào cung, ông dùng kim vàng khêu vào mắt trái của bà, mắt liền sáng tỏ. Hoàng thái hậu vui mừng khôn xiết, bà cầu xin đạo sĩ chữa luôn mắt bên phải. Thế nhưng đạo sĩ từ tốn đáp lời: dạ thưa, hoàng hậu nhìn một mắt thôi, còn một mắt phải giữ cho đúng lời thề. Bà nghe xong người như chết lặng, cảm thấy kinh sợ vì đạo sĩ biết được lời hứa của bà trước đây, liền đứng dậy cảm tạ, thì đạo sĩ đã đi mất rồi. Bài học trong câu chuyện này là hoàng hậu hiển nhân, cho dù hoàn cảnh không cho phép nên đành phụ lời hứa của con trai. Thế nhưng điều đó không thể tránh được việc bà phải gánh chịu hậu quả của việc không giữ trọn lời thề. Câu chuyện trên cho thấy, xem nhẹ lời thề, đừng tưởng không ai biết. Trời biết, đất biết, quỷ thần biết. Thế nên, bản thân sẽ phải gánh chịu đúng những gì mình đã nói ra. Bài học thứ hai là, điều mình không làm được thì đừng hứa. Trên đây là câu chuyện quả báo thất hứa, có cái kết rất đáng sợ khiến cho chúng ta không thể ngó lơ. Thế nên nếu có thể thì tốt hơn hết, nên cần tránh hứa suông. Trong cuộc sống này có rất nhiều việc cho dù mình cảm thấy vô cùng chắc chắn, nhưng vẫn có ít nhất 1% không trở thành hiện thực, không diễn ra theo những gì mình muốn. Thế nên với mọi điều chớ nên vội hứa, cứ nói rõ một số nguy cơ có thể xảy ra nhưng không như mong muốn. Tuy nhiên bản thân sẽ cố gắng nhất có thể không dùng lời hứa hay lời thề nào cho bất cứ việc gì. Một trong thập thiện nghiệp của đạo Phật có nhắc nhở chúng ta chớ nói dối, vì những gì chúng ta nói ra rồi thì không bao giờ rút lại được, lại gây hậu quả nặng nề. Có một câu chuyện cách đây hơn 30 năm ở Đài Loan, nói về một khu chợ giải rằng do thời ấy nghèo nên nhiều người chở hàng đi bán rong. Có một lần nọ, có một anh bán giải chở hàng vào thôn, các phụ nữ liền bu đến xem. Họ cầm giải truyền tay nhau cùng xem rồi luân phiên bình phẩm, nhưng không ai mua. Người bán thấy vậy bèn thu giải về. Thế nhưng khi kiểm hàng, người bán phát hiện bị mất một sấp giải. Lúc này ai cũng nói mình không có lấy. Trong đám phụ nữ có một chị không những hung hăng xác định mình không lấy, mà còn thề độc như sau: tôi mà có lấy giải thì sau này sẽ bị xe tông chết. Sau đó chị ta chuyển đến Kim Môn sống. Một ngày nọ, chị đang ngồi trong nhà thì một chiếc xe tải bị đứt thắng đâm thẳng vào nhà và tông chết chị. Sau đây là những tác dụng của việc tôn trọng sự thật. Khi bạn giữ cam kết với lời hứa của mình, bạn đã gieo nhân tốt cho những quả sau đây: được mọi người tin tưởng. Những người tôn trọng sự thật ắt sẽ được người trọng nể, tính cậy, không ai oán hận thù hiềm, đi đâu cũng được người chung quanh dành cho một điều gì thân tín, niềm nở tiếp đón. Nhất là trong công việc, họ thường là người chân thực, đáng tin, nên được cấp trên giao phó cho nhiều trọng trách quan trọng. Cuộc sống của họ vì thế mà được no đủ, an vui. Bảo tồn sự trung tín trong xã hội.
Trong một gia đình, một đoàn thể, một xã hội mà không ai tin ai, thì mọi công cuộc từ nhỏ đến lớn đều thất bại. Theo lời dạy của Khổng Tử, một trong năm đức tính căn bản là lòng tin. Nhân vô tính bất lập, hạnh phúc gia đình và xã hội không thể có được trong sự dối trá. Những cá nhân biết nói lời thành thật thì gia đình và xã hội được đoàn kết trong sự tin cậy. Mọi công cuộc chung được xúc tiến có kết quả tốt, tạo ra kết quả tốt đẹp với sự chung sức đồng lòng. Nuôi dưỡng lòng từ bi. Nguyên nhân của dối trá là ích kỷ mưu mô, sẵn sàng hại người để thỏa lòng tham u tối của mình. Họ không bao giờ nghĩ cho hoàn cảnh của người khác khi bị lừa dối. Họ đau khổ, có khi phải mắc thù dương oán, có khi phải tán gia bại sản. Ngược lại, người thật thà, chân thành trong từng câu từng từ sẽ mang tới cảm giác an ủi cho người đối diện. Một khi lòng từ bi được trải rộng thì ai ai cũng cảm thấy bình an. Tránh nghiệp báo khổ đau, nghèo đói. Thực tế là thất hứa không chỉ làm giảm uy tín mà còn là nguyên nhân của cả việc làm ăn thất bát, nguy cơ cao rơi vào tình trạng nghèo khó. Nếu bạn không có sự cam kết, nhân quả báo ứng khiến cho bạn hàng, đối tác cũng không giữ cam kết với bạn. Thế nên mới thường xuyên xảy ra những trường hợp người ta đặt hàng không lấy, hứa hẹn mua hàng xong không nhận, hẹn ngày trả tiền nhưng liên tục trì hoãn. Chúng sẽ khiến bạn lao đao trong kinh doanh, làm ăn thất bát, rơi vào nợ nần nghèo khó. Lời Phật dạy về làm giàu đã chỉ ra rằng người không giữ lời hứa sẽ nhận quả nghèo đói. Có một câu chuyện kể lại rằng một gia chủ cư sĩ với một sa môn Bà La Môn hứa sẽ cúng dường tôn giả thế này thế kia, nhưng sau đó không thực hiện như đã hứa. Khi đi ra làm ăn buôn bán, người ấy luôn bị thất bại vì hứa mà không thực hiện, làm người khác thất vọng. Như vậy, quả báo của việc thất hứa là chúng ta sẽ thất bại, không đạt được điều gì cả. Hơn nữa, lời nói tuy không phải là dao, nhưng phải cẩn trọng, vì nó có tới hai mũi nhọn. Một mũi đâm vào người khác, còn một mũi đâm vào chính người sử dụng nó. Do đó, Phật dạy, phàm kẻ ở đời, lưỡi búa bén nằm sẵn trong miệng, sở dĩ chém mình là do lời nói ác. Đã đành nói ly gián, nói xuyên tạc là để hại người, nhưng khi đã làm hại người thì thế nào người cũng hại lại mình. Để tránh sự thù hằn, tránh nghiệp dữ, chúng ta không nên dối trá điều hòa. Tuy nhiên, có một số lời nói dối để cứu người hay vật vẫn là lời nên nói. Nói chung, nếu do lòng từ bi thúc đẩy mà phải nói dối thì không phạm tội. Thưa các bạn, nếu chúng ta biết yêu thương bằng tâm từ thì có tác động và hiệu ứng chuyển hóa kỳ diệu lên sự sống. Là người đệ tử của Phật chân chính, phải luôn thực hành nuôi lớn tâm từ của mình, ban rải tâm từ rộng ra đến với mọi người và cả với muôn loài. Trước mắt, người nào nuôi dưỡng được tâm từ sung mãn thì tự thân họ có lợi ích rất nhiều. Đó là nội dung lời Phật dạy, muốn an yên hãy yêu thương tất cả. Mời quý Phật tử và các bạn cùng nghe. Thưa các bạn, ai cũng biết yêu thương là một chất liệu quan trọng của cuộc sống này. Nếu thiếu đi yêu thương thì đời sống trở nên nhạt nhẽo, vô vị làm sao? Nhưng yêu thương như thế nào để mình và mọi người cùng muôn loài được lợi ích và an vui là điều nên bàn. Đạo Phật là đạo của tình thương. Hẳn nhiên, người con Phật có một bí quyết yêu thương riêng rất đặc thù, đó là tâm từ. Tâm từ là lòng yêu thương cao thượng, thương mình và tất cả chúng sanh, mong ước cho mình cùng tất cả chúng sanh luôn được lợi ích an vui. Tâm từ luôn ban rải đến khắp tất cả chúng sanh, không có giới hạn, không ngoại trừ một chúng sanh nào,
luôn cầu mong tất cả đều được hạnh phúc, đều được an lạc. Như tình mẹ thương con, muốn cho con được an lành và hạnh phúc, mà không hề nghĩ đến thân mình, cũng như không có bất cứ ràng buộc hay điều kiện nào. Tâm từ là hiến dâng yêu thương chân thật rộng khắp, biển pháp giới vô cùng tận. Yêu thương bằng tâm từ có tác động và hiệu ứng chuyển hóa kỳ diệu lên sự sống. Nên người đệ tử Phật chân chính phải luôn thực hành nuôi lớn tâm từ, ban rải tâm từ rộng ra đến với mọi người và cả muôn loài. Trước mắt, người nào nuôi dưỡng được tâm từ sung mãn thì tự thân họ có lợi ích. Chúng ta hãy lắng nghe lời của Thế Tôn dạy về 11 lợi ích phước báo của tâm từ sau đây. Một thời, Phật ở tại nước Xá Vệ, rừng Kỳ Đà, vườn Cấp Cô Độc. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo, nếu có chúng sanh tu hành tâm từ giải thoát, lưu truyền rộng nghĩa ấy, thì người diễn nói sẽ được 11 quả báo. Thế nào là 11? Ngủ an ổn, thức an ổn, không chiêm bao dữ, trời ủng hộ, người thương mến, không có độc hại, không bị binh đao nước lửa đạo tặc không xâm tổn, khi chết sánh lên trời phạm thiên. Đó gọi là tỳ kheo hay thực hành tâm từ được 11 phước này. Thế Tôn liền nói kệ này: nếu người hành lòng từ, không có hạnh phóng dật, các kết dần dần mỏng, dần thấy dấu vết đạo, do hay hành lòng từ sẽ sanh lên phạm thiên, được diệt độ mau chóng, hằng đến chỗ vô vi, không sát không tâm hại, cũng không ý hơn thua, lòng từ trùm tất cả, trọn không tâm quán hận. Thế nên tỳ kheo nên tìm phương tiện thực hành lòng từ, lưu truyền rộng nghĩa ấy. Như thế này các tỳ kheo nên học điều này. Bây giờ các tỳ kheo nghe Phật dạy xong vui vẻ dâng làm, đi sâu vào sự thực tập và nuôi dưỡng tâm thương yêu. Chúng ta vốn dĩ ai cũng muốn bình an. Sự thật là chúng ta đã nhiều lần chí thành chí kính cầu an, nhưng không hẳn sẽ được an vui như ước nguyện. Rõ ràng là muốn được ngủ an ổn, thức an ổn, không chiêm bao dữ, trời ủng hộ, người thương mến, không có độc hại, không bị binh đao nước lửa đào tặc không xâm tổn, khi chết sanh lên trời phạm thiên, thì phải có tâm từ. Chính tâm từ mới có công năng làm nên những điều kỳ diệu ấy. Mới hay thiền quán từ bi rải tâm từ đến vô lượng vô biên chúng sanh. Nếu được tu tập hàng ngày chính là giải pháp hóa giải tất cả mọi bất an, mâu thuẫn và xung đột trong cuộc sống ngắn ngủi này. Thực hành tâm từ phải được thể hiện ra bằng thân hành thiện, bằng miệng nói điều thiện, bằng ý nghĩ điều thiện với mọi người, mọi chúng sinh, cả khi có mặt lẫn lúc vắng mặt. Một khi yêu thương với tâm từ đã đông đầy, thì ngoài hiệu quả an vui cho mình và cho người, bản thân người thực hành tâm từ sẽ có thêm những trải nghiệm tâm linh thú vị. Đó là các phiền não, tập khí, tham sân, cố hữu nhờ tâm từ tưới tẩm nên ngày càng có lại, dễ dàng thành tựu các thiền chứng từ sơ thiền cho đến tứ thiền, mở ra con đường thênh thang hướng đến giải thoát. Thế nên nguyện sống với tâm từ, không giết và làm tổn hại, cũng không hề có ý niệm hơn thua hay oán hận, đem lòng yêu thương bao trùm khắp tất cả mọi người, cùng hết thảy chúng sanh, chính là cách sống và cách hành xử cao cả của những người con Phật. Phật dạy với người lười biếng có 6 tai họa. Biếng nhác là tật xấu cố hữu của rất nhiều người, không siêng năng, chịu khó làm lụng mà mong dư giả giàu có và đủ đầy là điều không thể được. Một thời Đức Phật du hóa tại thành Dương Xá trong rừng Nhiên Hà Mô, tức là rừng trúc chỗ nuôi sóc. Bây giờ trong thành Dương Xá có con của một vị cư sĩ tên là Thiền Sanh. Khi người cha sắp lâm chung, nhân 6 phương mà trối trăng, khéo dạy, khéo quở rằng: này Thiền Sanh, sau khi cha mất, con phải chắp tay mà lại 6 phương rằng: ở phương Đông, phương Nam, phương Tây, phương Bắc, phương trên, phương dưới,
nếu có chúng sanh nào vì tôi hết lòng cung kính cúng dường, lễ bái, thờ phụng chúng sanh đó, thì khi tôi đã hết lòng cung kính cúng dường, lễ bái, thờ phụng chúng sanh đó rồi, chúng sanh đó cũng hết lòng cung kính cúng dường, lễ bái, thờ phụng lại tôi. Đức Phật dạy rằng: Này con trai cư sĩ, kẻ mong cầu của cải nên biết sáu điều phi đạo. Sáu điều đó là gì? Sáu là quen lười biếng, mà mong cầu tài vật là phi pháp. Này con nhà cư sĩ, với người lười biếng nên biết có sáu tai họa. Sáu món đó là gì? Một là quá sớm không làm việc, hai là quá trễ không làm việc, ba là quá lạnh không làm việc, bốn là quá nóng không làm việc, năm là quá no không làm việc, sáu là quá đói không làm việc. Này con nhà cư sĩ, người lười biếng không phải lúc thì việc làm không kinh doanh được, việc làm không kinh doanh được thì công nghiệp không thành. Tài vật chưa có thì không thể có, tài vật đã có sẵn thì càng lúc càng bị tiêu hao. Phi đạo là những việc dẫn đến sự hao tài. Điều phi đạo thứ sáu là quen lười biếng. Biếng nhác là tật xấu cố hữu của rất nhiều người, không siêng năng chịu khó làm lụng mà mong dư giả, giàu có và đủ đầy là điều không thể được. Người lười biếng thường có đủ mọi lý do để biện hộ cho sự biếng nhác của mình. Sớm quá, trễ quá, lạnh quá, nóng quá, no quá, đói quá, vân vân là những lý do để không làm việc. Họ đâu biết rằng hoàn cảnh khách quan không phải là nguyên nhân chính của chướng ngại, mà là chính tâm biếng nhác, dây lười mới thực sự làm cho con người mệt mỏi, chán nản, không thiết tha với công việc. Rõ ràng, lười biếng tư duy và biếng nhác lao động thì không thể thành công trong cuộc sống. Chẳng những sự nghiệp không thành tựu mà còn tiềm ẩn nguy cơ phá nát những gì đang có. Trong đạo cũng vậy, người tu mà không lập hành tinh tấn thì sẽ tiêu tan đạo nghiệp. Đối mặt với nhiều sự gian nan, nhất là nghiệp chướng tham sân si nhiều đời, nếu không dũng mãnh phát nguyện đi tới thì khó mà vượt qua trở ngại của chính mình. Trội lăn trong luân hồi nhiều đời nhiều kiếp cũng vì không tinh tấn. Suy nghiệm về cuộc sống để thấy rằng không hề có sự dễ dàng. Không làm mà muốn có ăn thì hãy nhớ rằng đằng sau miếng mồi ngon là chiếc bẫy. Muốn tu ít dễ dàng mà chứng đắc giải thoát cao vời thì liền rơi vào tà đạo. Mọi thứ trên đời đều có cái giá của nó. Thế nên mỗi người cần lập hạnh siêng năng, tinh tấn, tìm cách khắc phục sự lười biếng giải đãi. Việc dù khó khăn mấy mà ta kiên tâm bền chí, quyết không lùi bước thì sẽ có ngày thành công. Còn chưa gì đã thấy khó khăn, mệt mỏi, chán chường thì sẽ nhanh chóng bỏ cuộc. Phật dạy có ba hạng con trai xuất hiện, có mặt ở đời ngày nay. Sanh con trai hay là con gái không là vấn đề, vì nếu có đầy đủ phước duyên thì sanh con nào cũng tốt đẹp cả. Bởi ngay cả khi sanh được con trai thì chưa hẳn người con trai ấy đem đến hạnh phúc, an vui cho gia đình, vì con trai có đến ba hạng. Mời các bạn cùng tham khảo. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, có ba hạng con trai này xuất hiện, có mặt ở đời. Thế nào là ba? Ưu sanh, tùy sanh và liệt sanh. Này các tỳ kheo, thế nào là người con trai ưu sanh? Ở đây, cha mẹ của người con không quy y Phật, không quy y Pháp, không quy y Tăng, không từ bỏ sát sanh, không từ bỏ lấy của không cho, không từ bỏ tà hạnh trong các dục, không từ bỏ nói láo, không từ bỏ đắm say men rượu nấu, ác giới theo ác pháp. Này các tỳ kheo, thế nào là người con trai tùy sanh? Ở đây, cha mẹ của người con quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ đắm say rượu, men rượu nấu, giữ giới theo thiện pháp. Người con trai của họ cũng quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo,
từ bỏ đắm say rượu, men rượu nấu, giữ giới theo thiền pháp. Này các tỳ kheo, thế nào là người con trai liệt sanh? Ở đây, cha mẹ của người con quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ đắm say rượu, men rượu nấu, giữ giới theo thiện pháp. Và người con trai của họ không quy y Phật, không quy y Pháp, không quy y Tăng, không từ bỏ sát sanh, không từ bỏ lấy của không cho, không từ bỏ tà hạnh trong các dục, không từ bỏ nói láo, không từ bỏ đắm say rượu, men rượu nấu, ác giới theo ác pháp. Khi con cái có những ngộ nghịch, các bậc cha mẹ thường tự an ủi với quan niệm cha mẹ sanh con nhưng trời sanh tánh. Thực ra trời không sanh tánh, mà chính là biệt nghiệp của cậu trai và cộng nghiệp của gia đình. Duyên nghiệp quá khứ ràng buộc, đưa đẩy, để hiện đời làm quyến thuộc của nhau, cùng nhau chia bùi xẻ ngọt, nghiệp báo của cả gia đình. May mắn và phước đức cho những gia đình nào có con hơn cha, con trai thuộc hàng ưu sanh. Hạnh phúc và bình an cho những gia đình có con bằng cha, con trai của họ thuộc hạng thùy sanh. Bất hạnh và tủi nhục cho những gia đình có con thua cha, có con trai thuộc dạng liệt sanh. Những ai mong muốn sanh con trai thuộc hạng ưu sanh và tùy sanh thì phải nỗ lực chuyển hóa nghiệp lực của chính mình, tu tập để tạo ra cộng nghiệp tốt đẹp cho cả gia đình, nhằm tránh quả báo con trai rơi vào hạng liệt sanh là điều cần làm đối với tất cả những người con Phật. Phật dạy có bốn kiểu người không được làm hại, bởi gieo nhân nào thì gặt quả nấy. Nếu hãm hại người khác thì cuối cùng cái ác đó sẽ quay lại với chính mình, bao nhiêu phúc báo cũng bị tổn hại. Vậy bốn kiểu người đó là ai? Kính mời quý Phật tử và các bạn cùng tìm hiểu trong nội dung chương trình hôm nay. Một trong những nguyên lý cơ bản của giáo lý Phật giáo đó là nhân quả báo ứng, tức là có luân hồi sẽ có nhân quả, hai việc này liên tục xảy ra. Theo lời Phật dạy, phụ tác bất thiện, tử bất đại thọ, tử tác bất thiện, phụ bất đại thọ, thiện tự hoạch phước, ác tự thọ ương. Tức là cha làm điều chẳng lành, con không chịu thấy được. Con làm điều chẳng lành, cha không chịu thấy được. Làm lành tự được phước, làm dữ tự mang quả. Cũng có câu, điều lành dữ cuối cùng đều có trả. Khác nhau chỉ đến chống hay chạy, nhanh hay chậm mà thôi. Theo luật nhân quả, cái quả hay nghiệp vốn là kết quả cái nhân hay duyên của con người tạo ra trong kiếp trước hoặc kiếp này. Rồi cái quả ấy lại làm nhân cho cái quả khác sẽ báo ứng về sau. Nhân và quả cứ tiếp tục tương ứng như vậy, mãi mãi như bóng với hình, mãi mãi là cuộc trả dây, dây trả của cõi luân hồi. Con người không thể đổ lỗi cho hoàn cảnh khó khăn khiến cho bản thân mình sa đọa. Làm thiện hay là làm ác, tạo ác nghiệp hay thiện nghiệp đều là do tự thân mình chọn lấy. Quả báo thế nào là do chính mình làm ra, chứ không phải là do thần Phật nào quyết định. Vậy muốn biết nhân quả kiếp trước của ai, cứ xem cái địa vị sang hèn của người ấy ở kiếp hiện tại. Muốn biết nhân quả đời sau của họ thế nào, cứ xem tâm tánh và hành động của họ ở ngay kiếp này vậy. Sống ở trần gian, trong quá trình ứng xử với con người và vạn vật, cuộc sống đua chen không ít lần đẩy chúng ta phải rơi vào bước đường lầm lỡ và cứ thế va chạm làm tổn thương hết người này đến người kia. Tuy nhiên, xét về mặt nhân quả báo ứng trong nhà Phật, cố tình hãm hại người khác đã là việc sai. Và nếu không may hãm hại nhầm bốn người dưới đây, thì cái sai ấy còn dâng lên gấp trăm vạn lần, kéo theo phước báo tiêu tan, cuộc đời mãi mãi không như ý. Hãy cùng xem Phật dạy có bốn kiểu người không được làm hại đó gồm những ai. Loại người thứ nhất là người ác. Kinh Phật có ghi rằng, khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế,
người em họ của ngài là Đề Bà Đạt Na hoàn toàn là một người ác. Trước khi xuất gia, ông ta có tâm ganh ghét với Đức Phật từ hồi nhỏ, tức là với Thái tử Tất Đạt Đa. Khi thấy Thái tử Tất Đạt Đa đầy đủ tướng hảo, trang nghiêm, tài năng xuất chúng, đức hạnh siêu quần như thế, thì Đề Bà Đạt Đa rất không bằng lòng, dùng nhiều thủ đoạn khác nhau để tranh giành ngai vàng với Thái tử Tất Đạt Đa. Sau này gia nhập tăng đoàn để chiếm đoạt quyền lãnh đạo, ông ta nhiều lần chống lại Đức Phật, thậm chí còn muốn lấy tính mạng của Đức Phật và phá vỡ sự hòa hợp của tăng đoàn. Nhưng Đức Phật đã đối xử với ông như thế nào? Trong Kinh Pháp Hoa có nói rằng Đức Phật đã tiên đoán rằng Đề Bà Đạt Na sẽ thành Phật trong tương lai, bởi vì Đề Bà Đạt Na là người đã giúp Đức Phật nhanh chóng đắc được 6 pháp ba la mật, 10 lực, 4 vô úy, 18 pháp độc nhất và các công đức khác, và đạt được giác ngộ vô thượng. Như vậy, người ác với ta không phải lúc nào cũng xấu. Đôi khi người ác cũng sẽ giúp chúng ta hoàn thiện và trở nên mạnh mẽ hơn trong cuộc đời xô bồ này. Người ác giống như nước trong, giúp chúng ta gội rửa tâm hồn và bộc lộ sự sáng chói của Phật tánh. Nếu bạn có mong muốn trả thù những kẻ làm ác, hoặc nếu bạn luôn ôm mối hận chỉ để thỏa mãn cái tâm trả thù của mình, thì bạn đã rơi vào hành vi của một kẻ ác, và nhiều nghiệp chướng sẽ theo sau. Nhân phía trước, hoặc giả là ngay trong đời quá khứ, ta đã từng dùng thái độ này đối với họ. Ngày nay, nhân duyên hội đủ, họ hồi báo đối với ta. Ta hiểu rõ phải nên thừa nhận, không nên so đo, ân oán của chúng ta liền được hóa giải ở ngay tại đây. Cho nên người học Phật, nếu muốn học Bồ Tát, quyết định không nên kết oán thù với bất cứ chúng sanh nào. Chúng ta chỉ có hóa giải, quyết định không nên tạo thêm oán kế tiếp. Bất cứ tai nạn gì, bất cứ khổ báo gì đều chấp nhận. Không những không có ý niệm báo thù, một ý niệm oán giận cũng không có. Cho nên Phật nói, đó là hiện tượng nhẫn nhục bả la mật viên mãn. Do đó, người khác vô duyên vô cớ đến hãm hại chúng ta, đó chẳng phải là thành tựu nhẫn nhục bả la mật cho chúng ta hay sao? Nếu bạn hiểu rõ được đạo lý này, không những không có tâm oán hận mà còn cảm tạ, cảm ơn họ đã tạo cho cơ hội cho ta tu nhẫn nhục. Nếu như không có những người ác và nghịch cảnh dày dò, thì nhẫn nhục bả la mật của ta không có chỗ để tu. Hiểu rõ cái đạo lý này, thấu đáo chân tướng sự thật này, thì những người này là đại thiện tri thức của chúng ta, là đại ân nhân của chúng ta. Làm sao chúng ta có thể dùng tâm ác để đối đãi với ân nhân chứ? Vì vậy, mỗi người phải sống thực sự tốt đẹp, không làm những việc xấu ác, kể cả với những kẻ ác hại mình. Bởi với người không tin nhân quả mà làm ác, thì họ sẽ tự chịu nhân quả với việc làm xấu ác đó. Loại người thứ hai là người tốt. Người tốt hay còn gọi là nghiệp tốt là những người có tư cách đạo đức ngay thẳng, có phúc đức lớn, có thể dạy chúng ta làm những điều tốt đời đẹp đạo, thậm chí có thể giúp đỡ chúng ta ở những thời điểm mấu chốt trong cuộc sống này. Chắc hẳn ai cũng từng gặp ít nhiều những người tốt như vậy trong cuộc sống. Chẳng hạn như người cố vấn, người lãnh đạo, luôn hỗ trợ, những người bạn giúp đỡ lẫn nhau, vân vân. Theo quan điểm của Phật giáo, những người tốt xung quanh bạn được truyền cảm hứng từ gốc rễ tốt đẹp của chính bạn và có thể gặp được nhưng không thể tìm kiếm. Làm tổn hại người tốt, tức là làm hại nghiệp tốt, tương đương với việc làm tổn hại đến thiện căn, trí tuệ và mạng sống của chính người đó. Kinh Tứ Thập Nhị Chương có viết: người ác hại hiền nhân như người ngước lên trời phun nước miếng, nước miếng không tới trời mà trở lại rơi vào mình, hoặc như người ngược gió tung bụi, bụi chẳng đến nơi khác mà trở lại làm dơ chính mình. Người hiền không hay được, kẻo quả tức diệt mình. Người tốt luôn rất được lòng mọi người xung quanh và được sự chứng giám của đất trời. Nhân tâm và thiên ý đều bảo vệ họ. Cho nên nếu vô tình hãm hại người tốt, chúng ta
sẽ gặp phải hai hậu quả. Một là những người xung quanh yêu mến họ sẽ phẫn nộ với chúng ta, thậm chí còn tìm cách trả thù thay. Hai là khiến đất trời tức giận, phúc khí của bản thân từ đó mà nhanh chóng tiêu tan, kéo theo hàng loạt quả báo khổ đau triền miên. Nếu bạn cố tình hãm hại những người lương thiện, chân thành, thì bạn sẽ chiêu mời sự tức giận, phẫn nộ về mình. Sớm muộn, bạn cũng bị quả báo. Thế nên, làm người, hãy biết trước, biết sau, biết tôn trọng người khác. Phật dạy, hãy đối xử với người khác theo cách mà bạn muốn bản thân mình được đối xử. Bạn muốn được tôn trọng, thì hãy tôn trọng mọi người trước tiên. Bạn muốn được quý mến, thì hãy thật chân thành và đừng giả tạo. Bạn muốn được tự do, thì đừng dành cho người khác cái nhìn khắt khe. Hãy gửi trao những thứ bạn muốn nhận được, rồi sẽ có ngày bạn nhận lại được những điều tốt đẹp hơn thế. Loại người thứ ba đó là người thân. Người xưa thường nói, máu đặc hơn nước. Tình cảm gia đình có vai trò vô cùng quan trọng với mỗi người. Dù là giữa cha mẹ và con cái, hay giữa anh chị em, tình cảm cho đi gần như là vô điều kiện và không cần khen thưởng. Theo đạo Phật, vợ chồng con cái là do duyên số, có mang nghiệp mang nợ với nhau, chứ không hề tự nhiên mà lấy nhau được. Một gia đình có hạnh phúc bền vững hay không phụ thuộc rất nhiều vào cách giữa vợ chồng con cái, cha mẹ, anh em ứng xử với nhau trong gia đình. Việc làm tổn thương người thân là trái với nhân quả theo nguyên tắc Phật giáo và không thể dung thứ được trong cả luật thế gian và nguyên tắc Phật giáo. Vậy nên, nếu ngay cả người thân ruột thịt mà cũng có tâm muốn làm hại, thì nghiệp báo chất đống, phước báo cạn kiệt, mãi chìm đắm trong biển khổ. Trong kinh Điềm Lành Lớn, Đức Phật dạy rằng, hiếu dưỡng cha và mẹ, nuôi dưỡng vợ chồng và con, làm nghề không rắc rối là điềm lành tối thượng. Ở đây, Đức Phật cho biết, việc nuôi dưỡng, thương yêu, chăm sóc cho những người thân trong gia đình, xây dựng tốt các mối quan hệ trong gia đình, có nghề nghiệp lương thiện ổn định, cuộc sống gia đình là một hạnh phúc lớn lao, là điềm lành tối thượng. Cha mẹ, người có công sinh thành và giáo dưỡng, chính là người bạn phải mang ơn nhiều nhất. Hãy nhớ rằng, cha mẹ chính là Phật sống ở trong nhà. Đừng bao giờ làm tổn hại hay xúc phạm cha mẹ mình. Đối xử tốt với cha mẹ cũng chính là một cách tu dưỡng đạo đức, tích phúc báo. Bất cứ việc gì, bất cứ người nào trong gia đình, ngay cả ngoài gia đình, bề trên, cấp dưới, vân vân, phàm làm khiến cho ta tổn hại đều phải gánh chịu thọ báo. Gia quyến lục thân đều do tứ nhân tương tụ. Tứ nhân là trả nợ, đòi nợ, trả ơn và báo oán. Đức Phật dạy rõ chân tướng sự thật. Người một nhà là do bốn loại quan hệ ấy mà tụ họp. Gia đình là như thế, mà người trong một họ cũng là như thế. Ân oán nợ nần nhiều, bèn biến thành cha con, anh em một nhà, hay ân oán nợ nần ít hơn cũng có thể biến thành thân thích bầu bạn. Do đó, giữa người và người với nhau đều có duyên phận. Bất luận chúng ta thọ báo bao nhiêu oan ức, không những không được sân hận mà ngược lại phải sám hối cho nghiệp chướng của chính ta, tội nghiệp của quá khứ hay đời trước nay phải trả. Nếu đem lòng sân hận thì làm sao không tạo thêm nghiệp mới? Chúng sanh quan quan tương báo đến bao giờ mới hết? Nếu biết lấy ân báo quán thì quán liền tiêu trừ. Loại người thứ tư đó là người tu hành. Người tu hành là người có tâm trong sạch, trì giới và chuyên tâm tu tập. Kinh Phật có nói, người tu hành mang di sản của Như Lai, có trách nhiệm giáo hóa chúng sanh và quảng bá Phật giáo. Nếu làm hại họ, thường sẽ gặp báo ứng ở đời này. Trong kinh Phạm Thiên có đoạn nói rằng, có bốn nhóm người đã vượt giới luật. Bốn nhóm người này đồng thời cũng là đệ tử của Đức Phật, bao gồm tu sĩ Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc và Ưu Bà Di. Khi thấy những lời nói hay hành động không phù hợp của người tu hành, hãy coi đó là lời cảnh báo và chỉ im lặng bỏ qua, không bao giờ nói xấu hay có hành động làm tổn hại tới họ.
Tuy phần lớn người tu hành đều là người phàm, nhưng việc phỉ báng họ tức là chán ghét pháp và hủy hoại trí tuệ và mạng sống của con người, nhân quả không hề nhỏ. Tất nhiên, người tu hành được đề cập ở đây là những người tu hành chân chính ở bất kỳ tôn giáo nào đi chăng nữa. Chỉ cần họ sống lương thiện, tốt bụng hay giúp đỡ mọi người xung quanh, những người này thường luôn có các đấng thần linh bảo hộ và binh giám. Do đó, một khi vô tình hãm hại hay xúc phạm họ, quả báo đáng thương sẽ luôn chờ chúng ta trước mắt. Cho dù trước đây họ là người kiểu như thế nào, nhưng khi đã đặt chân vào con đường tu luyện chân chính trong Phật giáo, thì họ chính thức cho pháp thân và được Phật bảo hộ. Đừng hãm hại hay xúc phạm kiểu người này, sẽ nhanh bị báo ứng. Phật Pháp luôn nhấn mạnh việc đối xử tốt với người khác. Thực ra đối xử tốt với người khác là một loại trí tuệ vĩ đại. Cần phải biết khi đối tốt với người khác, đồng thời cũng là đang đối tốt với chính bản thân mình. Có một câu nói rằng, hạnh phúc không nằm ở tài sản, quyền lực và nhan sắc. Bạn có được là nằm ở lối sống của bạn với những người xung quanh. Vì vậy, khi bạn sống với mọi người nhất định phải ghi nhớ, phải đối tốt với họ. Trong cuộc đời ta sẽ gặp rất nhiều người. Nếu có duyên có phận, sẽ đi cùng nhau một đoạn, thậm chí may mắn là cả đoạn đường. Nhưng nếu không may, chúng ta chỉ đi cùng nhau một đoạn thôi, rồi người rẽ trước, người rẽ sau. Có những người khi đi lướt qua nhau sẽ thành người xa lạ. Nhưng mỗi cuộc gặp, mỗi đoạn đường, mỗi người đi cùng ta một đoạn đường đều có ý nghĩa đối với ta. Gieo nhân nào thì gặt quả ấy. Như trồng dưa thì được dưa, trồng đậu thì được đậu. Làm ác cũng là như thế. Phật dạy, dù chúng ta có lên núi cao hay là trốn xuống vực thẳm, cũng không thể nào tránh được nghiệp quả khi đủ nhân duyên. Do chúng ta đã tin sâu về nhân quả, nên người học Phật luôn phải cẩn thận, có sự quán sát trong suy nghĩ, lời nói và hành động của mình. Kinh dạy rằng, vì lòng từ bi trang nghiêm nên không làm hại tất cả chúng sinh, có thể bảo vệ thân khẩu ý của mình và không có ý định làm hại tất cả chúng sinh là đang tích lũy công đức. Ngược lại, nếu bạn sân hận với chúng sinh và làm hại họ, thì công đức và phước lành của bạn sẽ bị tổn hại. Nếu thực sự tin vào đạo Phật thì đừng làm hại bốn hạng người vừa nêu trên, kẻo nhân quả báo ứng lập tức hiện hữu. Quý Phật tử và các bạn thân mến, Phật dạy người phúc dày đức lớn đều có bốn đức tính này, phú quý theo suốt đời. Mời quý Phật tử và các bạn cùng nghe để xem liệu chúng ta có hay không nhé. Theo lời Phật dạy, hạnh phúc của con người không phải do cướp đoạt than thở hay cứ cầu sẽ có, mà là do gieo nhân lành gặt quả lành. Nói cách khác là phúc của một người hoàn toàn do chính người đó quyết định. Đức Phật chỉ ra có bốn đức tính của người có phúc dày như sau. Trong cuộc sống này, ai cũng mong cuộc đời lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Dù có gặp khó khăn, cũng sẽ may mắn có quý nhân phụ trợ, nhẹ nhàng vượt qua. Tuy nhiên, phúc khí và may mắn không phải bẩm sinh mà có, mà có liên quan rất nhiều đến đặc điểm tính cách và hành vi cá nhân của mọi người. Người xưa có câu, 3 phần số mệnh, 7 phần nỗ lực. 7 phần nỗ lực trong đó chính là thói quen, tính cách và phẩm chất được hình thành và nuôi dưỡng trong quá trình sống. Đó cũng là những nhân tố quan trọng góp phần quyết định vận mệnh của cả cuộc đời. Đúng là trong xã hội ngày nay, mỗi khi gặp thất bại trong cuộc sống, không được như ý, chúng ta đều cảm thấy mọi thứ thật bất công, lòng thắc mắc tại sao người khác có sự nghiệp thành công và gia đình hạnh phúc, còn mình thì chẳng nhận được gì. Đôi khi cũng tự hỏi, phúc lành của người khác đến từ đâu? Theo Phật giáo, hạnh phúc của con người không phải do cướp đoạt, than thở hay là cứ cầu mà có, mà là do gieo nhân lành gặt quả lành. Nói cách khác là phúc của một người thực ra hoàn toàn do chính người đó quyết định. 4 đức tính của người có phúc dày đó là: thứ nhất, có lòng hiếu thảo và biết giúp người.
Người xưa có câu bất thiện hiếu vi tiên, có nghĩa là trong trăm điều thiện thì hiếu thuận đứng đầu. Cổng cha như trời biển, nghĩa mẹ bao la là điều mà mỗi phận làm con không thể báo đáp được. Cha mẹ chính là phúc lớn nhất trên đời của mỗi người, và làm tròn hiếu đạo là công đức lớn nhất trên đời. Đức Phật dạy rằng đời người là vô thường, ai cũng có một ngày già đi. Khi già yếu bệnh tật mà có con cháu bên cạnh chăm sóc và nâng đỡ thì đó là một điều may mắn. Thời gian trôi qua vô tình, tuổi xuân của cha mẹ cũng đi qua cùng với tuổi thơ của con. Con ngày càng trưởng thành thì cha mẹ càng già đi. Hiếu thuận không chỉ là hồi báo công ơn cha mẹ sinh thành dưỡng dục, mà còn là dâng theo tâm nguyện của cha mẹ để đấng sinh thành vui lòng. Trong trời đất, đối với con cái, cha mẹ là quan trọng nhất. Hiếu kính với cha mẹ là việc tích đức đơn giản, nhưng tốt đẹp còn hơn cả cầu thần bái Phật. Ông trời luôn bảo hộ, ban phúc cho những người sống hiếu thảo hết lòng với cha mẹ. Thế nên, đây là những điều mà phận làm con nhất định phải làm cho cha mẹ. Người tử tế sẽ không bao giờ đối xử tệ bạc với cha mẹ của mình. Họ có thể đối xử tệ bạc với bản thân, nhưng vì họ lương thiện nên sẽ luôn biết làm sao để tích âm đức và tạo phúc cho con cháu. Người sống hiếu thảo có thể làm gương cho con cái. Họ có thể cho con cái cảm nhận được sự hòa thuận đầm ấm của gia đình, để rồi khi tới lượt bản thân già yếu, họ cũng nhận được sự hiếu kính từ con cái của mình. Hiếu thuận là nề nếp gia phong tốt được truyền từ đời này sang đời khác. Không chỉ có lòng hiếu thảo, mà lòng nhân hậu và biết giúp đỡ người khác cũng là đức tính của người phúc vậy. Ở đời, người thích làm điều thiện và không mưu cầu hồi báo sẽ nhận được càng nhiều phước báo. Ông cha ta có câu ở hiền gặp lành cũng là vì thế. Một người có tấm lòng nhân hậu sẽ tích được công đức lớn, và họ đương nhiên sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống này. Trên thực tế, giúp đỡ người khác cũng chính là giúp đỡ chính mình. Khi bạn sẵn lòng giúp đỡ người khác mà không yêu cầu được đền đáp, thì cũng sẽ có người giúp đỡ lại bạn y như thế. Quỷ nhân hay may mắn mà bạn gặp được sau này hoàn toàn có thể là do bạn tạo ra từ những việc tốt mà bạn đã làm trước đó. Khi bạn đã nhận được sự giúp đỡ, đừng quên thể hiện lòng biết ơn với người đã giúp mình, dù là bằng hành động thực tế hay đơn giản là một câu cảm ơn. Cuộc sống này muôn màu muôn dạng, sẽ có những việc bất ngờ xảy ra mà chúng ta không thể lúc nào cũng có ngay cho mình một hướng giải quyết. Nếu bạn được người khác giúp đỡ cho bất cứ vấn đề gì, thì hãy luôn có một trái tim biết ơn đối với những người đã giúp đỡ bạn. Đừng bao giờ cho rằng người khác giúp bạn là điều hiển nhiên, bởi trong cuộc sống này, không ai có nghĩa vụ phải giúp đỡ chúng ta ngoại trừ cha mẹ hay là người thân. Chỉ khi bạn trân trọng những điều người khác làm cho mình, thì người khác mới sẵn sàng tin tưởng và giúp đỡ bạn vô điều kiện. Mối quan hệ giữa người với người là sự tương tác hai chiều, có đi có lại mới toại lòng nhau. Ở đó, lòng biết ơn chính là cơ sở để đảm bảo mọi điều cho đi đều có thể được nhận lại xứng đáng. Thứ hai là sống rộng lượng bao dung. Bồ Tát Di Lặc trong Phật giáo được coi là hiện thân của lòng bao dung và độ lượng. Người xưa có câu, bụng to có thể dung thứ những việc đời khó dung. Nụ cười luôn rộng mở để cười nhạo những kẻ lố bịch trên đời này. Cuộc sống không đảm bảo sẽ luôn thuận buồm xuôi gió, những vấp ngã là điều không thể tránh khỏi. Nếu bạn cứ luôn luôn lo lắng về mọi việc, đặc biệt là để bụng những điều chướng tai gai mắt trong cuộc sống xung quanh, bạn sẽ không thể sống cho riêng mình, càng không thể tận hưởng phước lành cho dù có nhiều đến đâu. Trong các mối quan hệ xã hội, chúng ta cũng không thể nào tránh được những bất đồng hay là xích mích xảy ra. Lúc cảm xúc không thể kiểm soát, không phải ai cũng có đủ bình tĩnh để giải quyết vấn đề. Có người sẽ luôn tranh cãi với đối phương để giành phần thắng về mình. Ngược lại, cũng có người chọn cách bao dung, nhượng bộ để chuyện lớn hóa thành nhỏ. Trở thành người khoan dung với một trái tim rộng lớn sẽ giúp cho mối quan hệ giữa người với người trở nên gần gũi hơn,
tình cảm trở nên sâu sắc hơn. Sống bao dung độ lượng cho người khác không chỉ giúp làm đẹp cho bản thân mà còn giúp chúng ta luôn có nhiều mối quan hệ tốt đẹp. Chỉ khi trở nên cao quý, bạn mới dễ dàng được hưởng phúc lành. Ở đây cao quý không phải là bạn có bao nhiêu tiền bạc và địa vị cao đến đâu. Điều quan trọng là tính cách và phẩm chất cao quý mà bạn đang sở hữu ra sao. Người sống có lòng khoan dung thì lúc nào cũng tự do tự đại, đi đâu làm gì cũng đều có thể hài hòa viên mãn. Khoan dung chính là biểu hiện của tâm đại thiện, tâm từ bi có sức mạnh cảm hóa đất trời. Nhân chi sơ tính bản thiện, con người sinh ra vốn đã có tính lương thiện. Người khéo nuôi dưỡng bản tính thiện thì sẽ biết nhẫn nhịn. Người khéo nhẫn nhịn tức là khoan dung. Khoan dung độ lượng với người chính là tạo phúc báo cho mình. Đó là lý do giáo lý nhà Phật nhận định rằng sống bao dung và độ lượng là một trong những đức tính của người có phúc dày. Người biết bao dung sẽ luôn mang đến tấm lòng rộng lượng với mọi vật, mọi sự, mọi người. Lòng như biển cả nhận được nước từ trăm sông, lòng như đất trời xuân tốt tươi cho vạn vật thì đó chính là từ bi. Bao dung là một đức tính vô cùng đẹp mà những người có trái tim từ bi có được. Người có lòng bao dung thì khi sự tình trở nên căng thẳng, bế tắc thì họ sẽ biết quay đầu chuyển hướng, cũng khiến cho mối quan hệ căng thẳng trở nên gần gũi hơn. Con người sống trên đời đều chỉ biết tìm kiếm hạnh phúc ở nơi xa vời mà không hề hiểu hạnh phúc do chính mình tạo ra. Mỗi ngày bạn hãy tự dặn lòng mình rằng hãy bao dung hơn hôm qua, sống đơn giản và thánh khiết hơn hôm qua. Chắc chắn nhờ đó cuộc sống của bạn sẽ hạnh phúc muôn phần. Thứ ba là giữ tâm trong sạch, không ghen tị. Nhiều người thắc mắc phúc là gì? Phật dạy điều đầu tiên để tạo nên phúc là phải có tâm hồn trong sạch, biết chấp nhận và cảm nhận hạnh phúc từ những điều nhỏ nhoi trong cuộc sống này. Chính những người như vậy mới thực sự có phúc. Cuộc đời này là của bạn, sướng khổ ra sao là do bạn tự quyết định. Do đó, bạn không thể ghen tị với phúc lành của người khác, bởi sự ghen tị cuối cùng sẽ chỉ thiêu đốt chính bạn mà thôi. Vì vậy, đạo Phật nếu chuyển hóa con người ở thế gian, khi nhìn thấy sức mạnh tài năng của người khác thì phải biết tán dương. Chỉ có công đức này, chúng ta mới có thể bù đắp được những khuyết điểm của mình. Đây chính là mấu chốt để có được phúc đức. Không ai sinh ra đã hoàn hảo. Nhưng nếu bạn cứ để sự ghen tị mãi trong lòng, có thể khiến cho bản thân bạn luôn mệt mỏi, bất bình, không một phút nào an yên. Ghen tị với người khác không bao giờ có thể giúp bạn tốt lên, mà chỉ làm tổn hại tới chính bạn mà thôi. Lòng ghen tị khiến cho bạn ngày càng sân si hơn. Một khi bộc phát, lòng ghen tị sẽ biến thành khổ nghiệp, nói điều sai quấy về người khác, nặng hơn là biến thành quán khí, sân hận hành động gây tổn hại tới người khác. Con người chúng ta hay mắc phải sai lầm này và có thể cảm thấy khó chịu với người khác trên nhiều phương diện khác nhau như là tài năng, sắc đẹp, danh vọng, địa vị, tiền bạc, tình cảm, thậm chí là ghen tị nhau cả về con cái nữa. Lời Phật dạy rằng đáng thương nhất của đời người là sự tự ti, bi ai lớn nhất của đời người đó là sự ghen tị. Phật dạy không sai. Đáng thương nhất là những kẻ tự ti, những người không đủ niềm tin vào cuộc sống và vào chính mình. Những kẻ cứ hay ngờm vực khi được đối xử tốt, ghen tị khi thấy người khác sống tốt hơn mình. Bản thân họ cảm thấy mình không xứng đáng được đối xử tốt, hay chính vì không dám sống thật lòng với ai nên họ không dám sống trong cảm giác an toàn. Người ta có thể tìm được hạnh phúc từ những điều giản dị xung quanh mình hoặc tự hài lòng với những gì mình có. Tại sao không cố gắng hết mình thay vì cứ ghen tị với cái thành công mà người khác đổ biết bao mồ hôi và công sức mới có được? Đức Phật cũng khẳng định rằng muốn tìm được hạnh phúc, muốn tìm được sự an lạc ngay trong cuộc sống giữa đời thường này thì phải cần đến năng lực của sự tùy hỷ.
Bởi cuộc đời là vô thường, chúng ta phải cùng yêu thương đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau còn không hết. Huống hồ là đố kỵ nhau để tạo ra thù hận thành quản gia trái chủ, để phải luân hồi sinh tử mãi mà đọa đày trả ân oán với nhau. Phật dạy khổ tâm lớn nhất của đời người là sự ganh ghét đố kỵ. Người có tâm ganh ghét đố kỵ sẽ khổ sở dây dẳng trong lòng. Do đó, người tháo chuông không ai khác chính là người buộc chuông. Trong trường hợp này, chỉ có bạn mới giúp được bạn, mới khiến cho bản thân hạnh phúc hơn, an yên hơn, thanh tịnh hơn và thấy đời đẹp hơn. Thứ tư là sống biết đủ, không xa qua, lãng phí. Cuối cùng, sống biết đủ và không xa hoa, lãng phí cũng là một đức tính cần có của những người phúc dậy. Phước lành của con người đều đã được định đoạt. Nếu một người không biết tích đức, không biết tu phước mà lại phung phí thì phước như nước trong bát, sớm muộn gì cũng cạn kiệt. Ngược lại, nếu ai biết trân quý phước lành thì sẽ được phước. Trong cuộc đời vô thường này, hạnh phúc đôi khi có giá trị ít hay nhiều là do bản thân tự cảm nhận. Bạn phải hiểu rằng, không phải ngẫu nhiên mà mình lại được sinh ra là con của bố mẹ mình. Mình lại mang tên này, được sống ở đây, được yêu thương và cho đi yêu thương. Tất cả đều là duyên phận, đều có căn cơ của nó. Nhưng có một thực tế là con người vốn dĩ không bao giờ biết tự hài lòng với những gì mình có. Luôn có tư tưởng đứng núi này trong núi nọ, chẳng thể cảm nhận được hết hạnh phúc mình đang hưởng thụ, dễ dàng để những điều đáng quý, đáng trân trọng bị vùi lấp với màu mang tên ghen tị. Chỉ vì không buông bỏ được lòng tham cố hữu ấy, nên tai họa ập đến là điều khó tránh, khổ đau là điều đương nhiên. Đức Phật chỉ dạy rằng, biết đủ là đủ. Người biết đủ là người giàu có nhất. Người biết đủ luôn cảm thấy an yên, hạnh phúc. Họ luôn mỉm cười đối mặt với mọi khó khăn của cuộc sống. Họ sẽ tìm ra hướng đi phù hợp và hoàn hảo nhất. Người biết đủ sẽ phân biệt được rõ điều gì nên làm thì làm, điều gì không nên làm. Trong suy nghĩ của người biết đủ, không có chỗ cho sự tranh giành và đòi hỏi quá mức. Họ luôn cảm thấy hài lòng và thỏa mãn với cuộc sống hiện tại. Nếu biết hài lòng với những gì mình đang có, chúng ta mới có thể có cuộc sống hạnh phúc. Giữ tâm thanh tịnh, định tĩnh và giản đơn, cuộc sống này của chúng ta sẽ dần dần chuyển hóa từ tranh đấu thành sẻ chia, sân hận thành tha thứ. Nỗi khổ niềm đau sẽ tan loãng, hạnh phúc sẽ đơm hoa ngay tại hiện tại, an bình sẽ kết trái ở mai sau. Hài lòng với những gì mình đang có không chỉ giúp bạn giảm bớt ganh tị đố kỵ mà còn mang đến cho bạn cái nhìn tổng quan hơn về cuộc đời, về kiếp người, để từ đó sống tốt hơn, cải tâm trong sáng hơn, nuôi dưỡng nhiều hơn những hạt giống tích cực, để mỗi giây phút trong cuộc đời luôn tuyệt vời và đầy ý nghĩa. Phúc lành do chính mình tạo ra, vận mệnh do chính mình tìm kiếm. Không cần ghen tị với phúc lành của người khác, cũng không cần thăm dò phúc lành của người khác đến từ đâu. Hãy nhớ rằng, phước do chính mình kiếm được, nỗi đau do mình tạo ra, mọi thứ đều do mình tự tạo và tự nhận mà thôi. Trong cuộc sống này, ai cũng mong cuộc đời lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Dù có gặp khó khăn cũng sẽ may mắn có quý nhân phù trợ nhẹ nhàng vượt qua. Tuy nhiên, phúc khí và may mắn không phải do bẩm sinh mà có, mà nó có liên quan rất nhiều đến đặc điểm tính cách và hành vi cá nhân của mọi người. Người xưa có câu: ba phần số mệnh, bảy phần nỗ lực. Bảy phần nỗ lực trong đó chính là thói quen, tính cách và phẩm chất được hình thành và nuôi dưỡng trong quá trình sống. Đó cũng là những nhân tố quan trọng góp phần quyết định vận mệnh của cả cuộc đời. Đúng là trong xã hội ngày nay, mỗi khi gặp thất bại hay cuộc sống không được như ý, chúng ta đều cảm thấy mọi thứ thật là bất công. Lòng thắc mắc tại sao người khác có sự nghiệp thành công và gia đình hạnh phúc,
còn bạn thì chẳng nhận được gì. Đôi khi lại tự hỏi, phúc lành của người khác đến từ đâu? Theo Phật giáo thì hạnh phúc của con người không phải do cướp đoạt hay là than thở, hoặc là cứ cầu là có, mà là do gieo nhân lành thì gặt quả lành. Nói cách khác là phúc của một người thực ra hoàn toàn do chính người đó quyết định. Phật giáo chỉ ra bốn đức tính của người có phúc vậy. Đức tính thứ nhất đó là có lòng hiếu thảo và biết giúp người. Người xưa có câu, bách thiện hiếu vi tiên, có nghĩa là trong trăm điều thiện thì hiếu thuận đứng đầu. Công cha trời biển, nghĩa mẹ bao la, là điều mà mỗi phận làm con không thể báo đáp được. Cha mẹ chính là phúc đức lớn nhất trên đời của mỗi người, và làm tròn hiếu đạo là công đức lớn nhất trên đời. Đức Phật dạy rằng, đời người là vô thường, ai rồi cũng có một ngày già đi. Khi già yếu, bệnh tật mà con cháu bên cạnh chăm sóc và nâng đỡ thì đó là một điều may mắn. Thời gian trôi qua vô tình, tuổi xuân của cha mẹ cũng đi qua cùng với tuổi thơ của con. Con ngày càng trưởng thành thì cha mẹ ngày càng già đi. Hiếu thuận không chỉ là hồi báo công ơn cha mẹ sinh thành dưỡng dục, mà còn là dâng theo tâm nguyện của cha mẹ để đấng sinh thành vui lòng. Trong trời đất, đối với con cái, cha mẹ là quan trọng nhất. Hiếu kính với cha mẹ làm việc tích đức đơn giản nhưng tốt đẹp còn hơn cả cầu thần bái Phật. Ông trời luôn bảo hộ, ban phúc cho những người sống hiếu thảo, hết lòng với cha mẹ. Thế nên, đây là những điều kiện mà phận làm con nhất định phải làm cho cha mẹ. Người tử tế sẽ không bao giờ đối xử tệ bạc với cha mẹ của mình. Họ có thể đối xử tệ bạc với bản thân, nhưng vì họ lương thiện nên sẽ luôn biết làm sao để tích âm đức và tạo phúc cho con cháu. Người sống hiếu thảo có thể làm gương cho con cái. Họ có thể cho con cái cảm nhận được sự hòa thuận, đầm ấm của gia đình. Để rồi, khi tới lượt bản thân già yếu, họ cũng nhận được sự hiếu kính từ con cái của mình. Hiếu thuận là nề nếp gia phong tốt, được truyền từ đời này sang đời khác. Không chỉ có lòng hiếu thảo, lòng nhân hậu và biết giúp đỡ người khác cũng là đức tính của người phúc vậy. Ở đời, người thích làm điều thiện mà không mưu cầu hồi báo sẽ nhận được càng nhiều phước báo. Ông cha ta có câu, ở hiền gặp lành cũng là vì thế. Một người có tấm lòng nhân hậu sẽ tích được công đức lớn và họ đương nhiên sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Trên thực tế, giúp đỡ người khác cũng chính là giúp đỡ chính mình. Khi bạn sẵn lòng giúp đỡ người khác mà không yêu cầu được đền đáp, thì cũng sẽ có người giúp đỡ bạn y như thế. Quý nhân hay may mắn mà bạn gặp được sau này hoàn toàn có thể là do bạn tạo ra từ những việc tốt mà bạn đã làm trước đó. Khi đã nhận được sự giúp đỡ, đừng quên thể hiện lòng biết ơn với người đã giúp mình, dù là bằng hành động thực tế hay đơn giản là một câu cảm ơn. Cuộc sống này muôn màu muôn dạng, sẽ có những việc bất ngờ xảy ra mà chúng ta không thể lúc nào cũng có ngay cho mình một hướng giải quyết. Nếu bạn được người khác giúp đỡ cho bất cứ vấn đề gì, thì hãy luôn có một trái tim biết ơn đối với người đã giúp đỡ bạn. Đừng bao giờ cho rằng người khác giúp bạn là điều hiển nhiên, bởi trong cuộc sống này, không ai có nghĩa vụ phải giúp đỡ chúng ta ngoại trừ cha mẹ hay người thân của mình. Chỉ khi bạn trân trọng những điều người khác làm cho mình, thì người khác mới sẵn sàng tin tưởng và giúp đỡ bạn vô điều kiện. Mối quan hệ giữa người với người là sự tương tác hai chiều. Có đi có lại mới toại lòng nhau. Ở đó, lòng biết ơn chính là cơ sở để đảm bảo mọi việc đều cho đi, đều có thể được nhận lại xứng đáng.
Thứ hai là sống rộng lượng bao dung. Bồ Tát Di Lặc trong Phật giáo được coi là hiện thân của lòng bao dung và độ lượng. Người xưa có câu, bụng to có thể dung thứ, những việc đời khó dung. Nụ cười luôn rộng mở để cười nhạo những kẻ lố bịch trên đời này. Cuộc sống không bảo đảm sẽ luôn thuận buồm xuôi gió. Những vấp ngã là điều không thể tránh khỏi. Nếu bạn cứ luôn lo lắng về mọi việc, đặc biệt là để bụng những điều chướng tai gai mắt trong cuộc sống xung quanh, bạn sẽ không thể sống riêng cho chính mình, càng không thể tận hưởng phước lành dù nó có nhiều đến đâu. Trong các mối quan hệ xã hội, chúng ta không thể nào tránh được những bất đồng hay xích mích xảy ra. Lúc cảm xúc không thể kiểm soát, không phải ai cũng có đủ bình tĩnh để giải quyết vấn đề. Có người luôn tranh cãi với đối phương để giành phần thắng. Ngược lại cũng có người chọn cách bao dung, nhượng bộ để chuyện lớn quá nhỏ. Trở thành người khoan dung với một trái tim rộng lớn sẽ giúp cho mối quan hệ giữa người với người trở nên gần gũi hơn, tình cảm hơn và trở nên sâu sắc hơn. Sống bao dung độ lượng với người khác không chỉ giúp làm đẹp cho bản thân mà còn giúp chúng ta có luôn nhiều mối quan hệ tốt đẹp. Chỉ khi trở nên cao quý, bạn mới dễ dàng được hưởng phúc lành. Ở đây, cao quý không phải là bạn có bao nhiêu tiền bạc và địa vị cao đến đâu. Điều quan trọng là tính cách và phẩm chất cao quý mà bạn đang sở hữu ra sao. Người sống có lòng khoan dung thì lúc nào cũng tự do tự tại, đi đâu làm gì đều có thể hài hòa, viên mãn. Khoan dung chính là biểu hiện của tâm đại thiện, tâm từ bi, có sức mạnh cảm hóa đất trời. Nhân chi sơ tính bản thiện. Con người sinh ra vốn có bản tính lương thiện. Người khéo nuôi dưỡng bản tính thiện thì sẽ biết nhẫn nhịn. Người khéo nhẫn nhịn tức là khoan dung. Khoan dung độ lượng với người chính là tạo phúc báo cho mình. Đó là lý do giáo lý nhà Phật nhận định rằng sống bao dung và độ lượng là một trong những đức tính của người có phúc dày. Người biết bao dung sẽ luôn mang tấm lòng rộng lượng với mọi vật, mọi sự, mọi người. Lòng như biển cả nhận nước từ trăm sông, lòng như đất trời mùa xuân tốt tươi cho vạn vật, thì đó chính là từ bi. Bao dung là một đức tính vô cùng đẹp mà những người có trái tim từ bi mới có được. Người có lòng bao dung thì khi sự tình trở nên căng thẳng bế tắc thì họ sẽ biết quay đầu chuyển hướng, cũng khiến cho mối quan hệ căng thẳng trở nên gần gũi hơn. Con người sống ở trên đời đều chỉ biết tìm kiếm hạnh phúc ở nơi xa vời mà không hề hiểu hạnh phúc do chính mình tạo ra. Mỗi ngày bạn hãy tự dặn lòng mình rằng hãy bao dung hơn hôm qua, sống đơn giản và thanh khiết hơn hôm qua. Chắc chắn nhờ đó cuộc sống của bạn sẽ hạnh phúc muôn phần. Thứ ba là giữ tâm trong sạch, không ghen tị. Nhiều người thắc mắc phúc là gì? Phật dạy, điều đầu tiên để tạo nên phúc là phải có tâm hồn trong sạch, biết chấp nhận và cảm nhận hạnh phúc từ những điều nhỏ nhoi nhất trong cuộc sống này. Chính những người như vậy mới thực sự là người có phúc. Cuộc đời này là của bạn, sướng khổ ra sao là do bạn tự quyết định thôi. Do đó, bạn không thể ghen tị với phúc lành của người khác, bởi sự ghen tị cuối cùng sẽ chỉ thiêu đốt chính bạn mà thôi. Vì vậy, trong đạo Phật, nếu chúng ta biết chuyển hóa ở thế gian này, đó là khi nhìn thấy sức mạnh tài năng của người khác thì phải biết tán dương. Chỉ có công đức này, chúng ta mới có thể bù đắp được những khuyết điểm của mình. Đây chính là mấu chốt để có được hạnh phúc. Không ai trên đời này sinh ra đã hoàn hảo. Nhưng nếu bạn cứ để sự ghen tị mãi trong lòng, có thể khiến cho bản thân bạn luôn mệt mỏi, bất bình, không một phút nào an yên.
Ghen tị với người khác không bao giờ có thể giúp cho bạn tốt lên, mà chỉ làm tổn hại tới chính bạn mà thôi. Lòng ghen tị chỉ khiến cho bạn càng ngày càng sân si. Một khi bộc phát, lòng ghen tị sẽ biến thành khẩu nghiệp, nói điều sai quấy với người khác, nặng hơn là biến thành quán khí, sân hận, hành động gây tổn hại tới người khác. Con người chúng ta hay mắc phải sai lầm này, và có thể cảm thấy khó chịu với người khác trên nhiều phương diện khác nhau, như tài năng, sắc đẹp, danh vọng, địa vị, tiền bạc, tình cảm, thậm chí là ghen tị nhau cả về con cái nữa. Lời Phật dạy, đáng thương nhất của đời người là tự ti, bi ai lớn nhất của đời người đó là ghen tị. Phật dạy quả không sai, đáng thương nhất là những kẻ tự ti, những người không đủ niềm tin về cuộc sống, vào chính mình. Những kẻ cứ hay ngờ vực khi được đối xử tốt, ghen tị khi thấy người khác sống tốt hơn mình. Bản thân họ cảm thấy mình không xứng đáng được đối xử tốt, hay chính vì mình không dám sống thật lòng với ai, nên họ không dám sống trong cảm giác an toàn. Người ta có thể tìm được hạnh phúc từ những điều giản dị xung quanh mình, hoặc tự hài lòng với những gì mình đang có. Tại sao không cố gắng hết mình, thay vì ghen tị với cái thành công mà người khác đổ biết bao nhiêu mồ hôi và công sức để có được? Đức Phật cũng khẳng định rằng, muốn tìm được hạnh phúc, muốn tìm được sự an lạc là ngay trong cuộc sống giữa đời thường này, thì phải cần đến năng lực của sự tùy hỷ. Bởi cuộc đời là vô thường, chúng ta phải cùng yêu thương, đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau còn không hết, huống hồ là đố kỵ nhau để tạo ra thù hận, thành oan gia trái chủ, để phải luân hồi sinh tử mãi mà đọa đày trả ân oán với nhau. Phật dạy rằng, khổ tâm lớn nhất của đời người là sự ganh ghét đố kỵ. Người có tâm ganh ghét, tật đố kỵ sẽ khổ sở dây dẳng trong lòng. Do đó, người tháo chuông không ai khác chính là người buộc chuông. Trong trường hợp này, chỉ có bạn mới giúp được bạn mà thôi, mới khiến bản thân hạnh phúc hơn, an yên hơn, thanh tịnh hơn và thấy cuộc đời đẹp hơn. Thứ tư là sống biết đủ, không xa qua lãng phí. Cuối cùng, sống biết đủ và không xa qua lãng phí cũng là một đức tính cần có của những người có phúc dày. Phước lành của con người đều đã được định đoạt. Nếu một người không biết tích đức, không biết tu phước mà lại phung phí phước thì như nước trong bát, sớm muộn gì cũng sẽ cạn kiệt. Ngược lại, nếu ai biết trân quý phước lành thì sẽ được phước. Cuộc đời này vô thường, hạnh phúc đôi khi có giá trị ít hay nhiều là do bản thân tự cảm nhận nó. Bản thân phải hiểu rằng không phải ngẫu nhiên mà mình lại được sinh ra là con của bố mẹ mình. Mình lại mang tên này là được sống ở đây, được yêu thương và cho đi yêu thương. Tất cả đều là duyên phận, đều có căn cơ hết. Nhưng có một thực tế là con người vốn dĩ không bao giờ biết tự hài lòng với những gì mình đang có. Luôn có tư tưởng đứng núi này trong núi nọ, chẳng thể cảm nhận được hết hạnh phúc mình đang hưởng thụ. Dễ dàng để những điều đáng quý, đáng trân trọng bị vùi lấp với lớp màng mang tên ganh tị. Chỉ vì không buông bỏ được lòng tham cố hữu ấy nên tai họa cứ ập đến là điều khó tránh khỏi, khổ đau là lẽ đương nhiên. Đức Phật chỉ dạy rằng biết đủ là đủ. Người biết đủ là người giàu có nhất. Người biết đủ luôn cảm thấy an yên và hạnh phúc. Họ luôn mỉm cười đối mặt với mọi khó khăn của cuộc sống. Họ sẽ tìm ra hướng đi phù hợp và hoàn hảo nhất cho mình. Người biết đủ sẽ phân biệt được rõ điều gì nên làm thì làm, điều gì không nên làm. Trong suy nghĩ của người biết đủ, không có chỗ cho sự tranh giành và đòi hỏi quá mức. Họ luôn cảm thấy hài lòng và thỏa mãn với cuộc sống hiện tại. Nếu biết hài lòng với những gì mình đang có, chúng ta mới có thể sống hạnh phúc được, giữ tâm thanh tịnh, định tĩnh và giản đơn.
Cuộc sống này của chúng ta sẽ dần dần chuyển hóa từ đấu tranh thành sẻ chia, từ sân hận thành tha thứ, từ nỗi khổ niềm đau sẽ tan loãng. Hạnh phúc sẽ đơm hoa ở hiện tại, an bình sẽ kết trái ở mai sau. Hài lòng với những gì mình đang có không chỉ giúp cho bạn giảm bớt đi ganh tị, đố kỵ, mà còn mang đến cho bạn cái nhìn tổng quan hơn về cuộc đời, về kiếp người, để từ đó sống tốt hơn, cái tâm trong sáng hơn, nuôi dưỡng nhiều hơn những hạt giống tích cực, để mỗi giây phút trong cuộc đời này luôn tuyệt vời và đầy ý nghĩa. Phúc lành do chính mình tạo ra, vận mệnh do chính mình tìm kiếm. Không cần phải ghen tị với phúc lành của người khác, cũng không cần thăm dò phúc lành của người khác đến từ đâu. Hãy nhớ rằng, phước do chính mình kiếm được, nỗi đau do mình tạo ra, mọi thứ đều do mình tự tạo và tự nhận. Tiếp theo chương trình, kính mời quý Phật tử và các bạn cùng nghe câu chuyện quả báo khiến cho hoàng hậu bị mù một mắt chỉ vì một lời thề. Vâng, thưa các bạn, câu chuyện quả báo thất hứa sau đây rất đáng sợ, cho dù bạn nghĩ rằng lời nói gió bay, không ai còn hay biết tới những gì họ từng hứa nữa. Hoàng Thái Hậu mù một mắt vì một lời thề. Câu chuyện kể lại rằng, vào thời vị hoàng đế cuối cùng của triều Bắc Tống, Tống Khâm Tông, ông cùng cha mẹ mình đã bị giặc Kim bắt lên phương Bắc vì thua trận. Sau đó, hai nước đã thỏa thuận ký kết hòa ước, Khâm Tông bị giữ lại. Khi biết tin Hoàng Thái Hậu hiển nhân sắp về phía Nam, vua Khâm Tông đã cầm tay mẹ mình và khóc than: "Nếu con được về Nam, chỉ mong được phong làm chủ cung Thái Ất là đủ rồi, chẳng dám mong muốn nhiều hơn." Ý của hoàng đế là không muốn giành lại ngôi vua, muốn mẹ gửi thông điệp này đến người em, mong sẽ cứu mình trở về. Khi ấy, Hoàng Thái Hậu hiển nhân liền thề với vua: "Nếu ta về rồi mà sau này không đón con về, thì mắt ta sẽ bị mù." Đến khi Hoàng Thái Hậu được về cung, mới biết em trai của nhà vua là Tống Cao Tông không hề có ý định đón anh mình trở về. Hiểu được ý này của con trai, trong lòng bà vô cùng buồn phiền, nhưng lại lặng thinh, không dám mạnh dạn nói ra, vì sợ làm trái ý của cậu, thì có khi mạng sống của mình cũng không giữ nổi. Không lâu sau đó, Hoàng Thái Hậu bị mù mắt. Mọi thầy thuốc giỏi nhất ở khắp nơi được mời đến, thế nhưng không ai đủ khả năng chữa khỏi cho bà. Về sau có một đạo sĩ giỏi vào cung, ông dùng kim vàng khêu vào mắt trái của bà, mắt liền sáng tỏ. Hoàng Thái Hậu vui mừng khôn xiết, bà cầu xin đạo sĩ chữa luôn mắt bên phải, thế nhưng đạo sĩ từ tốn đáp lời: "Dạ thưa, hoàng hậu nhìn một mắt thôi, còn một mắt phải giữ cho đúng lời thề." Bà nghe xong người như chết lặng, cảm thấy kinh sợ vì đạo sĩ biết được lời hứa của bà trước đây, liền đứng dậy cảm tạ, thì đạo sĩ đã đi mất rồi. Bài học trong câu chuyện này là hoàng hậu hiển nhân, cho dù hoàn cảnh không cho phép nên đành phụ lời hứa của con trai. Thế nhưng điều đó không thể tránh được việc bà phải gánh chịu hậu quả của việc không giữ trọn lời thề. Câu chuyện trên cho thấy, xem nhẹ lời thề, đừng tưởng không ai biết. Trời biết, đất biết, quỷ thần biết. Thế nên bản thân sẽ phải gánh chịu đúng những gì mình đã nói ra. Bài học thứ hai là, điều mình không làm được thì đừng hứa. Trên đây là câu chuyện quả báo thất hứa, có cái kết rất đáng sợ khiến cho chúng ta không thể ngó lơ. Thế nên nếu có thể thì tốt hơn hết, nên cần tránh hứa suông. Trong cuộc sống này có rất nhiều việc cho dù mình cảm thấy vô cùng chắc chắn, nhưng vẫn có ít nhất 1% không trở thành hiện thực, không diễn ra theo những gì mình muốn. Thế nên với mọi điều chớ nên vội hứa. Cứ nói rõ một số nguy cơ có thể xảy ra, nhưng không như mong muốn.
Tuy nhiên bản thân sẽ cố gắng nhất có thể, không dùng lời hứa hay lời thề nào cho bất cứ việc gì. Một trong thập thiện nghiệp của Đạo Phật có nhắc nhở chúng ta chớ nói dối, vì những gì chúng ta nói ra rồi thì không bao giờ rút lại được, lại gây hậu quả nặng nề. Có một câu chuyện cách đây hơn 30 năm ở Đài Loan, nói về một khu chợ giải rằng do thời ấy nghèo nên nhiều người chở hàng đi bán rong. Có một lần nọ, có một anh bán giải chở hàng vào thôn, các phụ nữ liền bu đến xem. Họ cầm giải truyền tay nhau cùng xem rồi luân phiên bình phẩm, nhưng không ai mua. Người bán thấy vậy bèn thu giải về. Thế nhưng khi kiểm hàng, người bán phát hiện bị mất một sấp giải. Lúc này ai cũng nói mình không có lấy. Trong đám phụ nữ có một chị không những hung hăng xác định mình không lấy mà còn thề độc như sau: tối mà có lấy giải thì sau này sẽ bị xe tông chết. Sau đó chị ta chuyển đến Kim Môn sống. Một ngày nọ chị đang ngồi trong nhà thì một chiếc xe tải bị Đức Thắng đâm thẳng vào nhà và tông chết chị. Sau đây là những tác dụng của việc tôn trọng sự thật. Khi bạn giữ cam kết với lời hứa của mình, bạn đã gieo nhân tốt cho những quả sau đây. Được mọi người tin tưởng, những người tôn trọng sự thật ắt sẽ được người trọng nể, tin cậy, không ai quán hận thù hiềm, đi đâu cũng được người chung quanh dành cho một điều gì thân tín, niềm nở tiếp đón. Nhất là trong công việc, họ thường là người chân thực, đáng tin, nên được cấp trên giao phó cho nhiều trọng trách quan trọng. Cuộc sống của họ vì thế mà được no đủ, an vui. Bảo tồn sự trung tín trong xã hội. Trong một gia đình, một đoàn thể, một xã hội mà không ai tin ai, thì mọi công cuộc từ nhỏ đến lớn đều thất bại. Theo lời dạy của Khổng Tử, một trong năm đức tính căn bản là lòng tin, nhân vô tính bất lập. Hạnh phúc gia đình và xã hội không thể có được trong sự dối trá. Những cá nhân biết nói lời thành thật thì gia đình và xã hội được đoàn kết trong sự tin cậy. Mọi công cuộc chung được xúc tiến có kết quả tốt, tạo ra kết quả tốt đẹp với sự chung sức đồng lòng. Nuôi dưỡng lòng từ bi. Nguyên nhân của dối trá là ích kỷ mưu mô, sẵn sàng hại người để thỏa lòng tham u tối của mình. Họ không bao giờ nghĩ cho hoàn cảnh của người khác khi bị lừa dối. Họ đau khổ, có khi phải mắc thù dương oán, có khi phải tán gia bại sản. Ngược lại, người thật thà, chân thành trong từng câu từng từ sẽ mang tới cảm giác an ủi cho người đối diện. Một khi lòng từ bi được trải rộng thì ai ai cũng cảm thấy bình an. Tránh nghiệp báo khổ đau nghèo đói. Thực tế là thất hứa không chỉ làm giảm uy tín mà còn là nguyên nhân của cả việc làm ăn thất bát, nguy cơ cao rơi vào tình trạng nghèo khó. Nếu bạn không có sự cam kết, nhân quả báo ứng khiến cho bạn hàng đối tác cũng không giữ cam kết với bạn. Thế nên mới thường xuyên xảy ra những trường hợp người ta đặt hàng không lấy, hứa hẹn mua hàng xong không nhận, hẹn ngày trả tiền nhưng liên tục trì hoãn. Chúng sẽ khiến bạn lao đao trong kinh doanh, làm ăn thất bát, rơi vào nợ nần nghèo khó. Lời Phật dạy về làm giàu đã chỉ ra rằng người không giữ lời hứa sẽ nhận quả nghèo đói. Có một câu chuyện kể lại rằng một gia chủ cư sĩ với một sa môn Bà La Môn hứa sẽ cúng dường tôn giả thế này thế kia, nhưng sau đó không thực hiện như đã hứa. Khi đi ra làm ăn buôn bán, người ấy luôn bị thất bại vì hứa mà không thực hiện, làm người khác thất vọng. Như vậy, quả báo của việc thất hứa là chúng ta sẽ thất bại, không đạt được điều gì cả. Hơn nữa, lời nói tuy không phải là dao, nhưng phải cẩn trọng, vì nó có tới hai mũi nhọn. Một mũi đâm vào người khác, còn một mũi đâm vào chính người sử dụng nó. Do đó, Phật dạy, phàm kẻ ở đời,
lưỡi búa bén nằm sẵn trong miệng. Sở dĩ chém mình là do lời nói ác. Đã đành nói ly gián, nói xuyên tạc là để hại người. Nhưng khi đã làm hại người thì thế nào người cũng hại lại mình. Để tránh sự thù hằn, tránh nghiệp dữ, chúng ta không nên dối trá điều hòa. Tuy nhiên, có một số lời nói dối để cứu người hay vật vẫn là lời nên nói. Nói chung, nếu do lòng từ bi thúc đẩy mà phải nói dối thì không phạm tội. Thưa các bạn, nếu chúng ta biết yêu thương bằng tâm từ thì có tác động và hiệu ứng chuyển hóa kỳ diệu lên sự sống. Là người đệ tử của Phật chân chính, phải luôn thực hành nuôi lớn tâm từ của mình, ban rải tâm từ rộng ra đến với mọi người và cả với muôn loài. Trước mắt, người nào nuôi dưỡng được tâm từ sung mãn thì tự thân họ có lợi ích rất nhiều. Đó là nội dung lời Phật dạy: muốn an yên hãy yêu thương tất cả. Mời quý Phật tử và các bạn cùng nghe. Thưa các bạn, ai cũng biết yêu thương là một chất liệu quan trọng của cuộc sống này. Nếu thiếu đi yêu thương thì đời sống trở nên nhạt nhẽo, vô vị làm sao? Nhưng yêu thương như thế nào để mình và mọi người cùng muôn loài được lợi ích và an vui là điều nên bàn. Đạo Phật là đạo của tình thương. Hẳn nhiên, người con Phật có một bí quyết yêu thương riêng rất đặc thù, đó là tâm từ. Tâm từ là lòng yêu thương cao thượng, thương mình và tất cả chúng sanh, mong ước cho mình cùng tất cả chúng sanh luôn được lợi ích an vui. Tâm từ luôn ban rải đến khắp tất cả chúng sanh, không có giới hạn, không ngoại trừ một chúng sanh nào, luôn cầu mong tất cả đều được hạnh phúc, đều được an lạc. Như tình mẹ thương con, muốn cho con được an lành và hạnh phúc, mà không hề nghĩ đến thân mình, cũng như không có bất cứ ràng buộc hay điều kiện nào. Tâm từ là hiến dâng yêu thương chân thật rộng khắp, biển pháp giới vô cùng tận. Yêu thương bằng tâm từ có tác động và hiệu ứng chuyển hóa kỳ diệu lên sự sống. Nên người đệ tử Phật chân chính phải luôn thực hành nuôi lớn tâm từ, ban rải tâm từ rộng ra đến với mọi người và cả muôn loài. Trước mắt, người nào nuôi dưỡng được tâm từ sung mãn thì tự thân họ có lợi ích. Chúng ta hãy lắng nghe lời của Thế Tôn dạy về 11 lợi ích phước báo của tâm từ sau đây. Một thời, Phật ở tại nước Xá Vệ, rừng Kỳ Đà, giường cấp cô độc. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo, nếu có chúng sanh tu hành tâm từ giải thoát, lưu truyền rộng nghĩa ấy, thì người diễn nói sẽ được 11 quả báo. Thế nào là 11? Ngủ an ổn, thức an ổn, không chiêm bao dữ, trời ủng hộ, người thương mến, không có độc hại, không bị binh đao nước lửa đạo tặc không xâm tổn, khi chết sanh lên trời phạm thiên. Đó gọi là tỳ kheo hay thực hành tâm từ được 11 phước này. Thế Tôn liền nói kệ này: nếu người hành lòng từ, không có hành phóng dật, các kết dần dần mỏng, dần thấy dấu vết đạo, do hay hành lòng từ, sẽ sanh lên phạm thiên, được diệt độ mau chóng, hằng đến chỗ vô vi, không sát, không tâm hại, cũng không ý hơn thua, lòng từ trùm tất cả, trọn không tâm quán hận. Thế nên, tỳ kheo nên tìm phương tiện thực hành lòng từ, lưu truyền rộng nghĩa ấy. Như thế, này các tỳ kheo, nên học điều này. Bây giờ các tỳ kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ dâng làm. Đi sâu vào sự thực tập và nuôi dưỡng tâm thương yêu, chúng ta vốn dĩ ai cũng muốn bình an. Sự thật là chúng ta đã nhiều lần chí thành chí kính cầu an, nhưng không hẳn sẽ được an vui như ước nguyện. Rõ ràng là muốn được ngủ an ổn, thức an ổn, không chiêm bao dữ, trời ủng hộ, người thương mến, không có độc hại, không bị binh đao nước lửa đào tặc không xâm tổn, khi chết sanh lên trời phạm thiên, thì phải có tâm từ. Chính tâm từ mới có công năng làm nên những điều kỳ diệu ấy.
mới hay thiền quán từ bi, rải tâm từ đến vô lượng vô biên chúng sanh. Nếu được tu tập hàng ngày chính là giải pháp hóa giải tất cả mọi bất an, mâu thuẫn và xung đột trong cuộc sống ngắn ngủi này. Thực hành tâm từ phải được thể hiện ra bằng thân hành thiện, bằng miệng nói điều thiện, bằng ý nghĩ điều thiện với mọi người, mọi chúng sinh, cả khi có mặt lẫn lúc vắng mặt. Một khi yêu thương với tâm từ đã đông đầy, thì ngoài hiệu quả an vui cho mình và cho người, bản thân người thực hành tâm từ sẽ có thêm những trải nghiệm tâm linh thú vị. Đó là các phiền não, tập khí, tham sân, cố hữu nhờ tâm từ tưới tẩm nên ngày càng có lại, dễ dàng thành tựu các thiền chứng từ sơ thiền cho đến tứ thiền, mở ra con đường thênh thang hướng đến giải thoát. Thế nên nguyện sống với tâm từ, không giết và làm tổn hại, cũng không hề có ý niệm hơn thua hay oán hận, đem lòng yêu thương bao trùm khắp tất cả mọi người cùng hết thảy chúng sanh, chính là cách sống và cách hành xử cao cả của những người con Phật. Phật dạy với người lười biếng có 6 tai họa. Biếng nhác là tật xấu cố hữu của rất nhiều người, không siêng năng, chịu khó làm lụng mà mong dư giả giàu có và đủ đầy là điều không thể được. Một thời Đức Phật du hóa tại thành Dương Xá trong rừng Nhiên Hà Mô, tức là rừng trúc chỗ nuôi sóc. Bây giờ trong thành Dương Xá có con của một vị cư sĩ tên là Thiền Sanh. Khi người cha sắp lâm chung, nhân sáu phương mà trối trăng, khéo dạy, khéo quở rằng: "Này Thiền Sanh, sau khi cha mất, con phải chắp tay mà lại sáu phương rằng: ở phương Đông, phương Nam, phương Tây, phương Bắc, phương trên, phương dưới, nếu có chúng sanh nào vì tôi hết lòng cung kính cúng dường, lễ bái, thờ phụng chúng sanh đó, thì khi tôi đã hết lòng cung kính cúng dường, lễ bái, thờ phụng chúng sanh đó rồi, chúng sanh đó cũng hết lòng cung kính cúng dường, lễ bái, thờ phụng lại tôi." Đức Phật dạy rằng: "Này con trai cư sĩ, kẻ mong cầu cổ cải nên biết 6 điều phi đạo. 6 điều đó là gì? 6 là quen lười biếng mà mong cầu tài vật là phi pháp. Này con nhà cư sĩ, với người lười biếng nên biết có 6 tai họa. 6 món đó là gì? Một là quá sớm không làm việc, hai là quá trễ không làm việc, ba là quá lạnh không làm việc, bốn là quá nóng không làm việc, năm là quá no không làm việc, sáu là quá đói không làm việc. Này con nhà cư sĩ, người lười biếng không phải lúc thì việc làm không kinh doanh được, việc làm không kinh doanh được thì công nghiệp không thành, tài vật chưa có thì không thể có, tài vật đã có sẵn thì càng lúc càng bị tiêu hao. Phi đạo là những việc dẫn đến sự hao tài. Điều phi đạo thứ 6 là quen lười biếng. Biếng nhác là tật xấu cố hữu của rất nhiều người, không siêng năng, chịu khó làm lụng mà mong dư giả, giàu có và đủ đầy là điều không thể được. Người lười biếng thường có đủ mọi lý do để biện hộ cho sự biếng nhác của mình: sớm quá, trễ quá, lạnh quá, nóng quá, no quá, đói quá, vân vân, là những lý do để không làm việc. Họ đâu biết rằng hoàn cảnh khách quan không phải là nguyên nhân chính của chướng ngại, mà là chính tâm biếng nhác, chây lười mới thực sự làm cho con người mệt mỏi, chán nản, không thiết tha với công việc. Rõ ràng lười biếng tư duy và biếng nhác lao động thì không thể thành công trong cuộc sống. Chẳng những sự nghiệp không thành tựu mà còn tiềm ẩn nguy cơ phá nát những gì đang có. Trong đạo cũng vậy, người tu mà không lập hạnh tinh tấn thì sẽ tiêu tan đạo nghiệp. Đối mặt với nhiều sự gian nan, nhất là nghiệp chướng tham sân si nhiều đời, nếu không dũng mãnh phát nguyện đi tới thì khó mà vượt qua trở ngại của chính mình, trôi lăn trong luân hồi nhiều đời nhiều kiếp cũng vì không tinh tấn. Suy nghiệm về cuộc sống để thấy rằng không hề có sự dễ dàng, không làm mà muốn có ăn thì hãy nhớ rằng đằng sau miếng mồi ngon là chiếc bẫy. Muốn tu ít dễ dàng mà chứng đắc giải thoát cao vời thì liền rơi vào tà đạo. Mọi thứ trên đời đều có cái giá của nó.
Thế nên, mỗi người cần lập hạnh siêng năng, tinh tấn, tìm cách khắc phục sự lười biếng giải đãi. Việc dù khó khăn mấy, mà ta kiên tâm, bền chí, quyết không lùi bước thì sẽ có ngày thành công. Còn chưa gì đã thấy khó khăn, mệt mỏi, chán chường thì sẽ nhanh chóng bỏ cuộc. Phật dạy có ba hạng con trai xuất hiện, có mặt ở đời ngày nay. Sanh con trai hay là con gái không là vấn đề, vì nếu có đầy đủ phước duyên thì sanh con nào cũng tốt đẹp cả. Bởi ngay cả khi sanh được con trai thì chưa hẳn người con trai ấy đem đến hạnh phúc, an vui cho gia đình, vì con trai có đến ba hạng. Mời các bạn cùng tham khảo. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, có ba hạng con trai này xuất hiện, có mặt ở đời. Thế nào là ba? Ưu sanh, tùy sanh và liệt sanh. Này các tỳ kheo, thế nào là người con trai ưu sanh? Ở đây, cha mẹ của người con không quy y Phật, không quy y Pháp, không quy y Tăng, không tự bỏ sát sanh, không tự bỏ lấy của không cho, không tự bỏ tà hạnh trong các dục, không tự bỏ nói láo, không tự bỏ đắm say men rượu nấu, ác giới theo ác pháp. Này các tỳ kheo, thế nào là người con trai tùy sanh? Ở đây, cha mẹ của người con quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ đắm say rượu, men rượu nấu, giữ giới theo thiện pháp. Người con trai của họ cũng quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ đắm say rượu, men rượu nấu, giữ giới theo thiền pháp. Này các tỳ kheo, thế nào là người con trai liệt sanh? Ở đây, cha mẹ của người con quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ đắm say rượu, men rượu nấu, giữ giới theo thiền pháp. Và người con trai của họ không quy y Phật, không quy y Pháp, không quy y Tăng, không từ bỏ sát sanh, không từ bỏ lấy của không cho, không từ bỏ tà hạnh trong các dục, không từ bỏ nói láo, không từ bỏ đắm say rượu, men rượu nấu, ác giới theo ác pháp. Khi con cái có những ngộ nghịch, các bậc cha mẹ thường tự an ủi với quan niệm cha mẹ sanh con nhưng trời sanh tánh. Thực ra trời không sanh tánh, mà chính là biệt nghiệp của cậu trai và cộng nghiệp của gia đình. Duyên nghiệp quá khứ ràng buộc, đưa đẩy, để hiện đời làm quyến thuộc của nhau, cùng nhau chia bùi xẻ ngọt, nghiệp báo của cả gia đình. May mắn và phước đức cho những gia đình nào có con hơn cha, con trai thuộc hạng ưu sanh. Hạnh phúc và bình an cho những gia đình có con bằng cha, con trai của họ thuộc hạng thùy sanh. Bất hạnh và tủi nhục cho những gia đình có con thua cha, có con trai thuộc dạng liệt sanh. Những ai mong muốn sanh con trai thuộc hạng ưu sanh và tùy sanh thì phải nỗ lực chuyển hóa nghiệp lực của chính mình, tu tập để tạo ra cộng nghiệp tốt đẹp cho cả gia đình, nhằm tránh quả báo con trai rơi vào hạng liệt sanh là điều cần làm đối với tất cả những người con Phật. Phật dạy có bốn kiểu người không được làm hại, bởi gieo nhân nào thì gặt quả nấy. Nếu hãm hại người khác thì cuối cùng cái ác đó sẽ quay lại với chính mình, bao nhiêu phúc báo cũng bị tổn hại. Vậy bốn kiểu người đó là ai? Kính mời quý Phật tử và các bạn cùng tìm hiểu trong nội dung chương trình hôm nay. Một trong những nguyên lý cơ bản của giáo lý Phật giáo đó là nhân quả báo ứng, tức là có luân hồi sẽ có nhân quả, hai việc này liên tục xảy ra. Theo lời Phật dạy, phụ tác bất thiện, tử bất đại thọ, tử tác bất thiện, phụ bất đại thọ, thiện tự hoạch phước, ác tự thọ ương. Tức là cha làm điều chẳng lành, con không chịu thấy được. Con làm điều chẳng lành, cha không chịu thấy được. Làm lành, tự được phước,
làm dữ tự mang họa. Cũng có câu, điều lành dữ cuối cùng đều có trả. Khác nhau chỉ đến chống hay chạy, nhanh hay chậm mà thôi. Theo luật nhân quả, cái quả hay nghiệp vốn là kết quả cái nhân hay duyên của con người tạo ra trong kiếp trước hoặc kiếp này. Rồi cái quả ấy lại làm nhân cho cái quả khác sẽ báo ứng về sau. Nhân và quả cứ tiếp tục tương ứng như vậy, mãi mãi như bóng với hình, mãi mãi là cuộc trả dây, dây trả của cõi luân hồi. Con người không thể đổ lỗi cho hoàn cảnh khó khăn khiến cho bản thân mình sa đọa. Làm thiện hay là làm ác, tạo ác nghiệp hay thiện nghiệp đều là do tự thân mình chọn lấy. Quả báo thế nào là do chính mình làm ra, chứ không phải là do thần Phật nào quyết định. Vậy muốn biết nhân quả kiếp trước của ai, cứ xem cái địa vị sang hèn của người ấy ở kiếp hiện tại. Muốn biết nhân quả đời sau của họ thế nào, cứ xem tâm tánh và hành động của họ ở ngay kiếp này vậy. Sống ở trần gian, trong quá trình ứng xử với con người và vạn vật, cuộc sống đua chen không ít lần đẩy chúng ta phải rơi vào bước đường lầm lỡ và cứ thế va chạm làm tổn thương hết người này đến người kia. Tuy nhiên, xét về mặt nhân quả báo ứng trong nhà Phật, cố tình hãm hại người khác đã là việc sai, và nếu không may hãm hại nhầm bốn người dưới đây thì cái sai ấy còn dâng lên gấp trăm vạn lần, kéo theo phước báo tiêu tan, cuộc đời mãi mãi không như ý. Hãy cùng xem Phật dạy có bốn kiểu người không được làm hại đó gồm những ai. Loại người thứ nhất là người ác. Kinh Phật có ghi rằng, khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, người em họ của Ngài là Đề Bà Đạt Na hoàn toàn là một người ác. Trước khi xuất gia, ông ta có tâm ganh ghét với Đức Phật từ hồi nhỏ, tức là với Thái tử Tất Đạt Đa. Khi thấy Thái tử Tất Đạt Đa đầy đủ tướng hảo, trang nghiêm, tài năng xuất chúng, đức hạnh siêu quần như thế, thì Đề Bà Đạt Đa rất không bằng lòng, dùng nhiều thủ đoạn khác nhau để tranh giành ngai vàng với Thái tử Tất Đạt Đa. Sau này gia nhập tăng đoàn để chiếm đoạt quyền lãnh đạo, ông ta nhiều lần chống lại Đức Phật, thậm chí còn muốn lấy tính mạng của Đức Phật và phá vỡ sự hòa hợp của tăng đoàn. Nhưng Đức Phật đã đối xử với ông như thế nào? Trong Kinh Pháp Hoa có nói rằng, Đức Phật đã tiên đoán rằng Đề Bà Đạt Đa sẽ thành Phật trong tương lai, bởi vì Đề Bà Đạt Đa là người đã giúp Đức Phật nhanh chóng đắc được 6 pháp ba la mật, 10 lực, 4 vô úy, 18 pháp độc nhất và các công đức khác, và đạt được giác ngộ vô thượng. Như vậy, người ác với ta không phải lúc nào cũng xấu. Đôi khi người ác cũng sẽ giúp chúng ta hoàn thiện và trở nên mạnh mẽ hơn trong cuộc đời xô bồ này. Người ác giống như nước trong, giúp chúng ta gội rửa tâm hồn và bộc lộ sự sáng chói của Phật tánh. Nếu bạn có mong muốn trả thù những kẻ làm ác, hoặc nếu bạn luôn ôm mối hận chỉ để thỏa mãn cái tâm trả thù của mình, thì bạn đã rơi vào hành vi của một kẻ ác, và nhiều nghiệp chướng sẽ theo sau. Nhân phía trước, hoặc giả là ngay trong đời quá khứ, ta đã từng dùng thái độ này đối với họ. Ngày nay, nhân duyên hội đủ, họ hồi báo đối với ta. Ta hiểu rõ phải nên thừa nhận, không nên so đo, ân oán của chúng ta liền được hóa giải ở ngay tại đây. Cho nên người học Phật, nếu muốn học Bồ Tát, quyết định không nên kết oán thù với bất cứ chúng sanh nào. Chúng ta chỉ có hóa giải, quyết định không nên tạo thêm oán kế tiếp. Bất cứ tai nạn gì, bất cứ khổ báo gì đều chấp nhận. Không những không có ý niệm báo thù, một ý niệm oán giận cũng không có. Cho nên Phật nói, đó là hiện tượng nhẫn nhục bả la mật viên mãn. Do đó, người khác vô duyên vô cớ đến hãm hại chúng ta, đó chẳng phải là thành tựu nhẫn nhục bả la mật cho chúng ta hay sao? Nếu bạn hiểu rõ được đạo lý này, không những không có tâm oán hận mà còn cảm tạ, cảm ơn họ đã tạo cho cơ hội cho ta tu nhẫn nhục. Nếu như không có những người ác và nghịch cảnh dày dò, thì nhẫn nhục bả la mật của ta không có chỗ để tu.
hiểu rõ cái đạo lý này, thấu đáo chân tướng sự thật này, thì những người này là đại thiền tri thức của chúng ta, là đại ân nhân của chúng ta. Làm sao chúng ta có thể dùng tâm ác để đối đãi với ân nhân chứ? Vì vậy, mỗi người phải sống thực sự tốt đẹp, không làm những việc xấu ác, kể cả với những kẻ ác hại mình. Bởi với người không tin nhân quả mà làm ác, thì họ sẽ tự chịu nhân quả với việc làm xấu ác đó. Loại người thứ hai là người tốt. Người tốt hay còn gọi là nghiệp tốt là những người có tư cách đạo đức ngay thẳng, có phúc đức lớn, có thể dạy chúng ta làm những điều tốt đời đẹp đạo, thậm chí có thể giúp đỡ chúng ta ở những thời điểm mấu chốt trong cuộc sống này. Chắc hẳn ai cũng từng gặp ít nhiều những người tốt như vậy trong cuộc sống, chẳng hạn như người cố vấn, người lãnh đạo, luôn hỗ trợ, những người bạn giúp đỡ lẫn nhau, vân vân. Theo quan điểm của Phật giáo, những người tốt xung quanh bạn được truyền cảm hứng từ gốc rễ tốt đẹp của chính bạn và có thể gặp được nhưng không thể tìm kiếm. Làm tổn hại người tốt tức là làm hại nghiệp tốt, tương đương với việc làm tổn hại đến thiện căn trí tuệ và mạng sống của chính người đó. Kinh Tứ Thập Nhị Chương có viết: người ác hại hiền nhân như người ngước lên trời phun nước miếng, nước miếng không tới trời mà trở lại rơi vào mình, hoặc như người ngược gió tung bụi, bụi chẳng đến nơi khác mà trở lại làm dơ chính mình. Người hiền không hay được, kẻo quả tức diệt mình. Người tốt luôn rất được lòng mọi người xung quanh và được sự chứng giám của đất trời. Nhân tâm và thiên ý đều bảo vệ họ. Cho nên, nếu vô tình hãm hại người tốt, chúng ta sẽ gặp phải hai hậu quả. Một là những người xung quanh yêu mến họ sẽ phẫn nộ với chúng ta, thậm chí còn tìm cách trả thù thay. Hay là khiến đất trời tức giận, phúc khí của bản thân từ đó mà nhanh chóng tiêu tan, kéo theo hàng loạt quả báo khổ đau triền miên. Nếu bạn cố tình hãm hại những người lương thiện, chân thành, thì bạn sẽ chiêu mời sự tức giận, phẫn nộ về mình. Sớm muộn, bạn cũng bị quả báo. Thế nên, làm người hãy biết trước, biết sau, biết tôn trọng người khác. Phật dạy, hãy đối xử với người khác theo cách mà bạn muốn bản thân mình được đối xử. Bạn muốn được tôn trọng thì hãy tôn trọng mọi người trước tiên. Bạn muốn được quý mến thì hãy thật chân thành và đừng giả tạo. Bạn muốn được tự do thì đừng dành cho người khác cái nhìn khắt khe. Hãy gửi trao những thứ bạn muốn nhận được, rồi sẽ có ngày bạn nhận lại được những điều tốt đẹp hơn thế. Loại người thứ ba đó là người thân. Người xưa thường nói, máu đặc hơn nước. Tình cảm gia đình có vai trò vô cùng quan trọng với mỗi người. Dù là giữa cha mẹ và con cái, hay giữa anh chị em, tình cảm cho đi gần như là vô điều kiện và không cần khen thưởng. Theo đạo Phật, vợ chồng con cái là do duyên số, có mang nghiệp mang nợ với nhau, chứ không hề tự nhiên mà lấy nhau được. Một gia đình có hạnh phúc bền vững hay không phụ thuộc rất nhiều vào cách giữa vợ chồng con cái, cha mẹ, anh em ứng xử với nhau trong gia đình. Việc làm tổn thương người thân là trái với nhân quả theo nguyên tắc Phật giáo và không thể dung thứ được trong cả luật thế gian và nguyên tắc Phật giáo. Vậy nên, nếu ngay cả người thân ruột thịt mà cũng có tâm muốn làm hại thì nghiệp báo chất đống, phước báo cạn kiệt, mãi chìm đắm trong biển khổ. Trong kinh Điềm Lành Lớn, Đức Phật dạy rằng hiếu dưỡng cha và mẹ, nuôi dưỡng vợ chồng và con, làm nghề không rắc rối là điềm lành tối thượng. Ở đây, Đức Phật cho biết việc nuôi dưỡng, thương yêu, chăm sóc cho những người thân trong gia đình, xây dựng tốt các mối quan hệ trong gia đình, có nghề nghiệp lương thiện ổn định, cuộc sống gia đình là một hạnh phúc lớn lao, là điềm lành tối thượng. Cha mẹ, người có công sinh thành và giáo dưỡng, chính là người bạn phải mang ơn nhiều nhất. Hãy nhớ rằng, cha mẹ chính là Phật sống ở trong nhà. Đừng bao giờ làm tổn hại hay xúc phạm cha mẹ mình. Đối xử tốt với cha mẹ cũng chính là một cách tu dưỡng đạo đức, tích phúc báo. Bất cứ việc gì, bất cứ người nào trong gia đình,
ngay cả ngoài gia đình, bề trên, cấp dưới vân vân. Phàm làm khiến cho ta tổn hại đều phải gánh chịu thọ báo. Gia quyến lục thân đều do tứ nhân tương tụ. Tứ nhân là trả nợ, đòi nợ, trả ơn và báo oán. Đức Phật dạy rõ chân tướng sự thật. Người một nhà là do bốn loại quan hệ ấy mà tụ họp. Gia đình là như thế, mà người trong một họ cũng là như thế. Ân oán nợ nần nhiều, bèn biến thành cha con, anh em một nhà. Hay ân oán nợ nần ít hơn, cũng có thể biến thành thân thích bầu bạn. Do đó, giữa người và người với nhau đều có duyên phận. Bất luận chúng ta thọ báo bao nhiêu oan ức, không những không được sân hận mà ngược lại phải sám hối cho nghiệp chướng của chính ta, tội nghiệp của quá khứ hay đời trước nay phải trả. Nếu đem lòng sân hận thì làm sao không tạo thêm nghiệp mới? Chúng sanh quan quan tương báo đến bao giờ mới hết? Nếu biết lấy ân báo quán thì quán liền tiêu trừ. Loại người thứ tư đó là người tu hành. Người tu hành là người có tâm trong sạch, trì giới và chuyên tâm tu tập. Kinh Phật có nói, người tu hành mang di sản của Như Lai, có trách nhiệm giáo hóa chúng sanh và quảng bá Phật giáo. Nếu làm hại họ, thường sẽ gặp báo ứng ở đời này. Trong Kinh Phạm Thiên có đoạn nói rằng, có bốn nhóm người đã vượt giới luật. Bốn nhóm người này đồng thời cũng là đệ tử của Đức Phật, bao gồm tu sĩ Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tát và Ưu Bà Di. Khi thấy những lời nói hay hành động không phù hợp của người tu hành, hãy coi đó là lời cảnh báo và chỉ im lặng bỏ qua, không bao giờ nói xấu hay có hành động làm tổn hại tới họ. Tuy phần lớn người tu hành đều là người phàm, nhưng việc phỉ báng họ tức là chán ghét pháp và hủy hoại trí tuệ và mạng sống của con người, nhân quả không hề nhỏ. Tất nhiên, người tu hành được đề cập ở đây là những người tu hành chân chính ở bất kỳ tôn giáo nào đi chăng nữa. Chỉ cần họ sống lương thiện, tốt bụng hay giúp đỡ mọi người xung quanh, những người này thường luôn có các đấng thần linh bảo hộ và binh giám. Do đó, một khi vô tình hãm hại hay xúc phạm họ, quả báo đáng thương sẽ luôn chờ chúng ta trước mắt. Cho dù trước đây họ là người kiểu như thế nào, nhưng khi đã đặt chân vào con đường tu luyện chân chính trong Phật giáo thì họ chính thức cho pháp thân và được Phật bảo hộ. Đừng hãm hại hay xúc phạm kiểu người này, sẽ nhanh bị báo ứng. Phật Pháp luôn nhấn mạnh việc đối xử tốt với người khác. Thực ra đối xử tốt với người khác là một loại trí tuệ vĩ đại. Cần phải biết khi đối tốt với người khác, đồng thời cũng là đang đối tốt với chính bản thân mình. Có một câu nói rằng, hạnh phúc không nằm ở tài sản, quyền lực và nhan sắc. Bạn có được là nằm ở lối sống của bạn với những người xung quanh. Vì vậy, khi bạn sống với mọi người nhất định phải ghi nhớ, phải đối tốt với họ. Trong cuộc đời ta sẽ gặp rất nhiều người. Nếu có duyên có phận, sẽ đi cùng nhau một đoạn, thậm chí may mắn là cả đoạn đường. Nhưng nếu không may, chúng ta chỉ đi cùng nhau một đoạn thôi, rồi người rẽ trước, người rẽ sau. Có những người khi đi lướt qua nhau sẽ thành người xa lạ. Nhưng mỗi cuộc gặp, mỗi đoạn đường, mỗi người đi cùng ta một đoạn đường đều có ý nghĩa đối với ta. Gieo nhân nào thì gặt quả ấy. Như trồng dưa thì được dưa, trồng đậu thì được đậu. Làm ác cũng là như thế. Phật dạy, dù chúng ta có lên núi cao hay là trốn xuống vực thẳm, cũng không thể nào tránh được nghiệp quả khi đủ nhân duyên. Do chúng ta đã tin sâu về nhân quả, nên người học Phật luôn phải cẩn thận, có sự quán sát trong suy nghĩ, lời nói và hành động của mình. Kinh dạy rằng, vì lòng từ bi trang nghiêm nên không làm hại tất cả chúng sinh, có thể bảo vệ thân khẩu ý của mình và không có ý định làm hại tất cả chúng sinh là đang tích lũy công đức. Ngược lại, nếu bạn sân hận với chúng sinh và làm hại họ thì công đức và phước lành của bạn sẽ bị tổn hại. Nếu thực sự tin vào đạo Phật thì đừng làm hại bốn hạng người vừa nêu trên, kẻo nhân quả báo ứng lập tức hiện hữu. Quý Phật tử và các bạn thân mến,
Phật dạy, người phúc dày đức lớn đều có bốn đức tính này, phú quý theo suốt đời. Mời quý Phật tử và các bạn cùng nghe để xem liệu chúng ta có hay không nhé. Theo lời Phật dạy, hạnh phúc của con người không phải do cướp đoạt, than thở hay cứ cầu sẽ có, mà là do gieo nhân lành gặt quả lành. Nói cách khác là phúc của một người hoàn toàn do chính người đó quyết định. Đức Phật chỉ ra có bốn đức tính của người có phúc dày như sau. Trong cuộc sống này, ai cũng mong cuộc đời lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Dù có gặp khó khăn, cũng sẽ may mắn có quý nhân phù trợ, nhẹ nhàng vượt qua. Tuy nhiên, phúc khí và may mắn không phải bẩm sinh mà có, mà có liên quan rất nhiều đến đặc điểm tính cách và hành vi cá nhân của mọi người. Người xưa có câu, 3 phần số mệnh, 7 phần nỗ lực. 7 phần nỗ lực trong đó chính là thói quen, tính cách và phẩm chất được hình thành và nuôi dưỡng trong quá trình sống. Đó cũng là những nhân tố quan trọng góp phần quyết định vận mệnh của cả cuộc đời. Đúng là trong xã hội ngày nay, mỗi khi gặp thất bại trong cuộc sống, không được như ý, chúng ta đều cảm thấy mọi thứ thật bất công, lòng thắc mắc tại sao người khác có sự nghiệp thành công và gia đình hạnh phúc, còn mình thì chẳng nhận được gì. Đôi khi cũng tự hỏi, phúc lành của người khác đến từ đâu? Theo Phật giáo, hạnh phúc của con người không phải do cướp đoạt, than thở hay là cứ cầu mà có, mà là do gieo nhân lành gặt quả lành. Nói cách khác là phúc của một người thực ra hoàn toàn do chính người đó quyết định. 4 đức tính của người có phúc dày đó là: thứ nhất, có lòng hiếu thảo và biết giúp người. Người xưa có câu, bách thiện hiếu vi tiên, có nghĩa là trong 100 điều thiện thì hiếu thuận đứng đầu. Cổng cha như trời biển, nghĩa mẹ bao la là điều mà mỗi phận làm con không thể báo đáp được. Cha mẹ chính là phúc lớn nhất trên đời của mỗi người. Và làm tròn hiếu đạo là công đức lớn nhất trên đời. Đức Phật dạy rằng, đời người là vô thường, ai cũng có một ngày già đi. Khi già yếu bệnh tật mà có con cháu bên cạnh chăm sóc và nâng đỡ thì đó là một điều may mắn. Thời gian trôi qua vô tình, tuổi xuân của cha mẹ cũng đi qua cùng với tuổi thơ của con. Con ngày càng trưởng thành thì cha mẹ càng già đi. Hiếu thuận không chỉ là hồi báo công ơn cha mẹ sinh thành dưỡng dục, mà còn là dâng theo tâm nguyện của cha mẹ để đấng sinh thành vui lòng. Trong trời đất, đối với con cái, cha mẹ là quan trọng nhất. Hiếu kính với cha mẹ là việc tích đức đơn giản, nhưng tốt đẹp còn hơn cả cầu thần bái Phật. Ông trời luôn bảo hộ, ban phúc cho những người sống hiếu thảo hết lòng với cha mẹ. Thế nên, đây là những điều mà phận làm con nhất định phải làm cho cha mẹ. Người tử tế sẽ không bao giờ đối xử tệ bạc với cha mẹ của mình. Họ có thể đối xử tệ bạc với bản thân, nhưng vì họ lương thiện nên sẽ luôn biết làm sao để tích âm đức và tạo phúc cho con cháu. Người sống hiếu thảo có thể làm gương cho con cái. Họ có thể cho con cái cảm nhận được sự hòa thuận đầm ấm của gia đình, để rồi khi tới lượt bản thân già yếu, họ cũng nhận được sự hiếu kính từ con cái của mình. Hiếu thuận là nề nếp gia phong tốt được truyền từ đời này sang đời khác. Không chỉ có lòng hiếu thảo, mà lòng nhân hậu và biết giúp đỡ người khác cũng là đức tính của người phúc dày. Ở đời, người thích làm điều thiện và không mưu cầu hồi báo sẽ nhận được càng nhiều phước báo. Ông cha ta có câu, ở hiền gặp lành, cũng là vì thế. Một người có tấm lòng nhân hậu sẽ tích được công đức lớn và họ đương nhiên sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống này. Trên thực tế, giúp đỡ người khác cũng chính là giúp đỡ chính mình. Khi bạn sẵn lòng giúp đỡ người khác mà không yêu cầu được đền đáp, thì cũng sẽ có người giúp đỡ lại bạn y như thế. Quỷ nhân hay may mắn mà bạn gặp được sau này hoàn toàn có thể là do bạn tạo ra từ những việc tốt mà bạn đã làm trước đó. Khi bạn đã nhận được sự giúp đỡ, đừng quên thể hiện lòng biết ơn với người đã giúp mình, dù là bằng hành động thực tế hay đơn giản là một câu cảm ơn. Cuộc sống này muôn màu muôn dạng,
sẽ có những việc bất ngờ xảy ra mà chúng ta không thể lúc nào cũng có ngay cho mình một hướng giải quyết. Nếu bạn được người khác giúp đỡ cho bất cứ vấn đề gì, thì hãy luôn có một trái tim biết ơn đối với những người đã giúp đỡ bạn. Đừng bao giờ cho rằng người khác giúp bạn là điều hiển nhiên, bởi trong cuộc sống này, không ai có nghĩa vụ phải giúp đỡ chúng ta ngoại trừ cha mẹ hay là người thân. Chỉ khi bạn trân trọng những điều người khác làm cho mình, thì người khác mới sẵn sàng tin tưởng và giúp đỡ bạn vô điều kiện. Mối quan hệ giữa người với người là sự tương tác hai chiều, có đi có lại mới toại lòng nhau. Ở đó, lòng biết ơn chính là cơ sở để đảm bảo mọi điều cho đi đều có thể được nhận lại xứng đáng. Thứ hai là sống rộng lượng bao dung. Bồ Tát Di Lặc trong Phật giáo được coi là hiện thân của lòng bao dung và độ lượng. Người xưa có câu, bụng to có thể dung thứ những việc đời khó dung. Nụ cười luôn rộng mở để cười nhạo những kẻ lố bịch trên đời này. Cuộc sống không đảm bảo sẽ luôn thuận buồm xuôi gió. Những vấp ngã là điều không thể tránh khỏi. Nếu bạn cứ luôn luôn lo lắng về mọi việc, đặc biệt là để bụng những điều chướng tai gai mắt trong cuộc sống xung quanh, bạn sẽ không thể sống cho riêng mình, càng không thể tận hưởng phước lành cho dù có nhiều đến đâu. Trong các mối quan hệ xã hội, chúng ta cũng không thể nào tránh được những bất đồng hay là xích mích xảy ra. Lúc cảm xúc không thể kiểm soát, không phải ai cũng có đủ bình tĩnh để giải quyết vấn đề. Có người sẽ luôn tranh cãi với đối phương để giành phần thắng về mình. Ngược lại, cũng có người chọn cách bao dung, nhượng bộ để chuyện lớn hóa thành nhỏ. Trở thành người khoan dung với một trái tim rộng lớn sẽ giúp cho mối quan hệ giữa người với người trở nên gần gũi hơn, tình cảm trở nên sâu sắc hơn. Sống bao dung độ lượng cho người khác không chỉ giúp làm đẹp cho bản thân mà còn giúp chúng ta luôn có nhiều mối quan hệ tốt đẹp. Chỉ khi trở nên cao quý, bạn mới dễ dàng được hưởng phúc lành. Ở đây cao quý không phải là bạn có bao nhiêu tiền bạc và địa vị cao đến đâu. Điều quan trọng là tính cách và phẩm chất cao quý mà bạn đang sở hữu ra sao. Người sống có lòng khoan dung thì lúc nào cũng tự do tự đại, đi đâu làm gì cũng đều có thể hài hòa viên mãn. Khoan dung chính là biểu hiện của tâm đại thiện, tâm từ bi có sức mạnh cảm hóa đất trời. Nhân chi sơ tính bản thiện, con người sinh ra vốn đã có tính lương thiện. Người khéo nuôi dưỡng bản tính thiện thì sẽ biết nhẫn nhịn. Người khéo nhẫn nhịn tức là khoan dung. Khoan dung độ lượng với người chính là tạo phúc báo cho mình. Đó là lý do giáo lý nhà Phật nhận định rằng sống bao dung và độ lượng là một trong những đức tính của người có phúc dày. Người biết bao dung sẽ luôn mang đến tấm lòng rộng lượng với mọi vật, mọi sự, mọi người. Lòng như biển cả nhận được nước từ trăm sông, lòng như đất trời xuân tốt tươi cho vạn vật thì đó chính là từ bi. Bao dung là một đức tính vô cùng đẹp mà những người có trái tim từ bi có được. Người có lòng bao dung thì khi sự tình trở nên căng thẳng, bế tắc thì họ sẽ biết quay đầu chuyển hướng, cũng khiến cho mối quan hệ căng thẳng trở nên gần gũi hơn. Con người sống trên đời đều chỉ biết tìm kiếm hạnh phúc ở nơi xa vời mà không hề hiểu hạnh phúc do chính mình tạo ra. Mỗi ngày bạn hãy tự dặn lòng mình rằng hãy bao dung hơn hôm qua, sống đơn giản và thánh khiết hơn hôm qua. Chắc chắn nhờ đó cuộc sống của bạn sẽ hạnh phúc muôn phần. Thứ ba là giữ tâm trong sạch, không ghen tị. Nhiều người thắc mắc phúc là gì? Phật dạy, điều đầu tiên để tạo nên phúc là phải có tâm hồn trong sạch, biết chấp nhận và cảm nhận hạnh phúc từ những điều nhỏ nhoi trong cuộc sống này. Chính những người như vậy mới thực sự có phúc. Cuộc đời này là của bạn, sướng khổ ra sao là do bạn tự quyết định. Do đó, bạn không thể ghen tị với phúc lành của người khác, bởi sự ghen tị cuối cùng sẽ chỉ thiêu đốt chính bạn mà thôi. Vì vậy, đạo Phật nếu chuyển hóa con người ở thế gian, khi nhìn thấy sức mạnh tài năng của người khác thì phải biết tán dương. Chỉ có công đức này, chúng ta mới có thể bù đắp được những khuyết điểm của mình. Đây
chính là mấu chốt để có được phúc đức. Không ai sinh ra đã hoàn hảo. Nhưng nếu bạn cứ để sự ghen tị mãi trong lòng, có thể khiến cho bản thân bạn luôn mệt mỏi, bất bình, không một phút nào an yên. Ghen tị với người khác không bao giờ có thể giúp bạn tốt lên, mà chỉ làm tổn hại tới chính bạn mà thôi. Lòng ghen tị khiến cho bạn ngày càng sân si hơn. Một khi bộc phát, lòng ghen tị sẽ biến thành khổ nghiệp, nói điều sai quấy về người khác, nặng hơn là biến thành oán khí, sân hận hành động gây tổn hại tới người khác. Con người chúng ta hay mắc phải sai lầm này, và có thể cảm thấy khó chịu với người khác trên nhiều phương diện khác nhau, như là tài năng, sắc đẹp, danh vọng, địa vị, tiền bạc, tình cảm, thậm chí là ganh tị nhau cả về con cái nữa. Lời Phật dạy rằng, đáng thương nhất của đời người là sự tự ti, bi ai lớn nhất của đời người đó là sự ghen tị. Phật dạy không sai, đáng thương nhất là những kẻ tự ti, những người không đủ niềm tin vào cuộc sống và vào chính mình. Những kẻ cứ hay ngờ vực khi được đối xử tốt, ghen tị khi thấy người khác sống tốt hơn mình. Bản thân họ cảm thấy mình không xứng đáng được đối xử tốt, hay chính vì không dám sống thật lòng với ai, nên họ không dám sống trong cảm giác an toàn. Người ta có thể tìm được hạnh phúc từ những điều giản dị xung quanh mình, hoặc tự hài lòng với những gì mình có. Tại sao không cố gắng hết mình, thay vì cứ ghen tị với cái thành công mà người khác đổ biết bao mồ hôi và công sức mới có được? Đức Phật cũng khẳng định rằng, muốn tìm được hạnh phúc, muốn tìm được sự an lạc ngay trong cuộc sống giữa đời thường này, thì phải cần đến năng lực của sự tùy hỷ. Bởi cuộc đời là vô thường, chúng ta phải cùng yêu thương đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau còn không hết. Huống hồ là đố kỵ nhau để tạo ra thù hận thành quản gia trái chủ, để phải luân hồi sinh tử mãi mà đọa đày trả ân oán với nhau. Phật dạy, khổ tâm lớn nhất của đời người là sự ganh ghét đố kỵ. Người có tâm ganh ghét đố kỵ sẽ khổ sở dây dẳng trong lòng. Do đó, người tháo chuông không ai khác chính là người buộc chuông. Trong trường hợp này, chỉ có bạn mới giúp được bạn, mới khiến cho bản thân hạnh phúc hơn, an yên hơn, thanh tịnh hơn và thấy đời đẹp hơn. Thứ tư là sống biết đủ, không xa qua, lãng phí. Cuối cùng, sống biết đủ và không xa hoa lãng phí cũng là một đức tính cần có của những người phúc dậy. Phước lành của con người đều đã được định đoạt. Nếu một người không biết tích đức, không biết tu phước mà lại phung phí, thì phước như nước trong bát, sớm muộn gì cũng cạn kiệt. Ngược lại, nếu ai biết trân quý phước lành thì sẽ được phước. Trong cuộc đời vô thường này, hạnh phúc đôi khi có giá trị ít hay nhiều là do bản thân tự cảm nhận. Bạn phải hiểu rằng, không phải ngẫu nhiên mà mình lại được sinh ra là con của bố mẹ mình. Mình lại mang tên này, được sống ở đây, được yêu thương và cho đi yêu thương. Tất cả đều là duyên phận, đều có căn cơ của nó. Nhưng có một thực tế là, con người vốn dĩ không bao giờ biết tự hài lòng với những gì mình có. Luôn có tư tưởng đứng núi này trong núi nọ, chẳng thể cảm nhận được hết hạnh phúc mình đang hưởng thụ, dễ dàng để những điều đáng quý, đáng trân trọng bị vùi lấp với màu mang tên ghen tị. Chỉ vì không buông bỏ được lòng tham cố hữu ấy, nên tai họa ập đến là điều khó tránh, khổ đau là điều đương nhiên. Đức Phật chỉ dạy rằng, biết đủ là đủ. Người biết đủ là người giàu có nhất. Người biết đủ luôn cảm thấy an yên, hạnh phúc. Họ luôn mỉm cười đối mặt với mọi khó khăn của cuộc sống. Họ sẽ tìm ra hướng đi phù hợp và hoàn hảo nhất. Người biết đủ sẽ phân biệt được rõ điều gì nên làm thì làm, điều gì không nên làm. Trong suy nghĩ của người biết đủ, không có chỗ cho sự tranh giành và đòi hỏi quá mức. Họ luôn cảm thấy hài lòng và thỏa mãn với cuộc sống hiện tại. Nếu biết hài lòng với những gì mình đang có, chúng ta mới có thể có cuộc sống hạnh phúc. Giữ tâm thanh tịnh, định tĩnh và giản đơn.
Cuộc sống này của chúng ta sẽ dần dần chuyển hóa từ tranh đấu thành sẻ chia, sân hận thành tha thứ. Nỗi khổ niềm đau sẽ tan loãng, hạnh phúc sẽ đơm hoa ngay tại hiện tại, an bình sẽ kết trái ở mai sau. Hài lòng với những gì mình đang có không chỉ giúp bạn giảm bớt ganh tị đố kỵ, mà còn mang đến cho bạn cái nhìn tổng quan hơn về cuộc đời, về kiếp người, để từ đó sống tốt hơn, cải tâm trong sáng hơn, nuôi dưỡng nhiều hơn những hạt giống tích cực, để mỗi giây phút trong cuộc đời luôn tuyệt vời và đầy ý nghĩa. Phúc lành do chính mình tạo ra, vận mệnh do chính mình tìm kiếm, không cần ghen tị với phúc lành của người khác, cũng không cần thăm dò phúc lành của người khác đến từ đâu. Hãy nhớ rằng, phước do chính mình kiếm được, nỗi đau do mình tạo ra, mọi thứ đều do mình tự tạo và tự nhận mà thôi. Trong cuộc sống này, ai cũng mong cuộc đời lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Dù có gặp khó khăn, cũng sẽ may mắn có quý nhân phù trợ nhẹ nhàng vượt qua. Tuy nhiên, phúc khí và may mắn không phải do bẩm sinh mà có, mà nó có liên quan rất nhiều đến đặc điểm, tính cách và hành vi cá nhân của mọi người. Người xưa có câu, 3 phần số mệnh, 7 phần nỗ lực. 7 phần nỗ lực trong đó chính là thói quen, tính cách và phẩm chất được hình thành và nuôi dưỡng trong quá trình sống. Đó cũng là những nhân tố quan trọng góp phần quyết định vận mệnh của cả cuộc đời. Đúng là trong xã hội ngày nay, mỗi khi gặp thất bại hay cuộc sống không được như ý, chúng ta đều cảm thấy mọi thứ thật là bất công. Lòng thắc mắc tại sao người khác có sự nghiệp thành công và gia đình hạnh phúc, còn bạn thì chẳng nhận được gì. Đôi khi lại tự hỏi, phúc lành của người khác đến từ đâu? Theo Phật giáo thì hạnh phúc của con người không phải do cướp đoạt hay là than thở, hoặc là cứ cầu là có, mà là do gieo nhân lành thì gặt quả lành. Nói cách khác là phúc của một người thực ra hoàn toàn do chính người đó quyết định. Phật giáo chỉ ra 4 đức tính của người có phúc vậy. Đức tính thứ nhất đó là có lòng hiếu thảo và biết giúp người. Người xưa có câu, bách thiện hiếu vi tiên, có nghĩa là trong 100 điều thiện thì hiếu thuận đứng đầu. Công cha trời biển, nghĩa mẹ bao la là điều mà mỗi phận làm con không thể báo đáp được. Cha mẹ chính là phúc đức lớn nhất trên đời của mỗi người, và làm tròn hiếu đạo là công đức lớn nhất trên đời. Đức Phật dạy rằng, đời người là vô thường, ai rồi cũng có một ngày già đi. Khi già yếu, bệnh tật mà con cháu bên cạnh chăm sóc và nâng đỡ thì đó là một điều may mắn. Thời gian trôi qua vô tình, tuổi xuân của cha mẹ cũng đi qua cùng với tuổi thơ của con. Con ngày càng trưởng thành thì cha mẹ ngày càng già đi. Hiếu thuận không chỉ là hồi báo công ơn cha mẹ sinh thành dưỡng dục, mà còn là dâng theo tâm nguyện của cha mẹ để đấng sinh thành vui lòng. Trong trời đất, đối với con cái, cha mẹ là quan trọng nhất. Hiếu kính với cha mẹ làm việc tích đức đơn giản nhưng tốt đẹp còn hơn cả cầu thần bái Phật. Ông trời luôn bảo hộ, ban phúc cho những người sống hiếu thảo, hết lòng với cha mẹ. Thế nên, đây là những điều kiện mà phận làm con nhất định phải làm cho cha mẹ. Người tử tế sẽ không bao giờ đối xử tệ bạc với cha mẹ của mình. Họ có thể đối xử tệ bạc với bản thân, nhưng vì họ lương thiện nên sẽ luôn biết làm sao để tích âm đức và tạo phúc cho con cháu. Người sống hiếu thảo có thể làm gương cho con cái. Họ có thể cho con cái cảm nhận được sự hòa thuận, đầm ấm của gia đình. Để rồi, khi tới lượt bản thân già yếu, họ cũng nhận được sự hiếu kính từ con cái của mình. Hiếu thuận là nề nếp gia phong tốt, được truyền từ đời này sang đời khác. Không chỉ có lòng hiếu thảo, lòng nhân hậu và biết giúp đỡ người khác
cũng là đức tính của người phúc vậy. Ở đời, người thích làm điều thiện mà không mưu cầu hồi báo sẽ nhận được càng nhiều phước báo. Ông cha ta có câu, ở hiền gặp lành cũng là vì thế. Một người có tấm lòng nhân hậu sẽ tích được công đức lớn và họ đương nhiên sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Trên thực tế, giúp đỡ người khác cũng chính là giúp đỡ chính mình. Khi bạn sẵn lòng giúp đỡ người khác mà không yêu cầu được đền đáp, thì cũng sẽ có người giúp đỡ bạn y như thế. Quý nhân hay may mắn mà bạn gặp được sau này hoàn toàn có thể là do bạn tạo ra từ những việc tốt mà bạn đã làm trước đó. Khi đã nhận được sự giúp đỡ, đừng quên thể hiện lòng biết ơn với người đã giúp mình, dù là bằng hành động thực tế hay đơn giản là một câu cảm ơn. Cuộc sống này muôn màu muôn dạng, sẽ có những việc bất ngờ xảy ra mà chúng ta không thể lúc nào cũng có ngay cho mình một hướng giải quyết. Nếu bạn được người khác giúp đỡ cho bất cứ vấn đề gì, thì hãy luôn có một trái tim biết ơn đối với người đã giúp đỡ bạn. Đừng bao giờ cho rằng người khác giúp bạn là điều hiển nhiên, bởi trong cuộc sống này, không ai có nghĩa vụ phải giúp đỡ chúng ta ngoại trừ cha mẹ hay người thân của mình. Chỉ khi bạn trân trọng những điều người khác làm cho mình, thì người khác mới sẵn sàng tin tưởng và giúp đỡ bạn vô điều kiện. Mối quan hệ giữa người với người là sự tương tác hai chiều, có đi có lại mới toại lòng nhau. Ở đó, lòng biết ơn chính là cơ sở để đảm bảo mọi việc đều cho đi, đều có thể được nhận lại xứng đáng. Thứ hai là sống rộng lượng bao dung. Bồ Tát Di Lặc trong Phật giáo được coi là hiện thân của lòng bao dung và độ lượng. Người xưa có câu, bụng to có thể dung thứ, những việc đời khó dung. Nụ cười luôn rộng mở để cười nhạo những kẻ lố bịch trên đời này. Cuộc sống không bảo đảm sẽ luôn thuận buồm xuôi gió. Những vấp ngã là điều không thể tránh khỏi. Nếu bạn cứ luôn lo lắng về mọi việc, đặc biệt là để bụng những điều chướng tai gai mắt trong cuộc sống xung quanh, bạn sẽ không thể sống riêng cho chính mình, càng không thể tận hưởng phước lành dù nó có nhiều đến đâu. Trong các mối quan hệ xã hội, chúng ta không thể nào tránh được những bất đồng hay xích mích xảy ra. Lúc cảm xúc không thể kiểm soát, không phải ai cũng có đủ bình tĩnh để giải quyết vấn đề. Có người luôn tranh cãi với đối phương để giành phần thắng. Ngược lại cũng có người chọn cách bao dung, nhượng bộ để chuyện lớn quá nhỏ. Trở thành người khoan dung với một trái tim rộng lớn sẽ giúp cho mối quan hệ giữa người với người trở nên gần gũi hơn, tình cảm hơn và trở nên sâu sắc hơn. Sống bao dung độ lượng với người khác không chỉ giúp làm đẹp cho bản thân mà còn giúp chúng ta có luôn nhiều mối quan hệ tốt đẹp. Chỉ khi trở nên cao quý, bạn mới dễ dàng được hưởng phúc lành. Ở đây, cao quý không phải là bạn có bao nhiêu tiền bạc và địa vị cao đến đâu. Điều quan trọng là tính cách và phẩm chất cao quý mà bạn đang sở hữu ra sao. Người sống có lòng khoan dung thì lúc nào cũng tự do tự tại, đi đâu làm gì đều có thể hài hòa, viên mãn. Khoan dung chính là biểu hiện của tâm đại thiện, tâm từ bi, có sức mạnh cảm hóa đất trời. Nhân chi sơ tính bản thiện, con người sinh ra vốn có bản tính lương thiện. Người khéo nuôi dưỡng bản tính thiện thì sẽ biết nhẫn nhịn. Người khéo nhẫn nhịn tức là khoan dung độ lượng với người chính là tạo phúc báo cho mình. Đó là lý do giáo lý nhà Phật nhận định rằng sống bao dung và độ lượng là một trong những đức tính của người có phúc vậy. Người biết bao dung sẽ luôn mang tấm lòng rộng lượng với mọi vật, mọi sự, mọi người. Lòng như biển cả, nhận nước từ trăm sông. Lòng như đất trời mùa xuân, tốt tươi cho vạn vật, thì đó chính là từ bi.
Bao dung là một đức tính vô cùng đẹp mà những người có trái tim từ bi mới có được. Người có lòng bao dung thì khi sự tình trở nên căng thẳng, bế tắc thì họ sẽ biết quay đầu chuyển hướng, cũng khiến cho mối quan hệ căng thẳng trở nên gần gũi hơn. Con người sống ở trên đời đều chỉ biết tìm kiếm hạnh phúc ở nơi xa vời mà không hề hiểu hạnh phúc do chính mình tạo ra. Mỗi ngày bạn hãy tự dặn lòng mình rằng hãy bao dung hơn hôm qua, sống đơn giản và thanh khiết hơn hôm qua. Chắc chắn nhờ đó cuộc sống của bạn sẽ hạnh phúc muôn phần. Thứ ba là giữ tâm trong sạch, không ghen tị. Nhiều người thắc mắc phúc là gì? Phật dạy, điều đầu tiên để tạo nên phúc là phải có tâm hồn trong sạch, biết chấp nhận và cảm nhận hạnh phúc từ những điều nhỏ nhoi nhất trong cuộc sống này. Chính những người như vậy mới thực sự là người có phúc. Cuộc đời này là của bạn, sướng khổ ra sao là do bạn tự quyết định thôi. Do đó, bạn không thể ghen tị với phúc lành của người khác, bởi sự ghen tị cuối cùng sẽ chỉ thiêu đốt chính bạn mà thôi. Vì vậy, trong đạo Phật, nếu chúng ta biết chuyển hóa ở thế gian này, đó là khi nhìn thấy sức mạnh tài năng của người khác thì phải biết tán dương. Chỉ có công đức này, chúng ta mới có thể bù đắp được những khuyết điểm của mình. Đây chính là mấu chốt để có được hạnh phúc. Không ai trên đời này sinh ra đã hoàn hảo. Nhưng nếu bạn cứ để sự ghen tị mãi trong lòng, có thể khiến cho bản thân bạn luôn mệt mỏi, bất bình, không một phút nào an yên. Ghen tị với người khác không bao giờ có thể giúp cho bạn tốt lên, mà chỉ làm tổn hại tới chính bạn mà thôi. Lòng ghen tị chỉ khiến cho bạn càng ngày càng sân si. Một khi bộc phát, lòng ghen tị sẽ biến thành khẩu nghiệp, nói điều sai quấy với người khác, nặng hơn là biến thành quán khí, sân hận, hành động gây tổn hại tới người khác. Con người chúng ta hay mắc phải sai lầm này và có thể cảm thấy khó chịu với người khác trên nhiều phương diện khác nhau, như tài năng, sắc đẹp, danh vọng, địa vị, tiền bạc, tình cảm, thậm chí là ghen tị nhau cả về con cái nữa. Lời Phật dạy, đáng thương nhất của đời người là tự ti, bi ai lớn nhất của đời người đó là ghen tị. Phật dạy quả không sai, đáng thương nhất là những kẻ tự ti, những người không đủ niềm tin về cuộc sống, vào chính mình. Những kẻ cứ hay ngờ vực khi được đối xử tốt, ghen tị khi thấy người khác sống tốt hơn mình. Bản thân họ cảm thấy mình không xứng đáng được đối xử tốt, hay chính vì mình không dám sống thật lòng với ai nên họ không dám sống trong cảm giác an toàn. Người ta có thể tìm được hạnh phúc từ những điều giản dị xung quanh mình, hoặc tự hài lòng với những gì mình đang có. Tại sao không cố gắng hết mình, thay vì ghen tị với cái thành công mà người khác đổ biết bao nhiêu mồ hôi và công sức để có được? Đức Phật cũng khẳng định rằng, muốn tìm được hạnh phúc, muốn tìm được sự an lạc là ngay trong cuộc sống giữa đời thường này, thì phải cần đến năng lực của sự tùy hỷ. Bởi cuộc đời là vô thường, chúng ta phải cùng yêu thương, đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau còn không hết, huống hồ là đố kỵ nhau để tạo ra thù hận, thành oan gia trái chủ, để phải luân hồi sinh tử mãi mà đọa đày trả ân oán với nhau. Phật dạy rằng, khổ tâm lớn nhất của đời người là sự ganh ghét đố kỵ. Người có tâm ganh ghét, tật đố kỵ sẽ khổ sở dây dẳng trong lòng. Do đó, người tháo chuông không ai khác chính là người buộc chuông. Trong trường hợp này, chỉ có bạn mới giúp được bạn mà thôi, mới khiến bản thân hạnh phúc hơn, an yên hơn, thanh tịnh hơn và thấy cuộc đời đẹp hơn. Thứ tư là sống biết đủ, không xa qua lãng phí. Cuối cùng, sống biết đủ và không xa qua lãng phí cũng là một đức tính cần có của những người có phúc dày. Phước lành của con người đều đã được định đoạt. Nếu một người không biết tích đức, không biết tu phước,
mà lại phung phí phước thì như nước trong bát, sớm muộn gì cũng sẽ cạn kiệt. Ngược lại, nếu ai biết trân quý phước lành thì sẽ được phước. Cuộc đời này vô thường, hạnh phúc đôi khi có giá trị ít hay nhiều là do bản thân tự cảm nhận nó. Bản thân phải hiểu rằng không phải ngẫu nhiên mà mình lại được sinh ra là con của bố mẹ mình. Mình lại mang tên này là được sống ở đây, được yêu thương và cho đi yêu thương. Tất cả đều là duyên phận, đều có căn cơ hết. Nhưng có một thực tế là con người vốn dĩ không bao giờ biết tự hài lòng với những gì mình đang có. Luôn có tư tưởng đứng núi này trong núi nọ, chẳng thể cảm nhận được hết hạnh phúc mình đang hưởng thụ. Dễ dàng để những điều đáng quý, đáng trân trọng bị vùi lấp với lớp màn mang tên ganh tị. Chỉ vì không buông bỏ được lòng tham cố hữu ấy nên tai họa cứ ập đến là điều khó tránh khỏi, khổ đau là lẽ đương nhiên. Đức Phật chỉ dạy rằng biết đủ là đủ. Người biết đủ là người giàu có nhất. Người biết đủ luôn cảm thấy an yên và hạnh phúc. Họ luôn mỉm cười đối mặt với mọi khó khăn của cuộc sống. Họ sẽ tìm ra hướng đi phù hợp và hoàn hảo nhất cho mình. Người biết đủ sẽ phân biệt được rõ điều gì nên làm thì làm, điều gì không nên làm. Trong suy nghĩ của người biết đủ, không có chỗ cho sự tranh giành và đòi hỏi quá mức. Họ luôn cảm thấy hài lòng và thỏa mãn với cuộc sống hiện tại. Nếu biết hài lòng với những gì mình đang có, chúng ta mới có thể sống hạnh phúc được, giữ tâm thanh tịnh, định tĩnh và giản đơn. Cuộc sống này của chúng ta sẽ dần dần chuyển hóa từ đấu tranh thành sẻ chia, từ sân hận thành tha thứ, từ nỗi khổ niềm đau sẽ tan loãng, hạnh phúc sẽ đơm qua ở hiện tại, an bình sẽ kết trái ở mai sau. Hài lòng với những gì mình đang có không chỉ giúp cho bạn giảm bớt đi ganh tị, đố kỵ, mà còn mang đến cho bạn cái nhìn tổng quan hơn về cuộc đời, về kiếp người, để từ đó sống tốt hơn, cái tâm trong sáng hơn, nuôi dưỡng nhiều hơn những hạt giống tích cực, để mỗi giây phút trong cuộc đời này luôn tuyệt vời và đầy ý nghĩa. Phúc lành do chính mình tạo ra, vận mệnh do chính mình tìm kiếm. Không cần phải ghen tị với phúc lành của người khác, cũng không cần thăm dò phúc lành của người khác đến từ đâu. Hãy nhớ rằng phước do chính mình kiếm được, nỗi đau do mình tạo ra, mọi thứ đều do mình tự tạo và tự nhận. Tiếp theo chương trình, kính mời quý Phật tử và các bạn cùng nghe câu chuyện quả báo khiến cho hoàng hậu bị mù một mắt chỉ vì một lời thề. Vâng, thưa các bạn, câu chuyện quả báo thất hứa sau đây rất đáng sợ, cho dù bạn nghĩ rằng lời nói gió bay, không ai còn hay biết tới những gì họ từng hứa nữa. Hoàng Thái Hậu mù một mắt vì một lời thề. Câu chuyện kể lại rằng, vào thời vị hoàng đế cuối cùng của triều Bắc Tống, Tống Khâm Tông, ông cùng cha mẹ mình đã bị giặc Kim bắt lên phương Bắc vì thua trận. Sau đó, hai nước đã thỏa thuận ký kết hòa ước, Khâm Tông bị giữ lại. Khi biết tin Hoàng Thái Hậu hiển nhân sắp về phía Nam, vua Khâm Tông đã cầm tay mẹ mình và khóc than: "Nếu con được về Nam, chỉ mong được phong làm chủ cung Thái Ất là đủ rồi, chẳng dám mong muốn nhiều hơn." Ý của hoàng đế là không muốn giành lại ngôi vua, muốn mẹ gửi thông điệp này đến người em, mong sẽ cứu mình trở về. Khi ấy, Hoàng Thái Hậu hiển nhân liền thề với vua: "Nếu ta về rồi